Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 121. Mặt nam nhân dẫn đầu xanh mét, kiếm thế mất sự trầm ổn, tuy vẫn múa kín không kẽ hở nhưng hơi sắc bén ác liệt, vội vàng sao động. Lý Vân Tiêu nét mặt xa sầm nói. Không ngươi không chịu thi triển thần thông vì sợ bị người nhận ra sao? Xem ra ngươi là người có lai lịch lớn, để ta bước ra thân phận của ngươi. Lý Vân Tiêu thầm mở ra thái cổ thiên mục, một kình phong khốc liệt bắn tới. Growl! Kình phong chẳng những cực kỳ sắc bén mà còn phát ra tiếng cá sấu gầm giống. Mặt nam nhân dẫn đầu xa sầm, tay trái lăng không kết ấn vỗ tới. Bùm! Một kết giới mặt kính ngưng tụ trước mặt nam nhân dẫn đầu ngăn cản kình phong, cá sấu đụng vào nghiền nát hóa thành vòi rồng ập đến nhưng không lay động được kết giới kia chút nào. Lý Vân Tiêu biến sắc mặt kinh kêu. Ngươi không phải trưởng thiên cảnh. Với thực lực của cá sấu dù là cường giả trưởng thiên cảnh cũng không thể thoải mái đỡ một kích của nó, hoàn toàn là chênh lệch hai đẳng cấp. Nam nhân dẫn đầu ung dung nói. Không vạch áo người ra làm gì, ta chỉ muốn giới thần bi, ngươi cần chi bức ép hoài. Lý Vân Tiêu nói, ngươi có thể càng vô sỉ hơn không? Giới thần bi đang mang số mệnh thiên vũ giới, dù ta đưa cho ngươi thì ngươi dám cầm không? Mắt nam nhân dẫn đầu bắn ra tia sáng, kích động nói. Có gì không dám? Tốt, vậy ngươi cầm lấy. Tay phải Lý Vân Tiêu giơ trước mặt, ánh sáng trắng hoa mỹ bay lên, giới thần bi chậm rãi bay ra. Lý Vân Tiêu thu về tay pha ải vỗ mạnh vào giới thần bi đẩy ra ngoài. Vù 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 vù. Giới thần bi biến thành luồn sáng lao hướng chân trời. Cái gì? Nam nhân dẫn đầu vừa mừng vừa sợ. Nam nhân dẫn đầu phớt lờ Lý Vân Tiêu, quay người bay đi. Lúc này trên bầu trời vang mấy tiếng kêu giật mình. Giới thần bi, thật không vậy? Đó là thánh khí mạnh nhất trong thiên vũ giới, liên quan đến khí vận một giới sao? Không thể nào, dễ dàng bị từ bỏ vậy sao? Theo ta thấy tiểu tử kia rất có thực lực. Chắc tiểu tử kia biết rõ không giữ được nên bỏ xe giữ tướng, dù hèn nhưng đủ thông minh. Sau khi mấy thanh âm vang lên thì trống rỗng hiện ra hơn 10 luồng sáng bay hướng giới thần bi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn trời, không biết nên nói cái gì. Thăm dò trước khi hành động, một cái bao đỏ tạc đống lặn xuống nước tồi lên. Đám người lỗ thông tử con người co rút, không rảnh kích đấu, đều bay hướng giới thần bi. Linh Mục Địch tức giận quát. Hồ đồ! Sao ngươi có thể vứt thứ đó đi? Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ nhún vai, nói. Nếu không còn mạng sống thì giữ lại có ích gì? Linh Mục Địch lặng im. Tuy Lý Vân Tiêu nói có lý nhưng Linh Mục Địch cứ thấy khó chịu. Linh Mục Địch cũng giật mình vì tranh đấu kịch liệt thế này, không ngờ trên bầu trời còn giấu nhiều cao thủ. Nếu giới thần bi không xuất hiện thì đám người này đều chờ hai bên lưỡng bại câu thương mới đi ra nhặt của rơi. Nam nhân dẫn đầu cũng rất buồn bực. Tuy đoán ra trong hư không sẽ giấu người nhưng không ngờ nhiều như vậy. Nam nhân dẫn đầu tức giận quát. Cút hết cho ta. Kiếm trong tay nam nhân dẫn đầu thay đổi, lực lượng mạnh hơn trước rất nhiều bắn thẳng lên trời chém dụng một vũ giả quy chân cảnh. Rác rưởi cũng muốn nhúng chàm giới thần bi, các ngươi xem vật này là món đồ chơi sao. Chết hết cho bản công tử. Trong nháy mắt nam nhân dẫn đầu chém ra trăm kiếm quang, nghênh ngang mà đi. Bùm bùm. Lại hai người thực lực yếu nổ xác mà chết. Nam nhân dẫn đầu như sát thần giáng lâm, khí lạnh tràn ngập trên người thoáng chốc làm nhiều cường giả kinh sợ. Chính lỗ thông tử, phòng yếu ly cũng hết sức giật mình, mắt lóe tia e ngại. Một lão nhân không phục, tức giận hừ một tiếng. Giới thần bi hiện thế, người có tài sẽ được, tại sao không thể cướp? Lão nhân lại lao hướng chân trời. Những người khác lấy lại tinh thần từ giật mình, nối đuôi nhau tranh cướp. Nam nhân dẫn đầu hồi hộp không rảnh giết người, nhảy người mấy lần đuổi theo đám đông. Giới thần bi không ngừng quẹo trong không trung, ánh sáng đủ màu lấp lánh, vô số kim phù tổi nổi trên bia. Một nam nhân mừng rỡ lao tới như sói đói vồ thỏ, mắt sáng rực. Giới thần bi của ta. Mấy chục người lao qua, sợ chậm một bước. Nam nhân dẫn đầu vừa kinh vừa giận thuấn di đến trước giới thần bi. Nam nhân dẫn đầu kích động nói. Giới thần bi của ta. Nam nhân dẫn đầu vươn tay chộp lấy, lòng bàn tay vừa chạm đến ánh sáng vàng thì lòng giật thót, dự cảm không may nổi lên trong lòng. Chuyện gì xảy ra, vì sao dự cảm không ổn? Chẳng lẽ Hạo Phong ta quân lâm thiên hạ, tư chất có 102 nhưng không có được giới thần bi sao?
vậy Lý Vân Tiêu kia có tư cách gì? Trong lòng nam nhân dẫn đầu cực kỳ ghen ghét, bất mãn. Chợt nam nhân dẫn đầu thầm la. Không đúng, không phải như vậy. Chỉ thấy giới thần bi toàn thân ngọc bích, dài đến trăm trượng thoáng chốc biến đổi hóa thành ngọn núi tỏa sáu màu sắc đụng vào người Hạo Phong. Hạo Phong kinh sợ quát một tiếng. Không tốt, trúng kế. Nam nhân dẫn đầu nhảy người trở lại. Nhưng thân núi biến to vài lần, ánh sáng màu lục như vòng xoáy chuyển động quanh thân thoáng chốc hút mọi người vào. Bọn họ bị đụng đầu óc choáng váng hộc bãi máu. Hạo Phong hết hồn, cảm giác lực lượng đất đai xé xấc gã ra. Keng! Vào phút nguy cấp, một luồng đao quang chói mắt xé gió bay tới như tia bình minh đầu tiên trong bầu trời tăm tối chiếu rọi cả khung trời. Ầm 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 ầm. Ánh sáng sáu màu trên đâu xuất thiên phong bị đao quang chém đứt. Cái gì? Tất cả mọi người chấn động, hoảng sợ nhìn lên trời. Ánh sáng đâu xuất thiên phong bị chém đứt, ngọn núi thoáng chốc mất màu sắc ầm ầm từ trên trời rơi xuống. Những người bị ánh sáng lục sắc hút vào cũng bay ra, tránh được một kiếp. Nhưng vài cường giả quy chân cảnh bị nghiền nát hộc máu, hầu như khó thể ngự không phi hành. Hạo Phong sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, người dám gạt ta. Sát khí trên người Hạo Phong lạnh thấu xương bộc phát ra. Mọi người lạnh lòng tràn ngập khó tin. Ngươi là... Đột nhiên một cường giả khó tin kinh kêu. Tứ Vương. Mắt Hạo Phong lạnh băng liếc sang người đó, đao quang xẹt qua. Bùm. Người kia không kịp hét tiếng nào đã trực tiếp bị chém thành hai khúc, nội tạng và thân thể cùng nhau rơi xuống. Ui. Bầu trời tĩnh lặng. Mọi người bị sự sắc bén ác liệt của Hạo Phong chấn nhiếp, sợ hãi không dám nói tiếng nào. Lòng Lý Vân Tiêu thầm kinh sợ, hắn chỉ muốn bước ra thân phận của đối phương, không ngờ sẽ có lai lịch lớn như vậy. Lý Vân Tiêu bình tĩnh nỗi lòng, cười cười vỗ tay khen. Ghê gớm, thật là ghê gớm, đảo Huyền Ly cũng muốn cướp giới thần bi sao. Tại hạ vừa mới bái kiến Lam Nham chủ, Diệp Nam Thiên của quý đảo xong. Không biết tôn hiệu, tên của các hạ là gì? Nếu Diệp Kình Vũ đảo chủ muốn cướp giới thần bi thì chắc chắn tại hạ không đánh lại, chỉ đành hai tay dâng lên. Bàng Nguyên mới rồi bị ánh sáng lục sắc của đâu xuất thiên phong hút vào, lòng còn sợ hãi, rất e sợ Lý Vân Tiêu âm hiểm. Bàng Nguyên nói, nếu ta không nhìn lầm thì hắn là Đao Chi Vương Hạo Phong. Bàng Nguyên không cam lòng chắp tay nói, nếu đảo Huyền Ly nhúng tay vào chuyện giới thần bi thì tại hạ tự biết lượng sức, sẽ không giành giới thần bi. Nhưng tại hạ vẫn muốn tranh khí vận về thiên phượng chân vĩ linh, chắc đảo Huyền Ly sẽ không có khẩu vị lớn đến mức muốn ăn hết đi. Một cường giả hư cực cảnh khác trầm giọng nói. Đúng vậy, mong đảo Huyền Ly để lại miếng nước canh cho chúng ta uống. Mấy chục cường giả trên bầu trời la ó. Đúng rồi, đúng đúng. Đảo Huyền Ly không thể quá bá đạo, chỗ tốt gì đều độc chiếm. Ít ra chừa miếng canh cho chúng ta, dù sao đến đây một chuyến không dễ dàng. Không thể nào không cho chúng ta được gì đi. Hạo Phong không trả lời, mặt xanh mét cầm bảo đao đứng im không nhúc nhích, cực kỳ rối rắm. Hạo Phong vốn muốn lẫn vào trong đám người đục nước béo cò, thừa dịp rối ren thì thần không biết quỷ không hay cướp giới thần bi vào tay. Bây giờ thân phận của Hạo Phong bị lộ, rắc rối to. Quả cầu ánh sáng vàng lấp lánh trên bầu trời, giọng Lâm ung dung nói. Hèn gì có người biết trạng thái của ta không tốt. Ẻ là Hạo Phong đại nhân một trong tứ vương. Là Diệp Kình Vũ phái ngươi đến sao? Ha ha ha, trạng thái của ta thì toàn vĩnh sinh chi giới chỉ có một mình Diệp Kình Vũ biết, không ngờ lại phá hỏng tính toán của hắn. Ha ha, đông đông vực chi vương, ha ha. Hạo Phong biến sắc mặt, nghiêm túc nói. Lâm đại nhân đã hiểu lầm, đảo chủ không hề biết việc này, là ta nghe nói chủ giới thần bi đã đến, nhịn không được đến đây đánh giá, hoàn toàn là cá nhân ta làm. Hơn nữa ta không hề muốn cướp giới thần bi, chỉ muốn nhìn xem vật trong truyền thuyết có hình dáng gì. Ai nghe đều biết đây là lời lấy cớ nhưng ít ra biểu lộ một lập trường, đó chính là đảo Huyền Ly hay Hạo Phong đều sẽ không ngay mặt đối địch với Lý Vân Tiêu, Lâm. Lý Vân Tiêu nói, vậy mới rồi các hạ đã nhìn thấy, vừa lòng chưa? Hạo Phong tức ói máu, khẽ hừ. Hạo Phong cực kỳ bức bối gằn giọng. Tuy là biểu hiện giả dối. Nhưng ít ra cũng biết hình dạng thế nào rồi, đã hài lòng. Lý Vân Tiêu nói. Vậy giờ trời không còn sớm, đại nhân có thể chạy về ăn cơm tối được rồi. Hạo Phong tức giận mặt không chút máu, ánh mắt như đao lạnh thấu xương. Ngươi!
Mọi người sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt Hạo Phong. Lý Vân Tiêu thì bình chân như vậy, mắt phải sưng như thạch lựu cho đến giờ vẫn chưa xẹp. Ma khí trong mắt trái bốc lên, Lý Vân Tiêu không sợ trực diện ánh mắt của Hạo Phong. Tốt, quả nhiên là lớn có nhân vật ra. Nếu đã bị lộ thân phận thì Hạo Phong nhanh chóng quyết định, từ bỏ ảo tưởng với giới thần bi. Hạo Phong thu đao về, xoay người đi, chỉ mấy bước đã biến mất trong hư không. Lão nhân hư cực thần cảnh cười như điên. Ha ha ha, đi thì tốt, nếu đảo Huyền Ly không nhúng tay vào việc này thì thu giới thần bi, lão phu cũng muốn luôn thiên phượng chân vĩ linh. Một dải lụa mở rộng trước mặt lão nhân, bên trong bắn ra ánh sáng, đó là một cây trường thương. Lão nhân dùng ấn quyết làm thương tự động xoay tròn bắn xuống. Đột nhiên chân trời nổi lên khí lạnh, một đao cương từ xa tít tắp chém tới, trong khoảnh khắc rơi xuống, chém thẳng vào lão nhân kia. A! À, lão nhân kinh hoàng vội rụt thương về che trước người. Bùm! Ánh sáng trên thương bị đao cương đánh tan tác, lão nhân hộc máu cả lít, không ngừng thụt lùi trong không trung. Biến cố làm mọi người giật mình, hoảng sợ nhìn trong hư không. Hạo Phong đã biến mất lại cầm đao xuất hiện, từng bước một đi tới, mỗi bước đạp xuống là có đóa hoa nở rộ dưới chân. Mặt lão nhân đẫm máu kinh sợ mắng. Hạo Phong, chẳng phải ngươi đã bỏ cuộc rồi sao? Chẳng lẽ nói không giữ lời, tiểu nhân hèn hạ. Hạo Phong lạnh lùng nói. Dù ta từ bỏ cướp giới thần bi nhưng có cho phép các ngươi đoạt sao? Bổn tọa đều không chiếm được thì phế vật như các ngươi xứng nhúng chàm thứ đó sao? Lão nhân tức giận máu nóng dồn lên não, mặt đỏ rực quát to. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Mặc dù là tứ vương, ngoại trừ Lam Nham chủ ra ba người khác chỉ là hư cực cảnh, lão phu cũng là hư cực cảnh, sợ gì ngươi? Không sợ thì tốt, đừng la ó nữa, chiến đi. Hạo Phong đạp mấy bước đã đến gần lão nhân trong trăm trượng, tay cầm niết nguyên đao vung lên. Một luồng đao lăng không chém xuống cắt vỡ bầu trời bằng phẳng. Quán không chạm. Chiêm hỏa thương, lão nhân tức điên vung mạnh chiến thương nghênh đón. Bùm. Đao quang lại chém vỡ thế thương, chiến thương phát ra tiếng rên rỉ lăng không chấn gãy. Lão nhân phun búng máu. Phụt. Đao cương cắt gãy thân thương thì chém trúng người lão nhân, máu phun ra. Trong mắt lão nhân tràn ngập khó tin. Không thể nào, đều là hư cực, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Vết đao trước ngực sâu tận xương, thấy ghê người. Hạo Phong cười khẩy nói. Điều đó nói lên cảnh giới của ngươi cầm cho chó ăn. Người lão nhân run bần bật nhìn Hạo Phong từng bước một đi tới, rốt cuộc sợ hãi hét to hóa thành độn quang muốn chạy trốn. Hạo Phong nhếch mép khinh thường. Rác rưởi, giờ mới biết phải đi, lúc trước cần gì như vậy. Niết nguyên đao lại giơ lên, một luồng đao quang màu ngọc bích cắt qua bầu trời, xoẹt một tiếng chém lão nhân thành hai khúc, máu phun ra trời cao. Ui! Mọi người sợ đứng tim, cường giả hư cực thần cảnh dễ dàng bị Hạo Phong ba đao chém chết. Mọi người biến sắc mặt. Hạo Phong giơ đao lên gác trên vai, nói với đám người Lý Vân Tiêu. Các ngươi đi đi, có ta ở đây xem ai dám mơ ước giới thần bi. Lý Vân Tiêu giật mình không nói nên lời, ngu ngơ hỏi. Tại sao ngươi giúp ta? Mặt Hạo Phong lộ vẻ lạnh lùng hừ mũi. Nếu ta không chiếm được giới thần bi thì đám rác rưởi này làm sao có thể lấy được? Ta cũng không muốn ngươi chết tại đây, giới thần bi bị những thứ cặn bã lấy đi. Người xung quanh nghe câu đó sắc mặt âm trầm, Hạo Phong nói một câu chửi hết cả đám. Không ai sắc mặt tốt được. Lý Vân Tiêu giật mình hỏi. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hạo Phong lạnh lùng nói. Đơn giản như vậy. Mọi người biến sắc mặt, trợn mắt nhìn nhưng không dám ra tay. Lý Vân Tiêu chắp tay nói. Xin đa tạ, nhưng thời gian lang hoàn thiên chưa đến, chúng ta tạm thời không ra được. Hạo Phong nói. Vĩnh sinh chi giới mở ra, lang hoàn thiên sẽ không bao giờ khép kín. Rất nhanh bí cảnh sẽ hòa hợp làm một với thiên vũ giới, hợp nhất. Khi đó không còn cách nói các ngươi ra ngoài, nơi này chính là thiên vũ giới. Lý Vân Tiêu sững sờ nói. Vậy chúng ta làm sao rời khỏi đây được? Hạo Phong nói. Nơi đây là cực bắc của thiên vũ giới, đi thẳng hướng nam sẽ trở lại đại lục thiên vũ. Mảnh vĩnh sinh chi giới này sẽ trở thành giống trời sao ngoại vực. Lý Vân Tiêu hơi khó xử nhìn xuống bốn phía. Nếu nhóm bọn họ rời khỏi đây thì chắc chắn những người này sẽ theo đuôi, khó mà đối phó. Lâm trong quả cầu ánh sáng vàng đột nhiên lên tiếng.
ta có một truyền tống trận vượt giới có thể trực tiếp đưa các ngươi ra ngoài, tùy cơ rơi vào đại lục Thiên Vũ. Lý Vân Tiêu reo lên. Thế thì tốt quá, sao đại nhân không nói sao? L. Lâm trầm mặc không nói. Hạo Phong nhìn quả cầu vàng, lạnh nhạt nói. Truyền tống vượt giới, dù là thế giới nhỏ cũng cần năng lượng không thể tưởng tượng, Lâm đại nhân có làm được không? Lý Vân Tiêu nghe xong hiểu ngay điểm then chốt, nếu thi triển ra e rằng Lâm sẽ phải trả giá cực đắt. Lý Vân Tiêu nói ngay. Rắc rối vậy sao, thôi bỏ đi, để chúng ta đi hướng Nam được rồi. Tuy hơi xa nhưng bản thiếu gia có độn thuật, không mất bao lâu. Hạo Phong nói. Các ngươi quang minh chính đại một đường đi về phía Nam, tuy không mất nhiều thời gian nhưng rắc rối thì không ít. Để ta hộ tống các ngươi đoạn đường. Hạo Phong gác đao trên vai dẫn đường đằng trước. Đột nhiên một lão nhân xuất hiện chặn đường đi. Hạo Phong mắt lóe tia sáng lạnh lùng hỏi. Ai vậy? Lão nhân cười tủm tỉm bình tĩnh nói. Ta là Lỗ Thông Tử, tổng trưởng thiên hạ thuật luyện sư trên đại lục Thiên Vũ. Hạo Phong nói. Ngươi muốn chết? Lỗ Thông Tử bực bội. Thật tình, sao có thể? Hạo Phong cười lạnh nói. Vậy ngươi tiến lên đây để tìm chết. Lỗ Thông Tử cười nói. Đại nhân đừng bao giờ nói vậy, sẽ làm ta sợ chết. Hạo Phong mất hết kiên nhẫn. Nói nhảm nhiều quá. Niết nguyên đao trên vai vung lên, đao quang phát ra bắn hướng Lỗ Thông Tử. Bùm! Tay Lỗ Thông Tử cầm đôi giản kim ngân đỡ một đao, bị đẩy lùi mấy trăm trượng mới ngừng lại, vẻ mặt kinh sợ. A! À, mắt Hạo Phong lộ tia khác lạ. Ngươi rất khá. Hạo Phong từng bước đến gần. Con ngươi Lý Vân Tiêu co rút. Hắn từng đánh nhau với Lỗ Thông Tử, biết từ đầu đến cuối Lỗ Thông Tử chưa từng dốc hết sức. Hiện tại Lỗ Thông Tử lấy ra kim giản đế đồ, ngân giản di thế, hình như sắp đánh thật. Nhưng dù Lỗ Thông Tử có thực lực cường đại lại luôn làm việc cẩn thận, chẳng lẽ Lỗ Thông Tử cho rằng có năng lực đối phó Hạo Phong một trong tứ vương sao? Lý Vân Tiêu thầm lấy làm lạ. Lúc trong cổ ma tỉnh, thực lực Lỗ Thông Tử mạnh biến thái xu tí làm thịt Lý Vân Tiêu và Kỳ Thắng Phong bên trong. May mắn chân ma pháp thân hút sạch ma khí trong tỉnh, thi triển át chủ bài 3000 thế giới nên nhặt về một mạng. Nhưng bảo Lỗ Thông Tử có nắm chắc ngăn trở Hạo Phong thì Lý Vân Tiêu thấy có chênh lệch nào đó. Ha ha ha! Lỗ Thông Tử lau máu dính ở khóe môi, vừa rồi bị một kích làm bị thương nhẹ. Ta vốn định ra tay vào cuối cùng nhưng dường như đám ô hợp này không đáng tin cậy. Đầu năm nay làm chuyện gì đều phải dựa vào bản thân. Hạo Phong hỏi. Ngươi đang dạy ta cách làm người sao? Lỗ Thông Tử cười gằn. Xem như đi, thật ra đây chỉ là cảm thán cuộc đời của ta, không tính phí. Hạo Phong nhe răng cười giơ đao lên cao. Nhưng ta sao có thể không biết ngượng không duyên cớ nghe ngươi dạy bảo được. Nên cho ngươi một đao làm học phí. Quán không chạm. Đao cương xé gió bay đi bao trùm ngàn dặm, tầng tầng không gian bị chém nát, một đao siêu mạnh. Lỗ Thông Tử hơi biến sắc mặt. Không dám đỡ nhát đao này. Lỗ Thông Tử ở trên cao thụt lùi lại, cũng thi triển ra các loại thân pháp né tránh nhưng vô ích. Lỗ Thông Tử nóng nảy ghép song giản trước người đánh mạnh tới trước. Ầm 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 ầm. Song giản kim ngân đánh bay trên không trung, tách thành hai. Lỗ Thông Tử lần thứ hai bị kích thương, thụt lùi lại. Tay trái Lý Vân Tiêu chống cằm quan sát kỹ. Đám cường giả có mặt vừa nhìn hai người chém giết vừa đu àng thần thức tỏa định Lý Vân Tiêu. Sợ hắn chạy trốn. Tay trái Lỗ Thông Tử che ngực, dường như bị công kích này làm bị thương khá nặng. Lỗ Thông Tử cười khổ nói. Các hạ không thể có chút kiên nhẫn được sao? Hạo Phong mặc kệ Lỗ Thông Tử. Kiên nhẫn là thứ rất quý giá, ta chưa bao giờ bố thí giao cho lâu la. Hạo Phong tiếp tục đi về phía trước, cả người giống như thanh đao cực kỳ sắc bén, ai chắn đường thì chết. Lỗ Thông Tử đỡ được hai đao của Hạo Phong mà không thua đã khiến người nhìn với cặp mắt khác xưa. Lỗ Thông Tử mắt lóe tia sáng lạnh. Được rồi, nếu Đao Chi Vương thích chơi như vậy thì lão hủ theo tới cùng. Lỗ Thông Tử tùy tay ném ra ánh sáng, là mấy chục cây đinh dài bắn ra. Con người Lý Vân Tiêu có rút hét to. Cẩn thận những cây đinh dài này, bên trong có thập phương hung hồn xá email protected. Cái gì? Lời thốt ra làm đám đông giật mình. Cường giả trong vĩnh sinh chi giới đều biết cuộc chiến phong ma, biết thập phương hung hồn là thứ gì nhưng chưa từng gặp. Bọn họ tò mò xoe tròn mắt. Hạo Phong vốn định hô đao hất văng những cây đinh này,
nghe Lý Vân Tiêu nhắc nhở liền rút đao về yên lặng nhìn mấy cây đinh rớt xuống quanh mình xếp hàng thành 36 thiên cương trận. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Biết sớm như vậy ta đã không la lên. Ha ha ha. Lỗ Thông Tử bày thiên cương trận xong cười to bảo. Ha ha ha, Hạo Phong đại nhân chắc rất tò mò phải không? Chậc chậc, tò mò hại chết người, xưa nay đều có sự thích này. Hạo Phong híp mắt, gật đầu nói. Ừm, đúng là ta rất tò mò, mau thả ra cho ta xem. Lỗ Thông Tử mỉm cười nói. Theo ý đại nhân, Lỗ Thông Tử lấy một lá cờ ra vung trong tay, ngàn vạn phù văn lập tức bay ra ngoài. 36 cây đinh dài biến hóa thành cây cột sắc ghim trên không trung. Mỗi cây cột ngưng tụ một đoàn ma khí dần biến thành thập phương hung hồn sát, chúng ngủ đông trên cây cột, khí thế hung dữ khiếp người. Hạo Phong quét mắt từng con, hơi biến sắc mặt nói. 36 quy chân thần cảnh. Sắc mặt Lý Vân Tiêu càng khó xem kinh kêu. Có chuyện gì, 36 thập phương hung hồn sát dường như khí thế mạnh hơn trước rất nhiều. Linh Mục Địch ngơ ngẩn nói. Rắc rối to rồi, nơi đây còn trong vĩnh sinh chi giới, thuộc không gian độc lập, không có giới lực. Lý Vân Tiêu hiểu ngay, kinh kêu. Đây chẳng phải là, 36 hung hồn sát có thể phát huy ra uy lực hoàn chỉnh vượt qua cường giả quy chân cảnh. Ngày xưa trong cổ ma tỉnh ma quân từng nói đẳng cấp giới lực ma giới hơn thiên vũ giới. Nên dưới mỗi đẳng cấp đối ứng thực lực sinh vật ma giới mạnh hơn sinh vật thiên vũ giới. Linh Mục Địch trầm giọng nói. Ngày trước trong cổ ma tỉnh ngươi có thể dựa vào giới thần bi dẫn động giới lực ức chế bọn họ, không biết bây giờ thế nào. Nhưng ngươi tuyệt đối đừng tùy ý thi triển, giới thần bi xuất hiện sẽ càng hỗn loạn hơn, xung quanh toàn là người như hổ rình mồi. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta sẽ cố gắng nhanh chóng phục hồi vết thương đã. Với thực lực của Hạo Phong chắc có thể liều một phen, ai sống ai chết còn khó nói. Khuôn mặt Lỗ Thông Tử đã mất đi nét hiền từ, trở nên tà ác. Lỗ Thông Tử liếm môi cười gằn. Đây là lần thứ hai ta chiêu bọn chúng ta. Lần trước Sư Tôn và Lý Vân Tiêu hợp sức dịa cho chúng một bài học, về sau ta vắt óc bỏ công ra, không uổng phí rèn luyện bọn họ, giờ vừa lúa lấy đao chi vương hút ngụm khí lạnh ra luyện tập. Hạo Phong hừ lạnh một tiếng. Làm ta hết hồn. Hóa ra là cặn bã đánh không lại Lý Vân Tiêu. Hạo Phong chống cằm đánh giá. Không biết mấy thứ này có thể bắt sống về không? Nghiên cứu một phe nũng hay. Vẻ mặt Lỗ Thông Tử châm chọc nói. Ha ha ha, đại nhân suy nghĩ nhiều, sống được đã là siêu may mắn. Vừa rồi đại nhân ra hai đao làm học phí thì ta cũng nên dạy cho thứ gì đàng hoàng mới được, nếu không người khác còn tưởng rằng ta là kẻ lừa đảo. Lỗ Thông Tử vung cờ. Những hung hồn sát bàn cứ trên cột sắt cùng bay lên, gầm giống lao hướng Hạo Phong. Niết nguyên đao lóe đao quang trong khoảnh khắc chém ra 36 đao, mỗi đao cực kỳ chính xác trúng một hung hồn sát. Hoa hoa! Vô số tiếng hú quái dị vang lên trên bầu trời. Những hung hồn sát nháy mắt bị chém thành hai khúc nhưng không bị ảnh hưởng, trong khoảnh khắc dung hợp lại một lần nữa nhào lên. Hạo Phong nhíu mày nói. Nguyên tố chi thể sao? Đụng tới thể chất này cực kỳ rắc rối, tuy không phải thân bất tử nhưng muốn chém giết cũng tốn công sức. Một tay Hạo Phong vẽ mấy phù ấn vỗ vào thân đao. Ánh sáng rực rỡ bắn lên cao chiếu rọi 3.000 trượng. Đao giới chi thương. Bùm. Trong niết nguyên đao truyền ra sóng âm, lực lượng khủng bố bộc phát. 36 hung hồn sắt bị chém thành bột phấn. 36 cây cột sắt bị sốc lên nổ liên hồi. Lực lượng quá kinh khủng. Đao chi vương cường đại vậy sao? Cùng là hư cực thần cảnh mà có chênh lệch lớn thế này. Một đao chém giết 36 thập phương hung hồn sát, sợ là Lam Nham chủ đại nhân mạnh đến thế là cùng. Các tiếng bàn tán vang lên, giật mình vì uy lực nhát đao, lòng sợ hãi. Đám cường giả phong yếu ly, vi vô nhai mặt trắng bệch, biểu tình cực kỳ e ngại. Lỗ Thông Tử há hốc mồm ngơ ngẩn, 36 hung hồn sát chưa kịp phát huy đã bị chém sạch hết. Đầu óc Lỗ Thông Tử ù đặc. Các tia ma khí như tóc dài bềnh bồng trên bầu trời, là ma nguyên thuần túy còn lại sau khi những hung hồn sát bị diệt. Bình thường hung hồn sát bị giết rồi sẽ nổ tung thành vô số ma sát cấp thấp hơn, ma sát chết rồi mới hóa thành ma nguyên tinh thuần nhất. Nhưng những hung hồn sát này dưới đao giới chi thương trực tiếp quay về bản thể. Còn người Lý Vân Tiêu có giúp diệu pháp linh mục thấy rõ ràng nhát đao kia. Thực lực của Hạo Phong trong chớp mắt tăng vọt gấp mấy lần.
uy lực đao giới chi thương hoàn toàn không thua gì Lam Nham Chủ. Trác Hạo Phong thi triển bí thuật để thực lực của mình nháy mắt tăng lên tới tạo hóa cảnh. Sau nhát đao đó, diệu pháp linh mục của Lý Vân Tiêu quan sát chân nguyên trong người Hạo Phong giảm mạnh. Tuy mặt ngoài Hạo Phong làm bộ tiêu sái bình tĩnh nhưng thật ra tiêu hao chân nguyên hơn phân nửa rồi. Giờ phút này, ma nguyên đầy trời như sợi tóc trải rộng trên không trung. Đây chính là ma nguyên của 36 thập phương hung hồn sát, mỗi thập phương hung hồn sát sánh bằng chân ma pháp thân Lý Vân Tiêu từng mất đi. Lý Vân Tiêu mừng như điên. Cơ hội tốt. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn quyết, thi triển ra tạo hóa nhất khí công. Trong phút chốc những ma nguyên như các dòng sông bị Lý Vân Tiêu nuốt vào người, tình hình đồ sộ khiến nhiều người nhìn ngơ ngẩn. Lỗ Thông Tử giật nảy mình, mắt lộ tia e ngại. Lý Vân Tiêu thu nạp phân thân ma chủ đế, là người có thể điều khiển lục đạo ma binh. Những ma khí này bị đao giới chi thương của Hạo Phong chém không còn lệ khí, này đồ bổ cho Lý Vân Tiêu. Hạo Phong giơ đao lên vác trên vai đi hướng Lỗ Thông Tử. Còn chiêu gì không dùng hết đi, thập phương hung hồn sát chưa đủ xem. Có loại gì như ma quân, ma chủ thì thả ra vài tên để nhà quê ta đây mở mang kiến thức. Lỗ Thông Tử rời chú ý khỏi Lý Vân Tiêu, hút ngụm khí lạnh. Đối mặt Hạo Phong tới gần, Lỗ Thông Tử lại lùi xa mấy trăm trượng. Nếu không có trò hay để xem thì bản vương không chơi với ngươi. Cặn bã, lên trời đi. Niết nguyên đao đột nhiên chém xuống, một đao quang ngưng tụ thành cương trên bầu trời chém xuống. Khuôn mặt Lỗ Thông Tử vô cùng âm trầm rồi mặt tỏa ánh sáng trắng kết thành lớp vỏ đất, một mặt trắng, một mặt đen. Mặt nạ thái cực ngư đắp trên mặt Lỗ Thông Tử chỉ trừ hai con mắt lộ ra ngoài. Con người Lỗ Thông Tử trở nên quái dị từ từ biến thành ma đồng đen thui. Ngân giản di thế phát ra ánh sáng chói lòa, bên trên có vô số phù văn giải phong ra đánh hướng đao cương. Ầm 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 ầm. Ánh sáng bạc của di thế bị đao cương chém nát, cương khí tiếp tục đánh xuống. Lỗ Thông Tử che kim giản đế đồ trước mặt đỡ đao quang. Bùm! Lại phát ra chấn động lớn, Lỗ Thông Tử bị đánh bay mấy chục trượng nhưng không chật vật như trước mà hơi phiêu giật. Như thể Lỗ Thông Tử chủ động thụt lùi, xóa tan lực đao. Lỗ Thông Tử cười gằn. Đao Chi Vương đại nhân sao hụt hơi rồi? Có phải vì cướp giới thần bi mà dậy sớm quá quên ăn sáng không? Đồ án thái cực đồ trên mặt nạ Lỗ Thông Tử xoay tròn chuyển động. Mọi người nhìn hoa mắt choáng váng, sợ hãi vội nhắm mắt lại không dám nhìn nữa. Hạo Phong cũng lòng hơi kinh sợ, không dám nhìn thẳng mặt nạ kia. Nhưng Hạo Phong xấu hổ không dám quay đầu đi. Vậy thì có vẻ gã sợ đối phương, rất mất mặt. Hạo Phong rũ mắt xuống nhìn đôi chân Lỗ Thông Tử, lạnh lùng nói. Đã ăn sáng rồi, nhưng luyến tiếc thêm trứng nên bổ sung thể năng chưa đủ. Vừa rồi một đao kia cho ta bài học lớn nhất là phải ăn sáng cho no mới có sức giết người. Vậy thì thật là tiếc nuối. Lỗ Thông Tử tiếc hận nói. Bài học này đúng là đau đớn, kiếp sau nhớ kỹ phải ăn sáng. Hạo Phong nghe vậy buồn cười nói. Ngươi đang trách ta không thể một đao tiễn ngươi lên trời sao? Vậy xin lỗi, lần sau ta sẽ không như vậy. Niết nguyên đao giơ ngang trước người, từng vòng đao quang như bọt bong bóng tan vỡ. Hạo Phong chìm trong đao quang, chỉ nhìn qua đã cảm giác đôi mắt bị cắt chảy máu. Nhiều người lòng hoảng sợ vội vàng lui ra mấy ngàn trượng, miễn cho bị nhát đao ảnh hưởng. Lỗ Thông Tử con ngươi co rút. Mặt nạ che nên không thấy rõ biểu tình nhưng dưới mặt nạ nghe hồng thạch khiến hình dáng Lỗ Thông Tử mơ hồ không chân thật. Sau lưng Lỗ Thông Tử đột nhiên vang lên thanh âm. Chậc chậc, quả nhiên, không ngờ thiên vũ giới còn chỗ như thế này, hoàn toàn không bị giới lực áp chế. Một đoàn ma ảnh ngưng tụ sau lưng Lỗ Thông Tử hóa thành hình người không ngừng biến đổi, người khổng lồ đứng lơ lửng. Mắt Lý Vân Tiêu tràn ngập kinh sợ, đây là chân ma pháp thân. Nhưng cự linh không tầm thường. Không có pháp tướng ba đầu sáu tay. Khuôn mặt chân ma cự linh treo nụ cười nhạt, rất có linh tính. Không đúng, đây không phải chân ma pháp thân, có gì đó khác lạ. Lý Vân Tiêu lắc đầu liên tục, hắn rất quen thuộc chân ma pháp thân, lập tức cảm nhận được có gì khác lạ. Con người chân ma cự linh co rút, nhìn Hạo Phong và đao quang quanh thân gã thật lâu. Chân ma cự linh trầm giọng nói. Rất mạnh. Mắt Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói. Nếu không mạnh thì ta gọi ngươi ra tới làm cái gì? Chân ma cự linh cười gằn. Ha ha ha, lần này ngươi tìm một chỗ rất tốt, cho ta thỏa thích phát huy. Hai tay chân ma cự linh kết ấn,
một cánh tay biến thô to. Chân ma cự linh hét lớn lăng không giáng xuống, nắm đấm như sao băng. Tim Lý Vân Tiêu thít chặt kinh kêu. Ma quân! Lý Vân Tiêu phát hiện ánh mắt và biểu tình của chân ma cự linh khác hẳn với Lỗ Thông Tử. Cái gọi là tướng tự tâm sinh, mà công tại ngưng tụ chân ma cự linh thì biểu tình của cự linh sẽ bị chủ nhân ảnh hưởng sinh ra động tác, dáng vẻ giống y. Lỗ Thông Tử và chân ma cự linh hoàn toàn là hai thân thể khác nhau. Mắt Lỗ Thông Tử bắn ra tia sáng đen đặc lướt qua Hạo Phong bắn thẳng đến Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kiềm chế lòng kinh sợ, lạnh nhạt nói. Tổng trưởng đại nhân, nhìn chằm chằm vào ta đã đủ chưa? Không ngừng đem ma quân ra khỏi ma giới, làm vậy có ổn không? Bốn phía giật mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn Lỗ Thông Tử. Nếu Lý Vân Tiêu nói thật thì chẳng lẽ người này cấu kết với ma giới? Lỗ Thông Tử khẽ hừ. Hừ. Sát khí xẹt qua đáy mắt Lỗ Thông Tử, lòng thầm quyết định, lần này dù thế nào cũng không tha cho Lý Vân Tiêu. Mắt Hạo Phong cũng lộ ra kinh sợ. Đây là ma quân sao? Đao quang trong tay xẹt qua, một đao cương to chém tới. Ầm. Cú đấm nổ tung, nổ thành vô số ma khí bị đao kình đánh bay hóa thành ma sát bay đầy trời hú quá dị. Uy lực đao cương không giảm giáng từ trên cao xuống chặt bả vai và cánh tay ma quân. A! À, ma quân trợn to mắt, vẻ mặt tràn đầy vừa kinh vừa giận. Không thể nào! Trong tình huống không bị giới lực ức chế thì ma quân chúng ta hơn xa cường giả hư cực cảnh các ngươi. Tại sao nắm đấm của ta không đánh lại hắn? Lỗ Thông Tử trầm giọng nói. Rốt cuộc ngươi có được không? Người này không phải hư cực cảnh bình thường, xem như cao thủ trong hư cực cảnh. Ra là vậy. Vẻ mặt kinh sợ của ma quân chậm rãi phục hồi, lắc bả vai cụt. Vô số ánh sáng đen bắn ra như mái tóc đen đổ xuống. Mỗi sợ bắn về phía những ma sát. Xuyên thấu qua. Hoa hoa hoa. Ma sát lăng không bay múa gào rú, bị những sợi tóc đen kéo về hút hết vào người ma quân, cánh tay đứt lìa phục hồi lại như cũ. Ma quân ngửa đầu gầm lên, cơ thể to lớn không ngừng áp xúc xuống, cuối cùng kích cỡ như người bình thường. Ma quân nhìn hướng bạc vũ kình gần đó. Cát, người cũng ra đi, người này hơi khó giải quyết, ta sợ không ứng đối được. Bạc vũ kình nhướng mày, một tay bắt ấn. Sau lưng cũng có ma khí cuồn bạo tuôn ra như Lỗ Thông Tử. Ma khí bắn lên trời chậm rãi ngưng tụ thành một ma quân mắt quét bốn phía. Ma quân trầm giọng hỏi. Nơi này là bên trong Vân Tiêu công tử sao? Mọi người hoảng hốt, xuất hiện đến hai ma quân. Linh Mục Địch biểu tình cực kỳ khó xem, hai ma quân xuyên qua vách giới ma giới, Bạc Phú Kình đi cổ ma tỉnh không lâu, dường như bọn họ nắm giữ cách giúp ma quân nhanh chóng xuyên qua. Nếu là vậy thì nguy hiểm lớn, nếu nằm trong tầm kiểm soát của Lỗ Thông Tử thì đỡ, một khi mất khống chế hậu quả sẽ khó tưởng tượng. Linh Mục Địch lạnh lùng nói. Lỗ Thông Tử, người cũng biết mình đang chơi với lửa có ngày chết cháy không? Lỗ Thông Tử liếc Linh Mục Địch, cười nhạo. Chỉ có thân khôi lỗi, không biết là chó mèo gì, xứng nói chuyện với lão hủ sao? Cát nhìn Lý Vân Tiêu, ma khí đầy trời thoáng chốc bị Lý Vân Tiêu hút sạch. Cơ thể trướng to, toàn thân là ma văn. Cát cao mày nói. Người này tu luyện ma công vô cùng chính thống, có vẻ rất khó đối phó. Lỗ Thông Tử lạnh nhạt nói. Người này hấp thu phần lực lượng ma chủ đế, không chỉ kế thừa một ít thần thông đế còn có thể điều khiển lục đạo ma binh, hai ma quân giật mình kêu lên. Cái gì? Mặt ma quân vặn vẹo đáp xuống hai bên Lỗ Thông Tử, khuôn mặt gần như dán sát mặt Lỗ Thông Tử. Ma quân lạnh lùng hỏi. Ngươi không lừa chúng ta. Lỗ Thông Tử khó chịu tay đẩy hai ma quân ra. Ta cần gì lừa hai vị. Hơn nữa chúng ta hợp tác không phải một sớm một chiều đờ mà là vì thiên thu vạn thế. Chẳng lẽ ta không có chút chữ tín sao? Lúc trước thí bị hắn đánh chạy. Khương không để bụng thản nhiên nói. Thực lực của thí không dưới hai ta nhưng cổ ma tỉnh có giới lực áp chế. Không phát huy được nhiều lực lượng. Bị giết trốn trở về ma giới cũng bình thường. Nhưng mắt Khương nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm, phớt lờ Hạo Phong. Hạo Phong cười lạnh nói. Xem ra bổn vương bị xem thường. Hạo Phong giơ đao lên đi hướng hai vị ma quân, đao khí khiếng người. Cát nhìn qua mọi người, trầm giọng nói. Thực lực của người thiên vũ giới tại sao mạnh như vậy? Những người này khó đối phó đây. Lỗ Thông Tử cười nói. Những người này toàn là cường giả tuyệt đỉnh trong thế giới này. Huống chi không phải tất cả đều là kẻ thù.
Lỗ Thông Tử lật tay lấy hai thanh chiến đao ra, ánh sáng lạnh lẽo đưa cho hai ma quân. Đây là một trong những điều kiện hứa với các ngươi, huyền khí cố ý luyện chế cho các ngươi. À, quả nhiên là đồ tốt. Ma quân rất phi nhận lấy đao, cẩn thận ngắm nghía. Khương khen. Đạo thuật luyện của thiên vũ giới đúng là hơn xa ma giới, đao này mặc dù không bằng đao trong tay nam nhân trước mắt nhưng cũng là cực phẩm. Lỗ Thông Tử cười nói. Nếu Khương đại nhân có thể cướp lấy chiến đao niết đồng của đao chi vương thì sẽ thuộc về đại nhân rồi. Nói rất hay. Khương cầm đao vung nhẹ, rót ma khí vào. Ma văn lóe lên trên đao phát ra tiếng khát máu vui sướng. Ha ha ha, cướp niết đồng của ta. Bao nhiêu năm rồi chưa từng nghe câu nói ngông cuồng như vậy. Hạo Phong lắc người, nhân đao như nhất chém tới. Rầm. Khương giơ đao đáp lại, song đao chấn động, hai người bị đẩy lùi hơn 10 trượng. Hạo Phong hoàn toàn biến sắc mặt, đã bao nhiêu năm, trừ cường giả tạo hóa cảnh ra chưa từng có ai ngăn được đao trong tay gã. Đáng giận là lúc trước giết 36 thập phương hung hồn sát làm Hạo Phong hao phí nhiều chân nguyên. Mỗi nhát đao chém ra là lực lượng của gã sẽ yếu đi vài phần. Hiện tại Khương thực lực ngang ngửa với Hạo Phong, những ma vật đều là thân thể nguyên tố, cứ tiếp tục đánh sẽ rắc rối. Lỗ Thông Tử cười tủm tỉm. Xem ra một mình Khương đại nhân đối phó đao chi vương là dư giả, chúng ta có thể yên tâm xử lý Lý Vân Tiêu. Lỗ Thông Tử liếc mắt Phi Thanh, những lão quái trong thiên vũ giới. Khuôn mặt Lỗ Thông Tử trở nên hiền lành cười nói. Các vị định đi vào lúc này hay đối địch với lão hủ? Phi Thanh nhíu mày hỏi. Không đi thì thành địch sao? Ở lại xem cuộc chiến cũng không được. Lỗ Thông Tử lắc đầu nói. Đương nhiên không thể, đời lão hủ hận nhất là kẻ ngư ông đắc lợi. Lão hủ không muốn cô nhai huynh và Vi Thanh đại nhân đánh cắp thành quả thắng lợi của lão hủ. Biểu tình Vi Vô Nhai nghiêm túc nói. Lỗ Thông Tử, người thật sự mở cánh cửa ma giới. Không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Lỗ Thông Tử cười nói. Có phải đùa với lửa hay không tạm không bàn tới, chuyện này không liên quan hai vị. Hiện tại hai vị cho ta một đáp án là được. Vi Vô Nhai khó thể lựa chọn, liếc qua Vi Thanh ý là mọi chuyện từ gã quyết định. Vi Thanh thầm thở dài nghĩ rằng hành trình đi vĩnh sinh chi giới toàn gặp trắc trở, cảm giác thất bại ê chề. Tu vi của Vi Thanh phong vân một cõi trong thiên vũ giới. Vừa vào vĩnh sinh chi giới thì như tôm tép. Nhiều cường giả vây xem, muốn cướp thiên phượng chân vĩ linh và giới thần bi là chuyện cực kỳ xa vời. Vi Thanh buông tiếng thở dài. Chúng ta đi. Hiện tại Vi Thanh chỉ thầm nghĩ nhanh chóng quay về thánh vực bế quan, tìm hiểu rõ âm dương nhị khí bình, sớm ngày đột phá đến trưởng thiên cảnh. Vi Thanh nói xong dẫn theo người của mình bay hướng nam. La Thanh Vơ Na đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vi Thanh không thèm gọi La Thanh Vân tiếng nào, không liếc mắt sang gã. Vi Thanh biết rõ cảnh giới hai người chênh lệch, có muốn ra lệnh cho La Thanh Vân cũng không được. Trong sân thoáng chốc thiếu bất gần 10 người. Lỗ Thông Tử mỉm cười nói. Vi Thanh kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, không biết các vị còn lại thì sao? Lý Vân Tiêu mở mắt ra, lạnh lùng nói. Ở đây ai đều là cường giả mỗi thời đại, sao có thể bị ngươi nói hai, ba câu liền sợ chạy trốn. Thế thì về sau làm sao ngẩng đầu làm người? Vài cường giả vốn định đi nghe xong mặt đỏ dần, xấu hổ không đi nữa. Lý Vân Tiêu tiếp tục bảo. Còn nữa, người cấu kết ma giới, công nhiên kết bè với ma quân, là thiên địch của toàn thiên vũ giới, người người đều nên chu. Lỗ Thông Tử cười nói. Cho kích động rẻ tiền như vậy có thể khiến các vị cường giả bán mạng cho ngươi sao? Ngươi đang làm nhục chỉ số thông minh của mình hay mọi người vậy? Lỗ Thông Tử nghiêm nghị nói. Các vị, mọi người đều là người thông minh tuyệt đỉnh, hãy tự hỏi nếu ở lại có bao nhiêu tỷ lệ có thể đạt được giới thần bi hoặc thiên phượng chi linh. Vì chút xác suất đó mà chết thì có đáng giá không? Ai ở La Ý tức là đối địch với Lỗ Thông Tử ta, thái độ của ta với kẻ thù luôn chỉ có một, đó là lạnh lùng như gió thu cuốn lá rụng. Con người ma quỷ quét mắt bốn phía, làm lòng mỗi người run rẩy, sợ hãi sát khí kỳ dị. Mặt nạ nghe hồn thạch toát ra lực lượng khiếp hồn người, cả đám lòng bàn tay lạnh lẽo. Có mấy người không chịu nổi công kích tinh thần đã rên rỉ quay đầu đi, bất chấp mặt mũi. Phong Yếu Ly và Lỗ Thông Tử liếc nhau, hừ lạnh. Mắt Phong Yếu Ly lóe tia sáng vàng, ma kha cổ tự biến ra trong con ngươi chuyển động thái sơ chân quyết đối kháng dị lực kia.
Phong Yếu Ly tự phụ dù cuối cùng không đánh lại nhưng có nắm chắc dư sức chạy trốn. Một số cường giả còn ở lại hoặc nghiêng người đi, hoặc cúi đầu xuống, không dám cùng nhìn thẳng mắt Lỗ Thông Tử. Cuối cùng trừ nhóm Lý Vân Tiêu và Phong Yếu Ly ra óc bảy cường giả. Một người là hư cực thần cảnh, sáu người đều là trưởng thiên cảnh. Cường giả hư cực thần cảnh chậm rãi nói. Vị bằng hữu kia nói hoàn toàn chính xác, nhưng thọ nguyên của lão phu sắp đến, đi cũng chết, ở lại còn một hy vọng sống, lựa chọn không quá khó khăn. Sáu người khác nhìn nhau vài lần, một người trong đó nói. Tình huống của mấy người chúng ta cũng gần như vậy, tuổi thọ không còn bao nhiêu, sống qua loa thêm hơn 10 năm chẳng bằng liều mạng. Lỗ Thông Tử gật đầu nói. Ta hiểu các vị lựa chọn ở lại, đổi lại là lão hủ hơn phân nửa cũng làm vậy. Lão hủ rút về câu nói, người ở lại đều là kẻ thù. Dù sao chúng ta có cùng chung mục đích, có lẽ chung sức đồng lòng là minh hữu. Lỗ Thông Tử cứ tưởng có thể hù đám người không phận sự chạy mất, ai ngờ có bảy người liều mạng, tăng thêm Phong Yếu Ly thì với lực lượng của Lỗ Thông Tử không thể bóp chết hết, nên ăn mất lời mình vừa nói. Chậc chậc, khâm phục, không uổng là tổng trưởng đại nhân, tại hạ vô cùng khâm phục. Lý Vân Tiêu vỗ tay khen. Mình mới đi tiêu xong đã ăn lại ngon lành như vậy, khuôn mặt hiền lành, mặt không đổi sắc. Tu vi như thế dù tại hạ luyện thêm mấy trăm năm cũng không đuổi kịp, khâm phục khâm phục. Lỗ Thông Tử mặt không đổi sắc, chậm rãi nói. Hôm nay người chết chắc, cần gì nói cho sướng miệng. Là không cam lòng vận mệnh của mình tới cuối sao, làm vũ đế một thế hệ thì chết có phong độ chút. Lý Vân Tiêu ngây người. Tổng trưởng đại nhân ăn phân trước mặt anh hùng thiên hạ mà còn nói ta không có phong độ. Chẳng lẽ ăn phân giống như tổng trưởng giống nhau mới tính là có phong độ sao? Ha ha, vậy ta đây thà rằng cả đời cũng không có phong độ. Lỗ Thông Tử không kiềm được tức giận nữa quát. Đừng nói nhảm, các vị, giới thần bi cùng thiên phượng chi linh ở trên người tiểu tử này, chúng ta giết hắn trước, lấy báu vật rồi chia sau. Cường giả hư cực thần cảnh lắc đầu nói. Làm vậy không tốt lắm, nếu giết Lý Vân Tiêu trước rồi vị tổng trưởng gì đó này lại giết chúng ta thì ai chống đỡ được. Chúng ta sẽ không ra tay, chờ các ngươi giết lưỡng bại câu thương thì chúng ta ngư ông đắc lợi. Mọi người nghe muốn xỉu, chỉ có sáu cường giả là gật gù đồng ý, bảy người bất giác chung trận tuyến. Câu này chọt chúng tim mọi người nhưng ít nhiều gì xấu hổ không dám nói ra. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, đã đánh giá thấp mấy cáo giả này vô sỉ. Nhưng cũng đúng. Sống lâu vậy rồi có chuyện gì chưa trải qua. Những hư danh đều là mây bay, chỉ có mạng sống và ích lợi mà là đồ thật. Lỗ Thông Tử câm nín, bực bội nói. Các hạ không ra tay, trông chờ ta tự thân vận động, điều này có thể sao? Các hạ cảm thấy lão hủ là loại người xung phong thay người khác sao? Cường giả hư cực thần cảnh lạnh nhạt nói. Nếu tổng trưởng đại nhân không chịu ra tay thì thôi, cứ kéo dài thế này đi. Kéo dài 8 năm. 10 năm có lẽ lão phu không kéo nổi nhưng nửa năm, một năm thì không thành vấn đề. Mắt Lỗ Thông Tử chất chứa tức giận, ba cáo giả đập nồi chìm thuyền, càng già càng gian, bộ dáng ta là lưu manh ta sợ ai, như đã nắm thóp Lỗ Thông Tử. Lý Vân Tiêu cười phá lên. Ha ha ha, Lỗ Thông Tử, người đã quá xem thường trí tuệ của người trong thiên hạ. Nếu có hình tam giác cản tay thế này sẽ có lợi cho hắn. Mắt Lỗ Thông Tử từ tức giận dần trong trẻo. Lạnh lùng cười. Là Lý Vân Tiêu nhà ngươi quá xem thường chỉ số thông minh của lão hủ. Cho rằng như vậy có thể hình thành cản trở, thoát được một mạng thì ngươi sai 10. Lỗ Thông Tử xì một tiếng. Mấy vị không chịu ra tay đơn giản là sợ lão hủ ăn một mình. Hơn nữa chí hướng của mấy vị nằm ở Thiên Phượng Chân Vĩ Linh. Thế thì lão hủ bỏ Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, chỉ cầu giới thần bi là được. Như vậy giữa chúng ta không có bất cứ xung đột gì. Ích lợi trung tâm nhất trí. Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, bảy người khác thì mắt sáng rực. Cường giả hư cực thần cảnh reo lên. Nói thật không vậy? Lỗ Thông Tử cười nói. Đương nhiên, lão hủ chỉ muốn giới thần bi và thân thể của hắn. Tuy thiên phượng chi linh quý gái nhưng không phải vật cần thiết, bỏ nó thì có sao? Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Các vị đã quên mới rồi hắn nuốt lại lời mình nói sao? Người như vậy mà hứa hẹn, các người tin không? Cường giả hư cực thần cảnh gật đầu nói. Thành tín của tổng trưởng đại nhân đúng là có vấn đề. Vậy đi, Lý Vân Tiêu, cho chúng ta thiên phượng chân vĩ linh, chúng ta quay đầu đi ngay không đối địch với ngươi.
Lý Vân Tiêu từ chối. Xin lỗi, nếu ta đã nuốt linh này vào thì không bao giờ nhổ ra. Hiện tại thiên vũ giới tái hiện quy tắc thập phương, các vị chỉ cần ra ngoài liền được cơ duyên lớn, cần gì chín chết một sống đánh bạc mạng mình tại đây. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, làm bạn với Lỗ Thông Tử là bảo hổ lột da, tuyệt đối không có kết cuộc tốt. Đối nghịch với bản thiếu gia thì cũng khó thể chết giả. Tóm lại là các vị chết mười mươi. Bảy người này đã thành nhân tố không ổn định, dù là Lỗ Thông Tử hay Lý Vân Tiêu đều không hy vọng bọn họ ở lại, muốn đuổi họ đi thật nhanh. Ha ha ha, phá quân đại nhân sợ. Lỗ Thông Tử cười nói. Chỉ có mọi người cùng nhau thắng mới là kế lâu dài, vật gì tốt đều một mình ngươi ăn thì làm sao vui vẻ sống chung đây. Lỗ Thông Tử ta chịu nhường lợi liền được lòng người. Thiên Phượng Chân Vĩ Linh cực kỳ quan trọng với Phi Nghê, Lý Vân Tiêu tuyệt đối không nhường được. Vì thế hắn rơi vào hiểm cảnh, nếu những người này hợp tác thì Lý Vân Tiêu thua chắc. Lúc này Hạo Phong và Ma Khương đánh nhau kinh thiên động địa, từ ban đầu chiếm ưu thế đến mất hết, hầu như ngang ngửa. Hạo Phong muốn giết Ma Khương là không thể nào, nhưng Ma Khương cũng rơi vào tử chiến không thể thoát ra. Lão nhân hư cực thần cảnh biểu tình lạnh lùng, sát khí bắn ra. Tổng trưởng nói cũng đúng, cùng nhau thắng mới là kế lâu dài. Ngươi đã không biết điều vậy chúng ta không khách sáo. Sáu người khác cũng cảnh giác, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lý Vân Tiêu nhìn về phía Phong Yếu Ly, đột nhiên mỉm cười nói. Quốc chủ đại nhân. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Như thế nào, ngươi đang mơ rằng bổn quân sẽ cứu ngươi sao? Lý Vân Tiêu nói. Chẳng phải ngươi cần giận vũ sao? Rơi vào tay Lỗ Thông Tử thì hơn phân nửa hắn sẽ đi về luyện hóa. Phong Yếu Ly nhíu mày. Lỗ Thông Tử nói ngay. Quốc chủ đại nhân tuyệt đối đừng nghe hắn khiêu khích, giận vũ đại nhân ở chỗ của ta tuyệt đối không gặp nguy hiểm gì, ta chỉ muốn chữa lành cho giận vũ đại nhân, Lý Vân Tiêu cười nhạo. Quốc chủ đại nhân có tin lời này không? Phong Yếu Ly nói. Dù ta không tin thì bằng vào cái này đã muốn ta bán mạng cho ngươi. Rất ngây thơ, ta không thích nói chuyện với kẻ nông cạn ngây thơ. Lý Vân Tiêu ngẫm nghĩ. Ta hiểu ý của quốc chủ đại nhân. Hãy giết ma quân cho ta, còn ta sẽ đưa tàn hồn họa đấu cho đại nhân. Con người Phong Yếu Ly co rút. Thật không, nhưng thực lực ma quân kia siêu mạnh, ta không giết hắn được. Vậy đi, ta chém bảy tên sắp hết tuổi thọ này cho ngươi. Bảy người hoàn toàn biến sắc mặt, thoáng chốc cảnh giác, giận dữ nhìn Phong Yếu Ly chằm chằm, sát khí khinh người. Lý Vân Tiêu lắc đầu không chịu. Không không, cái này không thể được. Bảy tên nhãi nhép đó vừa lên liền chết, không cần quốc chủ đại nhân ra tay làm gì. Bảy người mặt tái mét, bị người cho rằng đồ bỏ, như rác rưởi không thèm để vào mắt, từ khi bọn họ chào đời tới nay đây là lần đầu tiên. Tập thể nổi sùng. Phong Yếu Ly lạnh lùng nói. Vậy ngươi kêu bổn quân đi làm chuyện không hoàn thành được chẳng lẽ không phải là cố ý lừa bịp bổn quân? Lý Vân Tiêu nói. Không dám, trong thiên hạ chỉ có một phần tàn hồn họa đấu. Bỏ lỡ thôn này là hết tiệm. Đại nhân hãy suy nghĩ kỹ. Lỗ Thông Tử xen vào. Quốc chủ đại nhân tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Chỉ cần giết Lý Vân Tiêu thì mọi thứ trên người hắn đều là của chúng ta. Lão hủ không cần tàn hồn họa đấu, sẽ dâng hai tay cho quốc chủ. Lý Vân Tiêu nói. Nếu quốc chủ đại nhân nghĩ vậy thì dù sao ta không sống được, việc làm thứ nhất là bị phá hủy tàn hồn. Lý Vân Tiêu liếc qua bảy người kia. Tương tự. Nếu ta không đánh lại được, ta vừa phá hủy tàn hồn vừa đốt luôn Thiên Phượng Chân Vĩ Linh. Ha ha ha, tưởng giết ta rồi ta sẽ chừa thứ tốt lại cho các ngươi sao? Thật sự là ngu ngốc, giới thần bi là thánh khí một giới, ta không có bản lĩnh hủy nó. Trận chiến này nếu cuối cùng Lỗ Thông Tử chiến thắng, chỉ một mình Lỗ Thông Tử được ích lợi. Bảy người đứng ngây như phỗng. Phải rồi, nếu không bảo vệ mạng sống của đối phương thì người ta tại sao để lại báu vật cho mình? Mình mạo hiểm chín chết một sống là vì điều gì? Đầu óc bảy người hoang mang, đã dao động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phong Yếu Ly tức giận nói. Ngươi ngàn vạn lần không được làm chuyện điên rồ. Nếu không bổn quân sẽ mai táng ngươi tại đây. Thực lực ma quân cát phi phàm, ta không có nắm chắc tất thắng. Không bằng giao tàn hồn họa đấu cho ta, ta có thể thi triển phong thiên ấn chấn trụ hắn. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Trả thù lao trước, xuất lực sau. Loại người có chỉ số thông minh thấp như ngươi làm sao có thể ngồi lên vị trí quốc chủ.
hay là ngươi cố ý khi dễ ta? Khục khục. Phong Yếu Ly ho khan hai cái, nói. Đúng là có chút miễn cưỡng, không bằng như vậy đi, ta thay ngươi giết Lỗ Thông Tử, thấy thế nào? Lỗ Thông Tử tức giận nói. Phong Yếu Ly, ngươi không muốn mạng của Giận Vũ sao? Phong Yếu Ly cười nhạo nói. Có thể thì đương nhiên tốt rồi, nhưng so sánh với tàn hồn họa đấu, mạng của Giận Vũ không đáng giá bằng. Tên nô tài chết bầm, không có chút đạo nghĩa nào. Lỗ Thông Tử tức giận chửi mắng, không ngừng thở dốc. Sắc mặt Phong Yếu Ly đại biến, thần là quốc chủ một nước, cường giả đỉnh phong của thời đại, hắn chưa từng bị người nào mắng chửi bao giờ, lạnh lùng nói. Ngươi thật sự muốn chết đúng không? Lý Vân Tiêu cân nhắc một thời gian, gật đầu nói. Tốt, nếu quốc chủ đại nhân có thể chém giết Lỗ Thông Tử, tàn hồn họa đấu sẽ là của ngươi. Hắn cười nhạo, nói. Tổng trưởng đại nhân lại đi bàn, đạo nghĩa thật sự làm cho người ta giật mình. Chuyện ngươi cấu kết ma giới người đời đều biết, chỉ sợ hóa thần hải sẽ là trung tâm gió bão. Lỗ Thông Tử tức giận xanh mặt, khẽ nói. Thời đại này không phải năm đó, không phải ngươi muốn thế nào thì sẽ như thế nào. Thiên hạ sinh linh đều là đạo sinh ra, đạo không cao thấp, cũng không có chính tà, tốt xấu. Linh Mục Địch nghe vậy, nổi giận mắng. Đây là ngoại tộc xâm lấn, người trong giới chúng ta với chúng như nước với lửa, thiên hạ hưng vong thất phu hữu trách, huống chi ngươi là tổng trưởng hóa thần hải. Lỗ Thông Tử khinh thường nói. Xâm lấn, ngươi vạn năm trước rồi, hiện tại con mắt nào của ngươi nhìn thấy ma tộc xâm lược? 10 vạn năm trước có xâm lấn, nhưng hiện tại có sao? Cái này, Linh Mục Địch cũng ngây người, đúng vậy, 10 vạn năm trước xâm lấn, hiện tại nhất định sẽ xâm lấn sao? Vấn đề này hắn không trả lời được. Lỗ Thông Tử cười lạnh nói. Ma Cát đại nhân, quý tộc ý định xâm lấn thiên võ giới chúng ta sao? Ma Cát cười hắc hắc, nói. Làm sao có thể, 10 vạn năm trước đó là dã tâm một mình ma chủ đế mà thôi, đế đã trả cái giá thê thảm, đại đa số ma tộc đều là yêu thích hòa bình, ví dụ như bổn quân. Nhưng nếu có người khi dễ bổn quân, như vậy bổn quân không tha thứ rồi. Lý Vân Tiêu nói. Đừng vội nói chuyện phiếm, Lỗ Thông Tử đại nhân làm sao biết bọn chúng nhất định không xâm lấn đây? Chỉ bằng lời một ma quân này hay sao? Hắn nghiêm mặt nói. 10 vạn năm trước ma tộc từng có hành vi nguy hiểm như vậy, chứng minh bản thân ma tộc có tính xâm lược thật lớn, thập phần nguy hiểm. Lỗ Thông Tử đại nhân thân là tổng trưởng hóa thần hải, hiện tại không thể xác định đặc tính ma tộc đã mạo muội lui tới với sinh vật ma giới, hơn nữa còn kết minh, đây chính là công địch của thiên võ giới. Lỗ Thông Tử lạnh lùng nói. Muốn cầm cả thiên võ giới tới dọa ta, mơ tưởng. Hắn phất tay một cái, khẽ nói, lão hủ muốn làm việc, mặc dù là cả thiên hạ không đồng ý thì ta cũng làm. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Xem ra tổng trưởng đại nhân mới là mối nguy hiểm lớn nhất của thiên võ giới, may mắn đã sớm bộc lộ ra ngoài, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hiện tại diệt ngươi, mất bò mới lo làm chuồng vẫn còn kịp. Phong Yếu Ly rút kiếm ra, quét qua ngang trời, quát. Cứ quyết định như vậy, ta lấy mạng Lỗ Thông Tử, đổi tàn hồn họa đấu. Một kiếm băng hàn bắn ra ngàn vạn kiếm khí, trời cao đóng băng vạn dặm. Đáng chết, ta muốn xem là ai lấy mạng ai. Lỗ Thông Tử giận dữ mắng mỏ một tiếng, song giản hợp lại trước người phòng ngự. Chân hắn giẫm nhẹ một cái, hắn tránh né mũi nhọn, đồng thời quát to. Cát đại nhân, sư đệ. Lý Vân Tiêu giao cho các người. Đối mặt Phong Yếu Ly, hắn không dám có chút phân tâm nào, toàn lực ngăn cản. Bành! Song giản và kiếm cương va chạm với nhau, hắn lập tức cảm thấy cánh tay run lên, lực lượng quá mạnh. Tuy kiếm Phong Yếu Ly không phải vô cùng bá đạo như đao, nhưng cũng không phải người có tu vị cảnh giới như hắn có thể ngăn cản được. Sắc mặt Phong Yếu Ly lạnh lùng, cũng không nhìn thẳng mặt nạ Lỗ Thông Tử, miễn cho tâm thần chịu ảnh hưởng. Hơn nữa hắn cũng rất lo lắng về Lỗ Thông Tử, muốn mượn cơ hội này đánh chết đối thủ cứu Giận Vũ ra, vừa vặn nhất cử lưỡng tiện, cho nên ra tay không chút lưu tình, toàn lực công kích. Bạc Phú Kình nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu, cau mày nói. Có chút phiền phức, các ngươi có ý định đứng ngoài bàng quan hay sao? 7 người kia do dự, đúng như Lý Vân Tiêu nói, nếu như hứng bại sẽ phá hủy Thiên Phượng Chân Vĩ Linh, như vậy bọn họ liều mạng tranh đấu vì cái gì chứ? Hơn nữa đám người Lỗ Thông Tử cấu kết với ma tộc, nội tâm của bọn họ cực kỳ kiêng kỵ.
Bạc Vũ Kình nói ra. Kẻ chí nghĩ ngàn điều vẫn bỏ sót, chư vị đều là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, Thiên Phượng Vĩ Linh nói hủy là hủy được sao? Bản thân Thiên Phượng là vạn hỏa chi vương, nói dùng lửa thiêu mất, không cảm thấy buồn cười sao? Theo ta phỏng đoán, trừ phi luyện hóa chuyên nhắm vào nó, bằng không khó mà hủy nó được. Đúng vậy, đây chính là thần vật diễn sinh ra vĩnh sinh chi giới đấy. Hai mắt lão giả hư cực cảnh sáng lên, ánh mắt tham lam, thè lưỡi ra liếm bờ môi. Khí thế đám người này áp bách tới, Lý Vân Tiêu lại lâm vào yếu thế, hắn phiền muộn nói. Trước không nói chuyện Thiên Phượng thực vĩ linh, chư vị sống trong vĩnh sinh chi giới nhiều năm như vậy, bao nhiêu cũng nên gánh đại nhậm đối kháng ma tộc, thấp nhất cũng không thể làm bạn với ma tộc. Lão giả hư cực thần cảnh nói. Sẽ đối kháng ma tộc cũng ít nhất bảo đảm chúng ta sống sót chứ. Giao Thiên Phượng vĩ linh cho chúng ta lập tức giúp ngươi trừ ma. Đúng đúng. Đã sắp mất mạng, còn trừ ma cái gì chứ? Sáu người khác cũng đều phụ họa. Trác tức giận nói. Sớm biết tài nguyên vĩnh sinh chi giới bị đám xác không hồn này chiếm cứ, ta nên liên thủ với Sán chém giết đám này cho xong. Sán lạnh lùng nói. Hiện tại giết cũng không muộn. Lý Vân Tiêu, người cảm thấy nên chiến hay không? Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Với thực lực hai vị có thể đối kháng ma quân hay không? Sán và Trác liên thủ. Mặc dù có thể dùng bước lui Phong Yếu Ly, nhưng thực lực ma quân này cao hơn Phong Yếu Ly, Hạo Phong lúc này cũng lâm vào khổ chiến, có thể thấy được thực lực không giống bình thường. Sán trầm ngâm nói, cứ thử thôi, hết sức là được, mặc dù không thể đánh chết hắn, cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn, sẽ không để cho hắn ảnh hưởng chiến cuộc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, như thế đã đủ rồi, ma quân này giao cho hai vị đấy. Sán nói, được. Không thể tưởng 10 vạn năm trôi qua, chúng ta còn có cơ hội giao thủ với ma tộc. Trong mắt của hắn hàn mang chớp động, quát. Trác, lên, cũng không nên để đám hậu bối thiên võ giới xem nhẹ chúng ta được. Tốt, chờ hai ta xé tên ma quân này, lại tới thu nạp đám cặn bã này sau. Trác cũng hét lớn, khí tức trên người bạo phát, hai tay cầm lưỡi búa thô to, sán hóa thành lưu tinh lao thẳng tới phía trước. Khặc khặc, muốn xé bổn quân. Thật sự đánh giá cao đám đồ đần các ngươi. Ma Cát vui cười không dứt, trong ánh mắt lại mang theo cảnh giác và đề phòng, không dám có chút chủ quan, thân ảnh lóe lên lao vào hai người đối diện. Lý Vân Tiêu nhìn qua ba người chiến đấu, trong thời gian ngắn khó phân ra thắng bại. Ánh mắt lúc này nhìn qua bảy người khác, lạnh lùng nói. Mục địch đại nhân, bảy người này. Linh Mục địch nói. Cứ giao cho chúng ta. Một gã hư cực cảnh. Sáu gã trưởng thiên cảnh, Mạch là người mạnh nhất trong đối phương, vừa vặn chống đỡ, nhưng về sau Linh Mục Địch, Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê là trưởng thiên cảnh, mà Bắc Quyến Nam, Lạc Vân Thường, Tuần Thiên Đấu Ngưu chỉ có thực lực quy chân cảnh. Lý Vân Tiêu nhìn về phía La Thanh Vân, nói. Lâm Đại Nhân giúp người đột phá cửa ải, người lưu lại báo ân sao? La Thanh Vân mặt không biểu tình, nói. Lưu lại chơi một chút, vừa đột phá đến trưởng thiên cảnh. Vừa vặn nghiệm chứng một ít thực lực. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Đa tạ. La Thanh Vân phức tạp liếc hắn một cái, nói. Ngươi đừng tự mình đa tình, ta chỉ muốn báo ân với Lâm Đại Nhân mà thôi, không có quan hệ tới ngươi. Huống hồ, ta và ngươi còn một trận quyết đấu. Nhưng hiện tại ta biết mình không phải đối thủ của ngươi, nhưng chênh lệch này ta nhất định sẽ đuổi theo, đến lúc đó cúi đầu chịu chết đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Tốt. Bất cứ lúc nào, chỉ cần ngươi cảm thấy không kém bao nhiêu cứ tìm ta, ta sẽ phụng bồi. La Thanh Vân gật đầu nói. Ta sẽ. Kim quang trong tay hắn lóe lên, hoang thần minh nguyệt thương cầm trong tay, lao thẳng vào bảy người. Lý Vân Tiêu tay giơ lên, một cơn gió lốc thổi qua, hóa thành cá sấu, nói. Ngươi cũng đi chợ bọn họ. Cá sấu cộng thêm La Thanh Vân, lực lượng hai bên lúc này ngang nhau. Bạc Vũ Kình nhíu mày, nói. Ngươi muốn một mình chiến ta. Lý Vân Tiêu nói. Không được sao. Bạc Vũ Kình gật gật đầu, nói. Đương nhiên có thể, cả đời ngươi rất cẩn thận, tính toán không lộ chút sơ hở, ngươi chính là cường địch hiếm thấy của ta. Năm đó cùng luân hãm trên đảo, cho dù như thế nào cũng không nghĩ tới ngày hôm nay, đúng là nhân sinh như mộng. Lý Vân Tiêu nói. Năm đó ta và ngươi đồng sanh cộng tử. Thật sự là đoạn thời gian khó quên. Bạc Vũ Kình lãnh đạm nhìn qua hắn, nói, nhưng do lợi ích thúc đẩy,
tất cả đều bỏ đi, giống như hôm nay, tất cả đã khác biệt. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ngươi nói vậy làm ta thương tâm, phàm là trộm cũng có đạo, cho dù là lợi ích thúc đẩy cũng phải yên tâm thoải mái. Ngươi giết Kỳ Thắng Phong ta không nói lời nào, nhưng hiện tại ngươi và Lỗ Thông Tử thông đồng làm bậy, cấu kết với ma giới, đây là tội ác tày trời. Nếu Kỳ Thắng Phong vẫn còn, chắc hẳn sẽ đích thân trừ hại. Sắc mặt Bạc Vũ Kình vô cùng khó coi, lạnh giọng nói. Đừng vội nhắc tới hắn, ngươi đừng quên, nhất mạch chúng ta chính mà ma bộc truyền thừa, lại nói tiếp chúng ta cũng xem như truyền nhân của ma đấy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ma bộc truyền thừa chỉ là một loại vũ kỹ mà thôi, cũng không phải là nô tính. Mặc dù là tiền bối của Kỳ Thắng Phong đại nhân cũng không cam tâm bị ma tộc xâm lấn, lúc này mới chế tạo ra ma nguyên tỏa, để tương lai khắc chế ma tộc, không thể ngờ xuất hiện hai đồ đệ khi sư diệt tổ như các ngươi. Câm miệng. Sắc mặt Bạc Vũ Kình càng trở nên khó coi, cổ chân đại kiếm lóe lên, chém ra một đạo kiếm quang lăng lệ. Tổn thương của Lý Vân Tiêu chỉ khôi phục non nửa, không dám đón đỡ, cười lạnh nói. Ngươi không bằng Lỗ Thông Tử, hắn làm chuyện xấu rất thoải mái, mà ngươi lại còn có lương chi, chỉ là do ngươi trốn tránh mà thôi, quay đầu lại đi. Quay đầu lại, nếu như ngươi có bản lĩnh giúp ta quay đầu lại, ta ngược lại sẽ nguyện ý, nhưng ngươi có sao? Bạc Vũ Kình cười lạnh, cổ trần kiếm sáng lên, biến hóa thành rồng, giống như tán hoa bao phủ ngàn dặm. Bi Minh kiếm Vũ Phong. Kiếm Long cường đại hóa thành phong bạo quét qua không gian, thôn vệ tất cả. Lý Vân Tiêu lên tiếng, hắn muốn liều mạng. Ánh mắt Bạc Vũ Kình lạnh như băng, nói. Ta biết rõ ngươi có thương tích trên người, thắng không võ. Nhưng đây là chém giết liều mạng, cũng không phải tỉ thí công bằng gì đó, cho nên ngươi không nên trách ta. Kiếm thế của hắn xoay chuyển, lao tới chém Lý Vân Tiêu. Trong kiếm ẩn chứa phong lôi, lại có khí phách cương mãnh của Kỳ Thắng Phong trong đó, lại còn kèm theo ma khí của Nghê Thạch. Nội tâm Lý Vân Tiêu hơi cả kinh, Bạc Vũ Kình đúng là kỳ tài ngút trời, không chỉ có kiếm ý biến hóa ngàn vạn, hơn nữa luyện hóa Nghê Thạch, tu thành cực âm thân thể, hơn nữa dùng ma nguyên tôi thể, thực lực đã không dưới Kỳ Thắng Phong. Kiếm ý ngàn vạn, tùy ý hắn né tránh thế nào cũng khó trốn được. Bất đắc dĩ nên hắn đã lấy pháp thụ kim luân ra, nó xoay tròn trong bàn tay. Lập tức ngàn vạn kim quang bắn ra ngoài, hóa thành bóng cây đại thụ, hào quang chập chờn, cành lá rậm rạp nối thành một mảnh, ngưng tụ thành màn sáng thế giới, bao phủ toàn bộ vĩnh sinh chi giới vào trong. Đó là... Bạc Vũ Kình cả kinh, cảnh tượng trước mặt mặc dù kinh người nhưng uy lực chưa đủ. Lý Vân Tiêu tu luyện huyền khí không lâu, tăng thêm thương thế rất nặng cho nên huyền khí không đủ. Bi Minh kiếm Vũ Phong, kiếm giới. Kiếm ý thiên biến vạn hóa ngưng tụ thành một kiếm, kiếm này đâm thẳng vào màn sáng thế giới, kiếm cương hóa phong hóa vũ xé rách cả màn sáng. Vô số kiếm ý quét qua, vô số bóng cây xuất hiện, lập tức vỡ thành vô số kim quang. Tay phải Lý Vân Tiêu lật một cái, thu hồi kim luân, thân ảnh trở thành nhạt, biến mất tại chỗ. Lập tức, vô số kiếm quang bị đánh nát. Thần thức Bạc Vũ Kình quét qua. Ánh mắt nhìn qua phía trước mấy trăm trượng, thân ảnh Lý Vân Tiêu dần dần hiện ra. Pháp thụ Kim Luân, đây là thánh khí thất truyền ở ma giới đã lâu. Lúc Ma Khương đang chém giết với Hạo Phong đã nhìn qua chỗ hai người, nhịn không được kinh hô lên. Bạc Vũ Kình, mau giết hắn đi. Hạo Phong nổi giận nói. Ứng chiến với bổn vương còn có thể phân thần, người đang miệt thị ta sao? Đao khí vốn đang yếu đột nhiên tăng mạnh lên. Ma Khương cảm thấy bạch quang trước mặt biến thành lợi hại, một đao mang lớn vài thước hiện ra, nó chém xuống như thái sơn áp đỉnh. Ma Khương hừ lạnh một tiếng, gương mặt bị đại lượng ma vân bao trùm, động đao nghênh đón. Thân đao cũng biến thành ngăm đen, hô ứng với các ký hiệu trên đó. Phanh! Hai đao chạm vào nhau, hoa lửa bắn ra cuồn cuộn. Ma Khương bị đánh lui ra xa 10 trượng, trên đao bị phá ra một lỗ hổng, hắn nhíu mày. Tức giận ẩn hiện trên hai hàng chân mày. Lỗ Thông Tử chế tạo bảo đao cho bổn quân, nhưng nó đã bị ngươi phá hư rồi. Hạo Phong cười lạnh nói. Người nát xứng đao nát, không phải rất thích hợp sao? Chờ lát nữa ngươi chết đao gãy đấy. Khí tức trên người hắn biến hóa kinh thiên động địa, lập tức tăng lên mấy lần, hai mắt hóa thành màu xanh da trời, thâm thúy như biển cả. Đột nhiên Ma Khương kinh hô một tiếng, nói. Không tốt. Một cảm giác nguy hiểm lan tràn trong nội tâm của hắn,
quay người hóa thành ma quang chạy trốn. Hạo Phong lạnh giọng nói. Đao giới bị thương nặng. Niết nguyên đao lóe lên, đao mang khôn cùng như biển, một thế giới xanh thẳm xuất hiện. Phanh! Ma Khương vội vàng huy đông ngăn cản, lập tức bảo đao bị chấn nát, sau đó thân hình bị đao hải đánh trúng, thân ảnh nhanh chóng nổ tung. Hoa hoa hoa! Cái gì? Ma Khương hắn! Lỗ Thông Tử, Bạc Phú Kình, Ma Cát biến sắc, ba người rốt cục đầy kinh hãi. Ma Khương vừa chết, cục diện thế cục ngang nhau bị đánh nát, bọn họ thua không nghi ngờ. Không cần sợ, Hạo Phong đã nỏ mạnh hết đà. Lỗ Thông Tử trầm giọng hét lớn, khóe mắt nhìn qua, Hạo Phong đã xuất toàn lực thi triển đao giới, thân thể của hắn hiện tại suy nhược tới cực điểm, huy đao cũng chậm chạp, đánh chết đối thủ cũng là lúc hắn không còn sức lực. Sự thật cũng như Lỗ Thông Tử nói, Hạo Phong thi triển một kích vượt qua lực lượng của mình, hiện tại đã bị bí thuật cắn trả, lực lượng dần dần biến mất, muốn chiến đấu tiếp cũng không được. Thật sự là thứ khó chơi. Hai mắt Hạo Phong khôi phục bình thường, một đạo ấn quyết bao phủ bản thân mình. Trên đao liên tục hiện lên 7 đạo ấn ký, một tiếng chiến minh vang lên, trong đó ngưng tụ kim quang hình tráng hán. Đại hán canh giữ bên cạnh Hạo Phong, hai đấm vung vẩy, đánh ra mỗi quyền hung báo, hóa thành ma nguyên bình thường nhất. Chính là đao linh thủ hộ. Mặc dù Hạo Phong đã khó tái chiến, nhưng Ma Khương chết đi làm đám người Lỗ Thông Tử bị trùng kích thật lớn, đặc biệt là Ma Cát. Sắc mặt âm độc, hắn bị Trác Cùng Sán vây công, đánh không lực hoàn thủ. Lỗ Thông Tử cũng bị Phong Yếu Ly bước vào hiểm cảnh, đột nhiên lớn tiếng nói. Ma Cát đại nhân, nhanh thi triển kỳ thần thuật. Kỳ thần thuật. Tất cả mọi người cả kinh, ai cũng hiểu đây là kỳ thuật mời cường giả hàng lâm, một khi thi triển, khả năng sẽ tạo thành hậu quả khó lường. Nhưng mà cấu tạo và khác thường của người ma giới, bị trùng kích không lớn. Lý Vân Tiêu càng lo lắng. Ma quân cấp thấp nhất cũng tương đương với hư cực cảnh, hơn nữa tại không có giới lực áp chế sẽ cường đại hơn hư cực cảnh không ít. Như vậy hắn thi triển kỳ thần thuật sẽ là cấp bậc gì hàng lâm? Tạo hóa, giới vương. Cho dù là tình huống gì, đối với bọn họ mà nói đều là tin tức ác mộng. Trác và Sán là cao thủ giao thủ với ma quân vào 10 vạn năm trước, có kinh nghiệm nhất định, nghe vậy liền biến sắc, công kích càng nhanh, không cho đối thủ thi thuật. Ma Cát cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng chỉ có bổn quân mới có thể thi triển kỳ thần thuật sao? Cái gì? Hai người sững sờ một chút, lập tức nhìn qua Lỗ Thông Tử, cả kinh nói. Vậy là, Lỗ Thông Tử lúc này cắn bờ môi, máu tươi đang chảy xuống. Đột nhiên đồng tử Phong Yếu Ly co lại, nói. Dùng nghê hồng thạch đâm vào trong đầu. Hắc hắc! Mặt nạ sau đó hóa thành kim châm trực tiếp đâm vào ấn đường Lỗ Thông Tử. Nghê hồng dị lực rót vào thân thể hắn. Ngươi cho rằng lão hủ luyện hóa nghê hồng thạch chỉ vì thi triển tinh thần lực yếu ớt hay sao? Lỗ Thông Tử cười lành lạnh nói ra, ma khí trên người cực nóng, từng tia sáng kích động bắn ra ngoài, sắc mặt Phong Yếu Ly thay đổi, không dám tùy tiện tiến lên. Lỗ Thông Tử dùng mặt nạ tăng lực lượng lên, cũng không nóng lòng tiến công, một tay bấm niệm pháp quyết, một tay vỗ vào người. Một quyền ma quang hiển hiện. Hóa thành bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, đúng là Giận Vũ. Lân phiến màu da cam lập lòe, gương mặt ngây ngốc, còn chưa khôi phục dưới một kích của thương. Quốc chủ đại nhân, ngươi cho rằng lão hủ lấy thân hình Giận Vũ là vì cái gì? Lỗ Thông Tử chậm rãi nói ra, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, đánh từng ấn quyết vào Giận Vũ. Ma khí bao phủ Giận Vũ càng ngày càng đậm, không ngừng chảy ra bên ngoài, ma phù cũng lập lòe bay ra, kích thẳng vào hư không. Phong Yếu Ly biến sắc, cả kinh nói. Kỳ thần thuật. Lỗ Thông Tử gật đầu nói. Đúng vậy, Giận Vũ đại nhân là thượng cổ chân long, bản thân chính là giới lực ngưng tụ ra, thân thể thích hợp thừa nhận ma quang. Ma quân đại nhân hàng lâm sẽ không bị giới lực áp chế, ha ha ha. Tên điên. Phong Yếu Ly biến sắc, quát mắng. Xem ra ngươi đã hoàn toàn nhập ma, chết chưa hết tội. Tay trái bấm niệm pháp quyết, hắn điểm lên trời cao. Thái cực đồ hiện ra, phong ấn một phiến thiên địa, mạnh mà đè xuống. Trong mắt Lỗ Thông Tử bắn ra tinh mang, dường như có chút kiêng kỵ, song giản hóa thành hào quang bay lên trời. Thái cực đồ rơi xuống, song giản bị phong ấn định trụ trên không trung. Cái gì? Lỗ Thông Tử mở to mắt, lực lượng dưới mặt nạ đã vượt qua Phong Yếu Ly, vẫn như cũ bị thái cực đồ phong bế, kinh hãi bất chấp thi triển kỳ thần thuật, hắn quay đầu bỏ chạy. Oanh!
Vừa chạy ra khỏi 10 trượng, hắn cảm thấy áp lực không gian áp chế, chung quanh đã thành tường đồng vách sắt, động tác chậm chạp, vận chuyển ma công cũng khó khăn. Đáng chết! Lỗ Thông Tử cắn răng tức giận mắng, trong mắt tuôn ra lửa giận cùng sát khí, hắn đã đánh giá thấp thần thông của họa đấu. Đáng chết là ngươi! Phong Yếu Ly mỉa mai cười lạnh một tiếng, cầm kiếm chém xuống. Kiếm quang ngưng tụ giới lực chém mạnh xuống. Ngàn dặm đã đóng băng, kiếm cương chưa đến, trên người Lỗ Thông Tử ngưng kết một tầng băng dày đặc. Ầm ầm, dưới một kiếm kinh thiên kia, không gian vặn vẹo liên tục, chém ra một vòng xoáy đinh ốc, nó vượt qua bên cạnh Lỗ Thông Tử, không tổn thương hắn mảy may. Phong Yếu Ly ăn cả kinh, không ngờ đối phương dùng tinh thần lực vặn vẹo không gian, tránh thoát một kiếm này. Hai mắt Lỗ Thông Tử hai trở nên ảm đạm, đục ngầu không ánh sáng, vừa rồi hắn dùng tinh thần lực thay đổi không gian, bây giờ đã không có sức lực, đầu óc hiện tại mê muội. Có thể trốn một kiếm, trốn kiếm thứ hai, kiếm thứ ba sao? Sắc mặt Phong Yếu Ly lạnh giá, đi một bước xuất hiện trước mặt Lỗ Thông Tử, giơ kiếm chém vào cổ hắn. Đột nhiên trời cao chấn động, băng tuyết đầy trời hòa tan, một lực lượng mạnh mẽ phá không bay tới, đó là Thái Cực Đồ. Ầm ầm, Thái Cực Song Ngư xoay tròn, một lực lượng màu đen chiếm cứ nó, bắt đầu hòa tan nó ra. Lỗ Thông Tử đã khôi phục hành động, né tránh không kịp cho nên hai ngón tay hóa kiếm, ngưng tụ kiếm quang ngăn cản công kích. Đang, gờ, đầu ngón tay điểm vào sống kiếm, sau đó áp xuống. Mũi kiếm xẹt qua trước ngực, thân thể bị cắt thành ngấn máu, đã tổn thương da thịt. Nội tâm Phong Yếu Ly hoảng hốt, Thái Cực Đồ bị phá. Như vậy chân thân họa đấu phải trả giá thật lớn. Dưới tình thế cấp bách thân kiếm bắn ra vô số hàn quang. Lỗ Thông Tử mượn cơ hội lui về sau, nhưng ngón tay rút về hơi chậm, hai ngón tay đã bị kiếm quang chặt đứt. Huyết quang bắn ra tung tóe, lập tức bị bốc hơi. Nội tâm mọi người hoảng sợ, chỉ thấy Giận Vũ toàn thân sinh ra ma vân đi ra, bộ dạng không còn ngây ngốc. Ha ha, là Man đại nhân. Lỗ Thông Tử cười như điên. Trong mặt nạ đỏ rực kia, ánh mắt mang theo thần thái vui sướng, kích động nói. Không biết Man đại nhân thỏa mãn thân thể này không? Dị sắc trong mắt Man bắn ra, hắn hưng phấn cười như điên. Ha ha, chân long chi thân, dĩ nhiên là thượng cổ chân long. Tuy không hoàn mỹ, nhưng là thân thể tốt nhất lẫn tránh giới lực A. Lý Vân Tiêu kinh sững sờ nói. Tạo hóa cảnh đại ma. Cảm giác rét lạnh bao phủ toàn thân mọi người. Lực áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Hạo Phong lúc này sinh ra sát khí dữ dội, nhưng bất đắc dĩ hữu tâm vô lực, một tay cầm đao nhưng không thể ngưng tụ ra chân nguyên. Hừ, thượng cổ chân long lại bị người ta đoạt xá, thật sự là chuyện cười lớn nhất thiên võ giới. Sắc mặt Phong Yếu Ly lạnh giá, hắn quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu nói. Lỗ Thông Tử tạm thời giết không được, các ngươi cũng tranh thủ thời gian trốn đi. Dứt lời, hắn cũng không muốn tàn hồn họa đấu. Lập tức trốn đi. Nếu bổn quân đến, còn muốn chạy trốn. Các ngươi không ai đi được, chết cho bổn quân. Man sinh ra tàn khốc, một tay đánh ra một quyền màu đen, quyền mang này đuổi theo Phong Yếu Ly. Phong Yếu Ly cũng hóa thành chân thân, chém ra một kiếm. Một kiếm này trừ giới lực ra, còn có đại lượng ma ha cổ tự sáng lạn. Ầm ầm, hai lực lượng va chạm, hóa thành phong bạo, dường như thế lực ngang nhau. Nội tâm Phong Yếu Ly trầm xuống, cũng không dừng lại, lập tức chạy đi. Đồng tử Man hơi co lại, đang muốn đuổi theo, lại nghe Lỗ Thông Tử nói. Đại nhân chớ gấp, người nọ chỉ là Zoria, Lý Vân Tiêu người mang giới thần bi và ma chủ đế truyền thừa, đây mới là nhân vật mấu chốt. A, à, ánh mắt Man nhìn vào Lý Vân Tiêu, cũng không quan tâm tới Phong Yếu Ly, tiến lên nói. Nghe nói thiên võ giới có người nắm giữ lục đạo ma binh. Chính là ngươi sao? Dưới áp bách tuyệt cường, Bạc Phú Kình biến sắc, thả người lui qua một bên, không cản đường của Man. Lý Vân Tiêu biết rõ đại phiền toái đến, cười khổ nói. Các hạ mới đến, nếu không uống chén trà hảo hảo tâm sự chứ. Trà thì miễn, uống máu ngươi thì được. Trên người Man sinh ra áp bách quá mạnh, máu huyết trong người Lý Vân Tiêu quay cuồng. Lý Vân Tiêu kêu rên một tiếng, cảm thấy ngực nặng ngàn cân. Nếu mình không bị thương, có lẽ còn có thể nhảy đáp một hai, nhưng hiện tại có thương thế, không thể làm gì. Man nói, ngươi mặc dù toàn thân bị tổn thương, nhưng trong cơ thể ma nguyên dồi dào, mau thi triển lục đạo ma binh cho ta xem.
Đám người Linh Mục Địch và vài lão quái vĩnh sinh chi giới cũng dừng lại chiến đấu, khiếp sợ nhìn qua. Bọn người Khúc Hồng Nhan bay tới bên cạnh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy áp lực giảm mạnh, nhưng lo lắng quá nặng, vội vàng nói. Các ngươi đi trước, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Không được, phải đi cùng đi, phải chết cùng chết. Khúc Hồng Nhan quả quyết cự tuyệt, trên mặt kiên quyết, hai nữ đều như thế. Phi Nghê cười nói. Phu quân, chuyện lần này ngươi không thể đuổi chúng ta đâu. Ha ha, thật sự cảm động, gạch dưới nhưng đến chết cũng không đổi, bổn quân lát nữa sẽ tiến các ngươi cùng lên đường, Man cười nhạo, bộ dáng khó mà khống chế. Hôm nay ma giới, cường giả tu vị như ngươi có bao nhiêu? Quang Cầu vẫn yên tĩnh không lên tiếng, lúc này đột nhiên hỏi thăm. Đôi mắt Man co rụt lại, nhìn qua bóng dáng màu vàng, ồ một tiếng, nói. Ngươi là người phương nào? Trác và Sán đứng bên cạnh quả cầu, sợ Man đột nhiên động thủ, hai người đều cảnh giác. Hai lâu la, không đủ nhìn. Sát khí trong mắt Man hiện ra, thân ảnh khẽ động liền tiến lên, hai tay đánh hai trường. Trác và Sán kinh hãi, vội vàng xuất trường ngăn chặn. Oanh! Bốn trường chạm nhau, lực lượng khủng bố đánh nát tinh vân. Hai người khẩn trương nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, không ngừng lui ra phía sau. Lúc này bị một tầng kim quang ngăn cản. Lý Vân Tiêu quát to. Đồng loạt ra tay giết hắn. Lập tức không do dự nữa, hai tay bấm niệm pháp quyết, hóa thành chân ma pháp thân, ba đầu sáu tay. Man và Cát bị dọa sợ, khiếp sợ nhìn pháp thân xuất hiện, bờ môi hai người run lên, không biết đang nói cái gì. Bọn người Linh Mục Địch lập tức không do dự nữa, nhao nhao ra tay. Bảy lão quái vĩnh sinh chi giới không biết làm sao. Dường như phát giác tính nghiêm trọng của chuyện này, không rõ nên làm gì. Lỗ Thông Tử quát. Chúng ta cũng ra tay, giết toàn bộ bọn chúng. Mặt nạ đỏ như máu càng trở nên quỷ dị. Đế Đồ cùng Di Thế Song Giản hiện ra trong tay hắn, bắn ra lực lượng cường đại. Ma Cát cùng Bạc Vũ Kình cũng ra tay nhanh chóng. Trong không gian ngàn dặm, lực lượng chấn động cường hãn sinh ra, tần suất rung động mạnh hơn không ít. Đó là... Đột nhiên Man cả kinh, nhìn chằm chằm vào pháp tướng sau lưng Lý Vân Tiêu, cự linh sáu tay bấm niệm pháp quyết, A Hàm Trảm Cốt Đao không ngừng hiện ra, xuất hiện trong tay của hắn. Lục đạo ma binh. Khiếp sợ không chỉ Man và Cát, cho dù là Lâm, Trác, Sán cũng kinh hô. Lý Vân Tiêu quát lên. Sát. Pháp thân ba đầu sáu tay cũng vung mạnh ma binh chém tới. Xùy. Trên bầu trời xuất hiện bóng đen thật lớn. Đao cương xé rách bầu trời ngàn dặm, bức thẳng trời cao. Sốt cuộc Man không cách nào bình tĩnh, tuy đao khí không cường đại như hắn tưởng tượng, nhưng dù sao cũng là thiên thánh khí của ma giới, làm cho hắn kiêng kỵ vạn phần. Oanh một tiếng đánh bay Trách và Sán, tiện tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, một lá cờ màu đỏ hiện ra trong tay Man. Tinh nguyên ma đồ. Lúc này A Hàm Trảm Cốt Đao cùng tinh nguyên ma đồ va chạm nhau, sinh ra hai lỗ đen khổng lồ thôn phệ lẫn nhau. Ầm ầm, lực lượng khủng bố nổ tung, nó như nuốt mọi người vào trong. Thân thể Lý Vân Tiêu bị xé nứt lần nữa, hắn trong nháy mắt gọi hồ lô tiểu kim cương ra chắn ở phía trước, nhưng trùng kích quá mạnh mẽ, hồ lô tiểu kim cương lập tức bị đánh dẹp. Miệng vết thương Lý Vân Tiêu mở rộng không hoàn toàn, quang minh lưu ly thân dần dần sụp đổ, trong khoảnh khắc thương tích đầy mình. Những người còn lại tuyệt đối dễ chịu, đang toàn lực trèo trống. Đột nhiên Lâm nói. Đi theo ta. Chỉ thấy quang cầu không ngừng biến lớn, dường như lực trùng kích bắn ra chung quanh, bay ra hơn 10 đạo hào quang rơi vào thân thể mọi người. Đám người Lý Vân Tiêu lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, có lực lượng muốn kéo bọn họ biến mất trong không gian. Lâm Đại Nhân. Linh Mục Địch kinh hô, trong mắt đầy dị sắc, thọ nguyên của Lâm đã không nhiều lắm, dưới lực trùng kích mạnh như vậy, cưỡng ép hiếp thi triển đại na di vượt qua giới sẽ giữ nhiều lành ít. Man vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, giờ phút này thấy kim quang kia, đồng tử co rút lại, quát lên. Muốn đi, nằm mơ. Thân ảnh của hắn di động, nâng nấm đấm lên đánh ra một quyền thật mạnh. Nắm đấm vừa vung một nửa thì dừng lại. Không biết từ đâu rơi xuống một đạo bạch quang, lực lượng khủng bố này xoay tròn liên tục. Man kinh hãi, lực lượng kia đúng là nhắm vào hắn, không thể không cải biến quyền đường, giơ tay lên ngăn cản. Ầm ầm. Đạo bạch quang kia đánh nát quyền mang của hắn, trực tiếp rơi vào trong người làm hắn mê muội,
lại cuốn vào vòng xoáy sau đó biến mất. Lập tức, đám người Lý Vân Tiêu bị kim quang dẫn dắt, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Đám người Lỗ Thông Tử kinh hãi không thôi, trợn mắt nhìn qua đám người Lý Vân Tiêu biến mất, sững sờ một lát, dư âm ảnh hưởng còn lại không ngừng yếu bớt, nhưng mà thân thể bọn họ không ngừng đau nhức. Thời gian trôi qua, lực trùng kích khủng bố biến mất sạch sẽ. Trên bầu trời ánh sáng lờ mờ, trở nên ban ngày, có ánh mặt trời chiếu vào. Phốc! Hạo Phong dù trùng kích rời xa, giờ phút này cũng phun máu tươi, đồng thời hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn qua bầu trời. Vừa rồi lực lượng mạnh như vậy, trực tiếp xé rách Vĩnh Sinh chi giới, ánh mặt trời thiên võ giới chiếu vào, làm cho những người sống mấy vạn năm như bọn họ trong nơi này đều cảm thấy chói mắt. Trốn, mọi người trốn. Lỗ Thông Tử kinh ngạc đứng trên bầu trời, ngẩn người. Đột nhiên không gian vặn vẹo, thay đổi nhanh chóng, thân thể Giận Vũ chấn động, lảo đảo lui ra sau hơn 10 bước mới đứng vững. Man đại nhân, người không sao chớ. Ma Cát vội vàng nghênh đón, giờ phút này Vĩnh Sinh chi giới bị xé nứt, giới lực không ngừng tăng cường, sắc mặt của hắn khó nhìn hơn, cảm thấy hô hấp cũng khó khăn. Man đại nhân, ánh mắt Giận Vũ nhìn qua, đó không phải là giọng của Man. Toàn thân Ma Cát run lên, một cảm giác không tốt sinh ra trong lòng, hắn muốn hóa thành hào quang trốn đi. Ma vật ti tiện, lại dám phụ thân vào người bổn tọa. Long quyền, vô lượng quang. Giận Vũ tức giận quát lớn, nương theo vô lượng quang chính là lửa giận khôn cùng. Hào quang từ quyền uy của Giận Vũ đánh ra, đánh lên người Ma Cát, thân thể của hắn nổ tung. Cách mấy trăm trượng, hắc quang lóe lên, Ma Cát ngưng tụ thân thể lần nữa, thần thái cực kỳ ngưng trọng. Cát đại nhân đừng lo. Lỗ Thông Tử kinh hô một tiếng, trong mắt đầy hoảng sợ. Chẳng biết lúc nào Giận Vũ xuất hiện sau lưng Cát, một quyền mang theo vô lượng quang đánh xuống. Chi! Cát chấn động, cảm thấy nguy hiểm lan tràn toàn thân của mình, không biết bao nhiêu năm qua hắn không có cảm giác này, làm hắn khiếp sợ, hoảng sợ, phẫn nộ cùng khó có thể lý giải. Tại sao ngươi có thể mạnh như vậy? Không có khả năng. Cát gào lên như tâm thần. Một quyền này làm hắn có cảm giác khó địch lại và không thể hiểu nổi. Con sâu cái kiên, không phải bổn tỏa quá mạnh mẽ, mà là ngươi quá yếu. Giận Vũ cười một tiếng, quyền mang đánh thẳng vào thân thể Ma Cát, thân thể hắn nổ tung. Ma khí khôn cùng bị vô lượng quang thôn phệ, triệt để tiêu tán trong vô hình. Lỗ Thông Tử, Bạc Vũ Kình, còn có Hạo Phong và bảy cường giả Vĩnh Sinh chi giới ngây ngốc. Ma Cát chính là cường giả có thể chống lại Đao Vương. Không ngờ bị hai quyền của Giận Vũ diệt. Sắc mặt Hạo Phong tái nhợt, trong mắt sinh ra hào quang, dường như hiểu cái gì đó. Lỗ Thông Tử giật mình cả kinh nói. Ta hiểu rồi, là giới lực áp chế. Vĩnh Sinh chi giới bị xé nứt, các đại nhân bị giới lực thiên võ giới áp chế, mà ngươi sở dĩ có thể tìm về chính mình, ngăn chặn Man đại nhân, cũng là vì giới lực. Hừ, bổn tọa đứng đầu vạn linh, nếu không có bị Lý Vân Tiêu trùng kích thức hải. Trong thiên hạ này ai có thể chiếm cứ thân thể của ta? Dù vậy, bổn tọa tìm về linh thức, chi phối thân hình chỉ là chuyện sớm muộn, tên Man Hàng Lâm lên người của ta thực là tự mình muốn chết. Phân thân bị ta bị phá hủy, bản thể của hắn ở ma giới cũng giảm tu vị thật lớn. Giận Vũ lạnh cười rộ lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Lỗ Thông Tử, sát khí trùng thiên, quát. Huống hồ bổn tọa chính là giới lực ngưng tụ, một quyền này ẩn chứa quy tắc giới lực cao nhất. Đối phó đám ngoại lai như các ngươi sẽ có uy lực gấp bội. Thì ra là thế, xem ra ngươi chính là đại phiền toái. Lỗ Thông Tử triệt để hiểu ra, sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, lạnh lùng nhìn qua Giận Vũ, mặt nạ sinh ra lực lượng quỷ dị, không gian bốn phía chấn động. Giận Vũ cúi đầu xuống, không dám nhìn mặt nạ của hắn, cũng không dám đối mắt với Lỗ Thông Tử. Làm thế sẽ tổn thương thức hiểu, thật vất vả tìm về mình, hắn thật sự sợ hãi đối kháng tinh thần lực. Đại phiền toái chính là ngươi đấy. Giận Vũ lạnh giọng nói. A, à, Lỗ Thông Tử biết rõ suy nghĩ của hắn, cười lạnh nói. Cũng phải. Ánh mắt hắn đảo qua, nhìn Bạc Vũ Kình, hai người hóa thành hào quang bay đi. Muốn đi, lưu lại cho bổn tọa. Giận Vũ tức giận, Lỗ Thông Tử cầm thân thể của hắn làm vật chứa, chuyện này đã làm tổn thương tự tôn bản thân, hắn muốn chém giết đối thủ cho thống khoái. Hai tay của hắn vận chuyển hóa long quyết, long vực mở ra, đánh ra một quyền. Ha ha! Trên trời cao có tiếng cười của Lỗ Thông Tử vang lên,
song giản hợp nhất đánh xuống ngăn cản long vực, hai người biến mất. Đáng chết! Sát khí trong mắt giận vũ ngập trời, cắn răng nói. Hóa thần hải, lỗ thông tử. Dứt lời, hắn phất tay áo, vĩnh sinh chi giới thủng một lỗ, hắn hóa thành hào quang bay đi. Trong nơi này chỉ còn lại Hạo Phong và bảy cường giả, nhìn qua bầu trời thiên võ giới, tràn đầy hoài niệm, trong mắt bảy người mê mang và buồn vô cớ. Chấm dứt. Lão giả hư cực thần cảnh thì thào lẩm bẩm, đột nhiên ho khan vài cái, hắn chém giết với mạch cũng bị thương không nhẹ. Hạo Phong trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói ra. Đảo chủ đại nhân, đã đến thì sao không ra tay, vì sao không lưu lỗ thông tử lại? Bảy người kia toàn thân run lên, khiếp sợ nhìn qua các nơi. Hạo Phong nói đảo chủ, cả vĩnh sinh chi giới chỉ có một người. Ta cần tiến hành đánh giá chỉnh thể thiên võ giới hiện tại, trước tiên không nên ra tay vội. Trong hư không có tiếng nói nhàn nhạt vang lên, trong vĩnh sinh chi giới lờ mờ dường như có một đạo hư ảnh đang ngồi trên vương tọa. Quá vội. Hạo Phong dường như không vui với câu trả lời này, nói. Vậy bây giờ cần đánh giá cái gì chứ? Mặc kệ hiện tại thiên võ giới như thế nào, lỗ thông tử cấu kết ma giới, đã là tử tội, sao có thể tha hắn chứ? Thân ảnh kia vuốt cằm, trầm ngâm nói. Vậy ý kiến của ngươi thế nào? Hạo Phong nghiêm mặt nói. Nên lập tức đi tới Hóa Thần Hải, đánh chết tất cả kẻ tham gia việc này. Nếu ta đoán không lầm, Hóa Thần Hải đã có vết nứt không gian biến dị đi thông ma giới, nếu không phải tiến hành phong ấn, có lẽ sẽ biến thành thiên đãng sơn mạch thứ hai. Thân ảnh kia hạ quyết tâm, nói. Ngươi bây giờ đi tới Huyền Ly đảo Hóa Linh Trì dưỡng thương trước, thương thế tốt thì xuất phát. Vâng. Hạo Phong đứng dậy, khom mình hành lễ. Diệp Kình Vũ tiếp tục nói. Lúc ấy ước nguyện sáng lập vĩnh sinh chi giới lúc ban đầu là làm nơi trú ẩn cuối cùng cho cường giả thiên võ giới. Tuy chưa chắc là vì phong ma, nhưng mà phải có mấu chốt cơ bản. Bảy người này không kháng ma cũng bỏ đi, vậy mà vì tư lợi làm bạn với ma tộc, dù sao bảy người này thọ nguyên sắp hết, cứ giải quyết đi. Toàn thân bảy người run lên, kinh hãi nhìn sang. Trước mặt Diệp Kình Vũ xuất hiện 6 người, tất cả tỏa ra thần thức cường đại tập trung bọn họ. Đều giết. Diệp Kình Vũ phất phất tay, thân ảnh biến mất trên trời cao. Hạo Phong mặt không biểu tình, dường như không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không để ý tới 6 người kia, lúc này hóa thành độn quang rời khỏi Huyền Ly đảo. Hắc hắc. 6 người vừa xuất hiện tươi cười tiến về phía 7 người kia. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Không bao lâu, tất cả quay về yên lặng, trong không khí còn có chú mùi máu tươi. Vòm trời xuất hiện lỗ thủng càng lúc càng lớn, ánh mặt trời thiên võ giới không ngừng xâm chiếm vĩnh sinh chi giới, không biết bao lâu sẽ thôn phệ hoàn toàn, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Trong một hải vực, đột nhiên mặt biển bình lặng chấn động mạnh. Cả bầu trời vùng biển không ngừng xoay tròn, mấy đạo kim quang bắn ra, bay thẳng vào mặt biển. Tất cả mọi người không có sao chứ? Linh Mục Địch hỏi thăm, tất cả người bị truyền tống ra không mất một ai. Nhưng mà thương thế Lý Vân Tiêu vô cùng nghiêm trọng, trực tiếp rơi vào biển cả, hắn nổi lên lại nửa quỳ trên nước biển, không ngừng ho ra máu. Nước biển lau sạch máu đen trên người hắn, miệng vết thương hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Đều là vận dụng ma nguyên quá độ, thân thể vỡ ra, không có làn da nào hoàn hảo, có mấy nơi nhìn thấy xương cốt. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu, ba nữ liên tiếp kinh hô lên, lập tức vây quanh hắn. Lý Vân Tiêu sắc mặt tái nhợt, lắc đầu, nói. Ta không sao, thân thể căn cơ không hủy, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là được. Hắn lấy trường bào ra che thân thể, che tất cả miệng vết thương, không muốn mọi người lo lắng. Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân, Trác và Sán sắc mặt xám trắng, không ngừng hô to, mặt như cho tàn. Chỉ thấy sau khi mặt biển chấn động đã khôi phục như thường, căn bản không thấy thân ảnh nào cả. Lâm Đại Nhân, sắc mặt hai người sầu thảm như cha mẹ chết. Đừng hô, trong nước không có gì. Lý Vân Tiêu hữu khí vô lực chỉ về phương xa, cách mặt biển 10 trượng có quang cầu màu vàng tỏa ra rợn sóng lăn tăn. A, à, Lâm Đại Nhân. Hai người mừng như điên, vội vàng chạy qua. Hào quang màu vàng cực yếu, lơ lửng trên mặt biển, tùy thời biến mất. Đám người Lý Vân Tiêu vây quanh, thần sắc lo lắng. Nên làm thế nào cho phải? Trác lo lắng không thôi, gọi vài tiếng đã không có tiếng đáp lại,
lúc này cực kỳ lo lắng, Lý Vân Tiêu nói. Có lẽ quang cầu này là linh hồn của nàng ngưng tụ ra, khó trách không thấy chân thân của nàng, không bằng cho nàng tiến vào trong giới thần bi của ta, chậm rãi tẩm bổ, lại nghĩ biện pháp. Linh Mục Địch nói, bây giờ chỉ có thể làm như vậy, mang về thành Viêm Vũ, có thập phương quy tắc tẩm bổ sẽ tốt một ít. Hắn nói rất nặng nề, có lẽ không có nắm chắc. Lý Vân Tiêu nói, về thành Viêm Vũ trước đi, có lẽ ta có thể nghĩ ra biện pháp đấy. Ngươi có biện pháp? Trác và Sán giật mình, lập tức đại hỉ, kích động khó có thể tự kiềm chế. Linh Mục Địch sững sờ nói, ngươi có gì biện pháp? Linh hồn suy yếu tới mức này, mặc dù thiên vận tạo hóa đan cũng vô lực xoay chuyển trời đất, chẳng lẽ là... Hắn cả kinh kêu lên. Đại diễn thần quyết. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, dùng trạng thái của Lâm đại nhân hiện tại, sợ là ý thức đã mơ hồ, làm sao có thể tu luyện đại diễn thần quyết. Trừ phi chờ nàng tỉnh táo lại, có lẽ có một tia khả năng tu luyện. Nhưng ta có thể dùng đại diễn thần quyết tẩm bổ nàng, trong ngắn hạn bảo đảm nàng sẽ không hồn phi phách tán, còn lại phải xem tạo hóa và cơ duyên. Sán nghiêm nghị nói, bất kể như thế nào, chỉ cần ngươi có thể cứu sống Lâm đại nhân, ta cùng với Trác sẽ nghe lời ngươi. Không chối từ. Trác cũng nói ra. Lý Vân Tiêu khoát khoát tay, nói. Nghiêm trọng, Lâm đại nhân vì cứu mạng chúng ta mà biến thành thế này, ta tự nhiên sẽ dùng toàn lực, tuy nhiên nắm chắc không lớn, hy vọng hai vị có thể có chuẩn bị tâm lý. Hai người run lên, hy vọng cũng ảm đạm nhiều. Sán bi thương nói. Các hạ hết sức là được. Bọn họ cũng biết tình huống của Lâm bây giờ, ai cũng không dám nói nắm chắc có thể chỉ tốt. Phi Nghê lấy tinh bàn ra, Trác Phương Vị, nói. Chúng ta giờ phút này này đang ở Bắc Hải, nên đi về Thiên Vũ Đại Lục trước, sau đó đi thành Viêm Vũ thôi. Lý Vân Tiêu rót linh hồn vào trong giới thần bi, sau đó lấy chiến hạm ra, hóa thành lưu quang bay về phía Thiên Vũ Đại Lục. Nửa tháng sau, một đoàn người xuất hiện trong thành Thiên Định. Nơi đây đang xôn xao chuyện Lang Hoàn Thiên. Trong vĩnh sinh chi giới xuất hiện đại yêu bất tử 10 vạn năm, giết chóc điên cuồng, thập đại võ đế đều vẫn lạc, 7 đại tông chủ chết tổn thương hơn phân nửa, yêu tộc sắp thống nhất đại lục. Vì chống cự loạn yêu tộc, thánh vực cùng hóa thần hải cường cường liên thủ, Vi Vô Nhai đại nhân đã mang con của mình, đương đại chấp chính Tư Vi Thanh đại nhân gả cho Bạc Vũ Kình là sư đệ tổng trưởng hóa thần hải Lỗ Thông Tử, hai người kết tần tấn, dẫn đầu nhân tộc chống lại đại quân yêu tộc. Phốc, Lý Vân Tiêu suýt phun máu tươi, với một tên võ giả cách đó không xa lại. Tên võ giả này tay cầm nhiều ngọc giảm, đang ra sức hét lớn, thấy đám người Lý Vân Tiêu diện mạo bất phàm, hắn chạy tới. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Vi Thanh cùng Bạc Vũ Kình đều là nam tử, như thế nào kết tần tấn chuyện tốt? Tên võ giả nghiêm mặt nói. Yêu tộc xuất hiện đại yêu 10 vạn năm, tộc của ta tràn đầy nguy cơ. Hai vị đại nhân vì đại nghĩa thiên hạ, không để ý lễ pháp thế tục, dám đi trước thiên hạ, chính là mẫu mực đời ta, vạn người kính ngưỡng. Muốn biết nội dung, xin chư vị xem ngọc giản, trong đó ghi lại rõ ràng chuyện mấy tháng qua trong Lang Hoàn Thiên, kể cả chuyện tốt tần tấn của thánh vực cùng hóa thần hải. Hắn lấy một ngọc giản ra, nói. Tất cả đều là tin tức mới nhất, 500 trung phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu cảm thấy tâm tình mệt mỏi, phất phất tay. Lý Vân Tiêu đang muốn đuổi hắn đi, lại nghe hắn thần thần bí bí nói ra. Chuyện có quan hệ tới thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Nhan, người không muốn nghe sao? Hắc hắc, tên võ giả lộ ra vẻ ngươi hiểu. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức ném ra 500 khối trung phẩm nguyên thạch, lấy một quả ngọc giản. Đại nhân quả nhiên sáng suốt. Tên võ giả cười nhận lấy, lúc này mới thấp giọng nói. Theo như nội tuyến mà ta xếp vào thần tiêu cung nói. Thần Tiêu Cung 20 năm qua phong núi, kỳ thật ẩn chứa một bí mật. Bí mật gì? Lý Vân Tiêu hứng thú, trên mặt đầy vẻ bát quái. Hi hi. Đám người Phi Nghê che miệng cười, Khúc Hồng Nhan im lặng, cũng hứng thú, nói. Bí mật gì? Ánh mắt người nọ nhìn qua, thấp giọng nói. Các ngươi ngàn vạn không thể nói ra, nếu không nội tuyến của ta sẽ bị lộ, Thần Tiêu Cung sợ rằng sẽ truy sát ta. Bí mật chính là... Khúc Hồng Nhan 20 năm là trốn đi sanh con. Phốc, Lý Vân Tiêu trực tiếp phun lão huyết, không ngừng ho khan. Sắc mặt Khúc Hồng Nhan tràn đầy vẻ xấu hổ và giận dữ, đỏ rực cả cổ, sát khí bạo phát, T
tên võ giả kia run rẩy lợi hại. Lý Vân Tiêu vội vàng ngăn nàng lại, sợ nàng ra tay giết người, nói. Sao các ngươi chửi bới danh tiết nữ tử người ta chứ? Ta không dám đâu. Người nọ sợ tới mức nói không ra lời, nước mắt chảy ra. Lý Vân Tiêu cũng thập phần không vui, khẽ nói. Không có, vậy tin tức này là thế nào? Người nọ vẻ mặt cầu xin, nói. Các ngươi ngàn vạn đừng không tin, nội tuyến của ta là một trong bố đại thị nữ bên cạnh cung chủ Thần Tiêu Cung Khúc Hồng Nhan, cho nên rất rõ ràng chuyện Thần Tiêu Cung. Kỳ thật a, hắn thấy Khúc Hồng Nhan thu liễm sát khí, lá gan cũng lớn hơn, nói. Kỳ thật a, 20 năm trước Khúc Hồng Nhan đã hoài thai con gái Cổ Phi Dương. Con gái? Lý Vân Tiêu mở to mắt, nói. Con gái này là ai? Hắc hắc, đây cũng là một đại bí mật. Tên võ giả này nói. Các ngươi ngàn vạn đừng tiết lộ ra ngoài, đây là nội tuyến ở Thiên Lĩnh Long Gia nói cho ta biết. Kỳ thật con gái hai người bọn họ là đương kim gia chủ Long Gia Phi Nghê. Phi Nghê, tên võ giả này dặn đi dặn lại, nói. Ngàn vạn không thể nói ra, nếu không nội tuyến Long Gia của ta sẽ nguy hiểm. Mà Long Gia sợ cũng sẽ truy sát ta khắp thiên hạ. Ta thấy các ngươi mua ngọc giản tin tức nên mới nói đấy. Phi Nghê nói. Vậy tin tức Phi Thanh và Bạc Vũ Kình kết thành tần tấn của hai đại thánh địa cũng là nội tuyến của ngươi lộ ra đúng không? Đó là đương nhiên. Võ giả vỗ ngực một cái, nói. Làm nghề này của chúng ta, nội tuyến trải rộng thiên hạ, như vậy mới có thể có được tư liệu trực tiếp. Chúng ta kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng, cung cấp nuôi dưỡng đám nội tuyến cũng là con số to lớn. Chúc sinh ý càng ngày càng tốt. Lý Vân Tiêu phất phất tay, tâm mệt mỏi nói. Xéo đi a, cút nhanh lên. Ngươi nói gì vậy, tuyệt đối phải tôn trọng công tác của chúng ta. Tên võ giả tức giận nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt bất thiện của đám người Khúc Hồng Nhan thì không dám nói cái gì nữa. Phi Nghê tức giận nói. Con tôn trọng công tác của bọn chúng, đám cầu tử này tôn trọng danh tiết của chúng ta sao? Nếu là trước kia, ta chắc chắn sẽ nhổ tận gốc đám người này. Lạc Vân Thường nhìn không được cười nói. Xem ra sau khi gặp Vân Tiêu, tính tình của ngươi thu liễm đi nhiều. Phi Nghê nháy mắt nói. Vân Thường tỷ tỷ cũng như thế mà. Đôi má Lạc Vân Thường đỏ bừng, nàng cũng là loại hình yên tĩnh, bị Phi Nghê hơi trêu chọc là gánh không được. Mọi người đi vào truyền tống trận nội thành, lại thấy trên đường có nữ tử áo trắng đang chờ bọn họ. Mấy người đều sửng sốt, Lý Vân Tiêu cũng ngạc nhiên, châm chọc khiêu khích nói. Thiên nhân đại nhân, nữ tử áo trắng chính là Tiểu Hồng, lông mi mang theo thần thái giận dữ, lập tức khôi phục như thường, nói. Tùy ngươi gọi ta thế nào cũng được, không sao cả. Trong lời nói của nàng mang theo cảm giác khổ sở và ghen tuông. À, thiên nhân đại nhân cảm thấy ta nên xưng hô ngươi thế nào? Lý Vân Tiêu không đếm xỉa tới nói ra. Tiểu Hồng nói. Ta và ngươi không phải tiêu tan hiềm khích lúc trước rồi sao? Làm gì cười nhạo ta, gọi ta là Tiểu Hồng. Lý Vân Tiêu đột nhiên phát giác, bản thân mình vẫn tức giận Tiểu Hồng, có lẽ là xem trọng. Lúc này mới có chấp nhất, thở dài, nói. Được rồi, Tiểu Hồng, ta chỉ ưa thích Tiểu Hồng trước kia. Thân thể Tiểu Hồng khẽ run lên, sau đó trấn định nói. Thời gian có thể cải biến tất cả, Tiểu Hồng trước kia đã không còn. Lý Vân Tiêu đau buồn lắc đầu, nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiểu Hồng giận dữ nói. Không có việc gì không thể tìm ngươi. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi thật không có chuyện gì sao? Tiểu Hồng muốn xuống, lúc này mới nói. Ta muốn biết tình huống cổ ma tỉnh. Nàng nhìn ánh mắt Lý Vân Tiêu, vội hỏi. Ngươi nhất định biết rõ, hiện tại các tin tức bay đầy trời, ta vẫn có thể từ trong đó tinh luyện ra một ít tin tức chính xác. Lý Vân Tiêu thẳng thắn nói. Ta xác thực đã đi qua cổ ma tỉnh, tình huống nơi đó xem như cũng hiểu, ngươi muốn tu luyện ma công sao? Đáng tiếc nơi đó là hạch tâm của hóa thần hải, sẽ không cho ngươi đi vào dễ dàng đâu. Tiểu Hồng nói, ngươi chỉ cần nói chi tiết cho ta biết là được, còn lại ta tự nghĩ biện pháp. Lý Vân Tiêu lúc này mang chuyện ở cổ ma tỉnh nói rõ ràng, không hề giữ lại báo cho Tiểu Hồng, sau đó nhìn nàng biến mất. Khúc Hồng Nhan nói, Lỗ Thông Tử trong vĩnh sinh chi giới công nhiên cấu kết ma giới, sợ là lo trước khỏi họa. Tiểu Hồng lần đi hóa thần hải hơn phân nửa nguy hiểm trùng trùng điệp điệp.
Lý Vân Tiêu nói. Đường là nàng ta chọn, mặc dù ta không đành lòng nhưng không tránh được. Giống như ở trong vĩnh sinh chi giới, Bạc Phú Kình và ta đã nói, nếu có bổn sự giúp hắn quay đầu lại, hắn rất nguyện ý, nhưng mà ta có bổn sự này sao? Phi Nghê tức giận cười nói. Thật sự là chê cười, Bạc Phú Kình đắm mình, làm bạn với ma tộc lại trách phu quân. Lý Vân Tiêu nói. Cũng không phải trách, chỉ là mỗi người đều có đường của mình, Lỗ Thông Tử, Bạc Phú Kình, Vi Thanh cũng thế, chúng ta cũng vậy. Làm tốt chuyện của mình là được, không có tư cách gì đi chỉ trích người khác, chỉ cần lựa chọn rồi, cũng nên gánh chịu hậu quả do lựa chọn đó gây ra, bất luận kẻ nào cũng không thể làm khác. Mọi người đều lâm vào trầm tư, lại gật đầu. Lý Vân Tiêu nói, hiện tại nghe các tin đồn bay đầy trời, sợ rằng người thiên hạ đang lòng người bàng hoàng, chúng ta trở về thành Viêm Vũ, mang chuyện thành lập Thiên Võ Minh công bố thiên hạ. Đồng thời báo đầu đuôi, mang chuyện vĩnh sinh chi giới và cổ ma tỉnh thông cáo các nơi, miễn thiên hạ bối rối. Linh Mục Địch khen. Đúng vậy, trật tự rõ ràng, thành thục ổn trọng, thật sự có phong phạm minh chủ. Lý Vân Tiêu cười nói. Mục Địch đại nhân chớ giễu cợt ta. Ta đã nghĩ tới, chức minh chủ này ta không định làm. Việc cấp bách mấu chốt nhất chính là tăng thực lực của mình lên. Làm cho Trần Đoạn Thiên hoặc là Tiền Sinh làm minh chủ, có lẽ sẽ thích hợp hơn, dù sao bọn họ có kinh nghiệm thống lĩnh phong phú, mà ta chỉ là người nhàn tản. Phi Nghê lúc này bác bỏ nói. Nếu phu quân không làm minh chủ, ta kiên quyết không tán thành. Ta sẽ không phục Trần Đoạn Thiên, Hồng Nhan tỷ tỷ khẳng định không phục, Tiền Sinh cũng không được. Liên minh này căn bản không hoạt động. Khúc Hồng Nhan nói. Ta hiểu ý Phi Dương, đảm đương chức minh chủ sẽ phân tán thời gian và tinh lực, không thể một lòng vào việc tu luyện, đây thật sự là vấn đề. Nhưng Phi Dương làm minh chủ là mục đích chung, nếu như căn cơ bất ổn, ước nguyện ban đầu chúng ta thành lập liên minh sẽ mất đi ý nghĩa. Ta có cách vẹn toàn, Phi Dương sẽ đảm nhiệm chức minh chủ, có thể tuyển ra người thay mặt minh chủ xử lý các công việc vặt. Thay mặt minh chủ. Ánh mắt Lý Vân Tiêu sáng ngời, vỗ tay khen. Thật sự là chủ ý tốt, cho dù là Trần Đoạn Thiên hay là Tiền Sinh hoặc người khác, tất cả đều là nhân tuyển thay mặt minh chủ tốt nhất. Khúc Hồng Nhan mỉm cười, nói. Trần Đoạn Thiên cùng Tiền Sinh tuyệt đối không được, bọn họ không cách nào phục chúng, hai người chúng ta cũng không cách nào phục chúng, theo cách nhìn của ta, để Mục Địch đại nhân làm thay mặt minh chủ này là tốt nhất. Lý Vân Tiêu cả kinh nói. Dùng thực lực và thân phận Mục Địch đại nhân tự nhiên đủ tư cách, nhưng làm thế chẳng khác gì nhân tài không được trọng dụng. Linh Mục Địch suy nghĩ, nói. Hồng Nhan cung chủ chủ ý này không tệ, để Lão Phu làm đi. Dù sao Lão Phu không có tu luyện, phải dựa vào hồn thuật tẩm bổ linh hồn, trong ngắn hạn rất khó tăng lên. Còn nữa, ta có hiểu biết nhất định về ma tộc, hơn nữa thống ngự Bắc Phực, xem như người lựa chọn thích hợp. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nói. Nếu như Mục Địch đại nhân chịu làm, cầu còn không được. Linh Mục Địch nói. Đều vì đại kế kháng ma mà thôi. Lý Vân Tiêu quay người nhìn qua La Thanh Vân, nói. Ngươi là quay lại thành Hồng Nguyệt hay là đi theo chúng ta tới thành Viêm Vũ? La Thanh Vân mặt không đổi sắc, nói ra. Thành Viêm Vũ có thập phương quy tắc, đương nhiên đi thành Viêm Vũ, ai còn đi thành Hồng Nguyệt? Lý Vân Tiêu vỗ vỗ vai hắn, cười to nói. Ha ha. Vậy thì đi. Một đoàn người thông qua truyền tống trận thành Định Thiên, sau khi đi thêm hai truyền tống trận khác tới thành Viêm Vũ. Mấy ngày sau, tin tức Thiên Võ Minh thành lập lan khắp thiên hạ, trên đời sợ hãi. Dùng Thần Tiêu Cung, Long Gia, thành Viêm Vũ làm trung tâm thành lập thông đạo truyền tống cố định, hơn nữa còn có tất cả tông môn Nam Vực tham gia vào. Nam Vực trong Thiên Võ giới vẫn không có cảm giác tồn tại, cho nên cả một vực gia nhập cũng không sinh ra bao nhiêu oanh động. Ngược lại có Đao Kiếm Tông cùng Kim Tiền Bang gia nhập, lần này sinh ra sóng to gió lớn. Tất cả mọi người nhạy cảm phát giác được, thiên hạ cải biến. Thành Viêm Vũ, Thần Tiêu Cung, Long Gia, Đao Kiếm Tông, Kim Tiền Bang, năm phái liên hợp, đủ để chống lại Thánh Vực cùng Hóa Thần Hải, trở thành thiên hạ đệ tam đại thế lực. Hơn nữa Thiên Võ Minh còn không ngừng khuếch trương, nghe nói phái ra rất nhiều thuyết khách đi thu nạp các phái trong thiên hạ, ngay cả Tây Vực Vạn Tinh Cốc cũng bị nói động. Vạn Tinh Cốc bây giờ là bá chủ Tây Vực, nếu cũng gia nhập Thiên Võ Minh, đây là đại sự. Ít nhất trên địa lý đã độc chiếm Tây, Nam hai vực, hơn nữa có ba đại tông môn Bắc Vực gia nhập, như vậy nó đã trải rộng cả đại lục,
có xu thế trở thành đệ nhất liên minh, áp đảo hai đại thánh địa. Tất cả mọi người nhất trí cho rằng, hai đại thánh địa tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn, trơ mắt nhìn Thiên Võ Minh kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, từ Thiên Võ Minh truyền ra tin tức Hóa Thần Hải cấu kết với ma tộc, càng làm cho cả thiên võ giới nổ tung, các tiếng nói nghi vấn vang lên liên tiếp. Nhưng rất nhiều người cho rằng Thiên Võ Minh vì quật khởi, cố ý thả ra tin tức chèn ép Hóa Thần Hải. Thời điểm tin tức bay đầy trời, Thánh Vực lại truyền ra tin tức kinh người, mở ra phong vân bảng mới, được xưng là thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội. Phàm là người đạt được bài danh trước 100 đều có thể vào Ngọc Thư Các chọn lựa vũ kỹ thần thông. Lập tức kích thích những võ giả không thể đi lang hoàn thiên, trong lúc nhất thời đầu đường cuối ngõ đều đàm luận việc này, hòa tan chuyện Hóa Thần Hải và thờ ơ với cổ ma tỉnh. Tất cả chuyện trong thành Viêm Vũ đều do Linh Mục Địch một tay xử lý. Lý Vân Tiêu trở lại thành Viêm Vũ liền bế quan chữa thương. Trần Đoạn Thiên trong ít ngày sau chạy tới thành Viêm Vũ, yêu cầu thi đấu quyết chọn ra minh chủ nhưng không tìm được Lý Vân Tiêu. Nhưng thành Viêm Vũ linh khí kinh người và thập phương quy tắc xuất hiện, tất cả võ giả rung động thật lớn, không ai nguyện ý rời khỏi. Thành Viêm Vũ là nền tảng kiến thiết, Tô Liên Y cùng Đinh Linh Nhi chỉ huy kiến tạo, phỏng theo thương minh thành Tân Duyên, trực tiếp mở rộng gấp 10 lần. Chuyên thiết kế ra các nơi cho tán tu luyện. Thập phương quy tắc trở lại thiên địa, xuất hiện tại Nam Vực, chuyện này không giấu được, rất nhiều cường giả cấp võ đế đều cảm nhận được thành Viêm Vũ bất thường, tin tức nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Nhưng mà người tin tưởng chuyện này không nhiều, hơn nữa các loại tin tức thật thật giả giả, trùng kích thần kinh mọi người, ngược lại giảm bớt các lộ cường giả dũng mãnh tiến vào thành Viêm Vũ, phần lớn đi tới Thánh Vực. Một ngày này, trên bầu trời gió nhẹ lắc lư, dưới bầu trời có một thân ảnh hiện ra. Chính là Lý Vân Tiêu, sau khi bế quan chữa thương nhiều ngày, thương thế đã khỏi hẳn. Vị trí hắn đang đứng là nơi phong ấn ma chủ, cũng là nơi thập phương quy tắc nồng đậm nhất. Sau khi vĩnh sinh chi giới bỏ niêm phong hiện ra trong thức hải của hắn, hắn khống chế hơn phân nửa đại diễn thần quyết, giờ phút này chỉ cảm thấy trên trời cao, thần thức bao dung phạm vi gấp 10 lần lúc trước, gió thổi cỏ lay trong vòng 10 dặm không thoát khỏi tâm thần của hắn. Phi Dương, Phu Quân, Vân Tiêu đại ca, Lý Vân Tiêu. Các âm thanh không ngừng truyền tới, trong hư không xuất hiện các thân ảnh, là những người thân mật nhất với Lý Vân Tiêu. Trên khu vực phong ma xây dựng một chỗ hư vô chi địa, cung cấp mọi người tu luyện. Cái gọi là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, chính là đạo lý này. Chúc mừng minh chủ thực lực lại tiến một tầng. Tô Liên Y tiến lên phía trước, ôm quyền cúi đầu. Tu vị của nàng đã đột phá cửu tinh đỉnh phong võ đế, trực tiếp bước vào quy chân thần cảnh. Thân thể Bắc Quyến Nam được thập phương quy tắc thoải mái, những khu vực thối nát chóc ra, bắt đầu sinh ra thịt mới, hắn đang trùng kích dung thiên cảnh cho nên không đi ra. Những người còn lại trong thành Viêm Vũ đều bế quan, bọn họ cũng tự biết thực lực quá yếu, không cách nào giúp được cái gì, đều dụng tâm tu luyện để cầu đột phá. Mặc dù không thể xông qua xiềng xích võ đạo, ít nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, tiến thêm một tầng. Lý Vân Tiêu nói, Liên Y đại nhân vất vả, không cần đa lễ, tình huống thành Viêm Vũ thế nào? Tô Liên Y mỉm cười nói, nên để Linh Nhi nói với minh chủ đi, nàng nắm những chuyện này. Kỳ thật công việc cả thành Viêm Vũ đều do hai người quản lý, mà Tô Liên Y nhìn thấy Đinh Linh Nhi làm việc có phách lực, tư duy cũng chặt chẽ chu đáo. Cho nên trong khoảng thời gian này đều do Tô Liên Y làm chủ, Đinh Linh Nhi làm phụ tiến hành tu chỉnh trên phạm vi lớn, mà Tô Liên Y và Đinh Linh Nhi quan hệ trở nên vô cùng tốt, nàng biết rõ Lý Vân Tiêu có nhiều nữ tử, cho nên tận lực chế tạo cơ hội tiếp xúc nhiều với Đinh Linh Nhi và Lý Vân Tiêu. Phi Nghê cười hì hì khen, Linh Nhi tỷ tỷ giỏi quá nha. Đinh Linh Nhi cũng không nghĩ nhiều, hơn nữa kinh nghiệm làm trong cửa hàng, nghe Phi Nghê tán dương cũng không có gì. Chỉ cười cười, liền báo cáo tình hình thành Viêm Vũ một lần. Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi, nói. Kỳ thật không có biện pháp, bắt đầu từ bây giờ, chỉ lựa ưu tú vào thành, chỉ có cường giả cửu thiên võ đế mới có thể tiến vào thành Viêm Vũ tu luyện. Cho dù người trong thành, từ giờ trở đi, thành Viêm Vũ không mở ra cho người dưới võ đế. Lời này làm nhiều người khiếp sợ. Chỉ cho phép võ đế tiến vào. Cả thiên hạ dù có nhiều nơi ưu việt cũng không có ngưỡng cửa A Cô như thế. Lý Vân Tiêu nói, các ngươi không nên cảm thấy điều kiện này quá phận. Trên thực tế thành Viêm Vũ linh khí không chiếm ưu thế hơn các tông môn các vực khác, ưu thế lớn nhất chính là thập phương quy tắc.
nhưng thập phương quy tắc cũng chỉ hữu dụng với cửu thiên võ đế, dưới võ đế hoàn toàn không cần, chiếm cứ danh ngạch chỉ lãng phí tài nguyên mà thôi. Lời nói mặc dù như thế, nhưng rất nhiều võ giả sợ không nhất định tiếp nhận. Bởi như ma sát sẽ càng lớn. Đinh Linh Nhi lo lắng nói. Phi Nghê hì hì cười cười, nói. Linh Nhi tỷ tỷ ngươi lo ngại, những kẻ bất mãn chỉ dưới võ đế mà thôi, sợ bọn họ làm cái gì. Đám cặn bã dám nháo sự, đến bao nhiêu giết bao nhiêu. Hàn quang trong mắt nàng lóe lên, hoàn toàn không đặt tính mạng những kẻ đó vào trong mắt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lời ấy tuy có chút ít tàn khốc, nhưng vật cạnh thiên trạch vật đua trời lựa thích ứng sinh tồn. Thiên võ giới vốn là mạnh được yếu thua, thành viêm vũ có đạo lý phát triển của mình, chúng ta cũng không phải thiện đường. Thời điểm nên hung ác thì hung ác, huống chi bây giờ là thời kỳ phi thường. Tô Liên Y nghiêm mặt nói. Ta trước đó cũng có suy nghĩ này, chỉ sợ làm người ta sợ hãi quá mức, cho nên không dám nói. Hiện tại minh chủ đã nói, ta sẽ bắt đầu làm. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Không chỉ hạn chế võ giả dưới võ đế tiến vào, hơn nữa cũng phải lợi dụng đám cửu thiên võ đế trong thành. Chúng ta thành lập một chấp pháp đội, phàm là võ giả tu luyện trong thành đều phải đi chấp pháp đội hiệu lực một năm, lại lấy được quyền tu luyện. Cái này, lời ấy luận càng kinh hãi, Linh Mục Địch cũng kinh ngạc nói. Tuy có thể lợi dụng tài nguyên cường giả, nhưng bá đạo quá mức sẽ làm người ta phản kháng. Tô Liên Y cũng là lo lắng nói. Đây là gông xiềng với cường giả võ đế, nếu bọn họ phản kháng, uy lực cũng không phải lâu la dưới võ đế có thể so sánh. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Nếu vào thành tu luyện, vậy phải có trách nhiệm giữ gìn thành trì an toàn, mới kéo dài thành thị không suy. Cho nên quy củ phải được tạo ra, thừa lúc hiện tại cường giả không nhiều, nếu không tương lai võ đế đỉnh phong tới nhiều thì phiền toái. Trong mắt Tô Liên Y hiện ra thần sắc hung ác, gật đầu nói. Tốt, nếu minh chủ nói thế cứ quyết định vậy đi, ta sẽ đi làm, dù sao thành viêm vũ cao thủ đông đảo, mặc dù là cửu thiên võ đế cũng không dám làm gì. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Sau khi thành lập chấp pháp đội, chuyện thứ nhất cần làm là phong ấn khu vực giảm quanh đây, làm thập phương quy tắc trở thành thứ khan hiếm. Phàm là người muốn thành thần đều phải tới thành viêm vũ. Không thể. Linh Mục Địch biến sắc, lập tức quả quyết phản đối, nói. Bởi như vậy, không chỉ hạn chế võ giả thiên võ giới để thăng lên cao, hơn nữa thành viêm vũ sẽ trở thành mũi tên cho người trong thiên hạ ngắm, bị cường giả thiên hạ cô lập, như vậy quá nguy hiểm. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Cường giả thiên hạ, trừ thiên võ minh, thánh vực, hóa thần hải ra, còn có mấy người. Hơn nữa hóa thần hải cùng thánh vực đã hoàn toàn không dựa vào được. Ta làm như vậy chính là kéo cường giả tới, cũng đẩy thánh vực cùng hóa thần hải vào tuyệt cảnh. Thử hỏi thành viêm vũ trở thành thánh địa thành thần duy nhất, như vậy sẽ đoạn tuyệt căn cơ của hai thánh địa, tất nhiên sẽ đi về phía tử vong. Linh Mục Địch nghiêm mặt nói. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ càng không tiếc giá nào phá tan phong tỏa của chúng ta, sẽ phân một chén canh thập phương quy tắc ở đây. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Vậy bọn họ phải có bổn sự này mới được. Đại nhân đừng quên, giờ phút này thực lực mạnh nhất cũng không phải là bọn họ. Linh Mục Địch sững sờ, cau mày nói. Không phải hai đại thánh địa, còn có ai? Lý Vân Tiêu nói. Đại nhân quên Huyền Ly đảo sao? Linh Mục Địch cũng cả kinh, sắc mặt thay đổi, nói. Gần đây không có tin tức Huyền Ly đảo, ta đã bỏ qua. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Chính thức phải đề phòng đã không phải là hóa thần hải cùng thánh vực. Mà là những lão quái vật Huyền Ly đảo sống không biết bao nhiêu năm tháng kia. Những người này một khi ra khỏi vĩnh sinh chi giới, nhất định sẽ men theo thập phương quy tắc đến thành viêm vũ. Uy hiếp lớn nhất của chúng ta là đám người này. Linh Mục Địch nghe Lý Vân Tiêu phân tích, hắn không có chủ ý. Thánh vực cùng hóa thần hải trước mặt Huyền Ly đảo đúng là không đủ nhìn. Lý Vân Tiêu tiếp tục nói. Theo ta đoán chừng, vĩnh sinh chi giới vừa dung nhập vào thiên võ giới. Muốn hoàn toàn dung hợp cũng cần phải có thời gian. Những lão quái vật kia đi ra sẽ có chuẩn bị, bọn họ chưa chắc chạy tới thành viêm vũ trước tiên. Dù sao người chưa tham gia cuộc chiến phong ma đều biết thập phương quy tắc phong ấn tại thành viêm vũ, hơn phân nửa sẽ đi tới nơi năm đó của mình xem thế nào. Cho nên cho tới bây giờ còn chưa thấy có lão quái vật trong vĩnh sinh chi giới đi ra, nhưng mà yên lặng không được bao lâu đâu. Linh Mục Địch nói. Vậy ngươi định làm như thế nào?
Lý Vân Tiêu trầm ngâm nói. Nếu những lão kia này đi một mình không sao, nếu như cả đàn cả lũ, thậm chí như Huyền Ly đảo, khẳng định không cách nào chống lại. Cũng chỉ có thể tiếp nhận, chung sống hòa bình, trừ phi. Trừ phi Huyền Ly đảo có thể kết minh với chúng ta. Sắc mặt Linh Mục Địch trầm ngưng, suy nghĩ một lúc, nói. Ta có thể đi Huyền Ly đảo một chuyến, với tư cách thuyết khách, tìm tọa độ của Diệp Kình Vũ. Lý Vân Tiêu nói. Mục Địch đại nhân đi là tốt nhất, nhưng nếu Huyền Ly đảo có thể kết minh với chúng ta, như vậy tài nguyên thập phương quy tắc có thể hoàn toàn phong bế, thuận chúng ta thì thành thần, nghịch chúng ta thì bài xích ra ngoài vĩnh viễn. Như vậy bức tất cả cường giả thiên võ giới không thể không gia nhập thành Viêm Vũ, cộng đồng đối kháng ma kiếp. Linh Mục Địch gật đầu nói. Ngươi nghĩ ra biện pháp tốt, mang tài nguyên thập phương quy tắc lũng đoạn, phải thề kháng ma lại vừa hưởng dụng. Ta hiện tại cũng không biết Diệp Kình Vũ tình huống như thế nào, nhưng hắn sớm muộn gì sẽ tới đây, ta sẽ ở thành Viêm Vũ chờ hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Những người này mới thật sự là cường giả nắm vận mệnh thiên võ giới, các vị phải quan tâm nhiều. Về phần tên dưới thần cảnh, cần hao tổn tâm thần vì họ, dù sao cũng là lực lượng trung kiên của thiên võ giới. Nếu bị chúng ta thu phục, có đại nghĩa kháng ma, có thể tăng cường thực lực bọn họ. Tô Liên Y vội hỏi. Vâng. Đinh Linh Nhi nói. Vân Tiêu đại ca, ta có vấn đề. Nếu thành Viêm Vũ chỉ cho võ đế tiến vào, chuyện làm ăn thương minh khó mở rộng. Dù sao rất nhiều kiến thiết trụ cột cần những kẻ dưới võ đế làm. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện này dễ thôi, cho bọn họ quyền cư trú tạm thời là được. Về phần những võ giả bị thành Viêm Vũ bài xích, nếu có tâm thuần phục, ta cân nhắc dẫn bọn họ đi vào ba đại tông môn tu luyện, dùng linh khí ba đại tông môn linh khí tẩm bổ bọn họ, một khi bước vào võ đế cảnh sẽ tiếp dẫn vào thành Viêm Vũ. Không biết Hồng Nhan cùng Phi Nghê định như thế nào? Hai nữ lập tức nói. Kế này rất tốt, chúng ta không có ý kiến. Lý Vân Tiêu nói. Chúng ta củng cố lực lượng của mình, đầu tiên phải có thực lực, tiếp theo cần trung tâm như một. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, những kẻ không trung thành, tru diệt là được. Vâng, tất cả mọi người cùng đáp lời. Tô Liên Y lại nói. Minh chủ, Đao Kiếm Tông Trần Đoạn Thiên đã chờ minh chủ thật lâu, vẫn thúc giục muốn tiến hành võ quyết, định đoạt lại vị trí minh chủ. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Hắn thật sự rảnh rỗi, ta đi trấn áp hắn một chút, cho hắn biết khó mà lui, làm ra võ quyết gì đó, để người thiên hạ chế giễu sao. Việc này không thể. Linh Mục Địch nói. Ta đề nghị nên làm theo lời Trần Đoạn Thiên, không chỉ tổ chức võ quyết, hơn nữa còn làm long trọng, làm cho thiên hạ đều biết. Như vậy Lý Vân Tiêu mới danh chính ngôn thuận làm minh chủ, được thiên hạ biết đến. Khúc Hồng Nhan cũng cười lạnh nói. Nếu Trần Đoạn Thiên muốn làm đá kê chân, vì sao không thành toàn hắn chứ? Vừa vặn đánh một trận thật đau sau đó thượng vị. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Như vậy cũng được. Chuyện võ quyết các ngươi an bài đi. Tô Liên Y vui vẻ nói. Thuộc hạ đi làm. Nàng không trì hoãn nữa, lập tức quay người lui ra, bắt đầu bắt tay tổ chức võ quyết, hơn nữa sẽ thả tin tức ra cho thiên hạ đều biết. Linh Mục Địch nói. Lý Vân Tiêu, trong khoảng thời gian này ngươi đang bế quan, ta bất tiện quấy rầy ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu có chuyện cần làm đấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu, là chuyện Lâm đại nhân. Linh Mục Địch kỳ vọng nói. Ngươi đã hoàn toàn nắm giữ đại diễn thần quyết. Lý Vân Tiêu suy nghĩ, nói. Không dám nói hoàn toàn, nhưng ít ra 7-8 phần 10, ta lúc này đã là thần thuật sư. Vậy thì quá tốt. Linh Mục Địch hưng phấn nói. Có thể dùng đại diễn thần quyết cứu Lâm đại nhân, nếu không được, phải chăng có thể chuyển thế trọng sinh như ngươi không? Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, nói. Làm cho Lâm đại nhân chuyển thế. Phương pháp này quá mức hão huyền. Ban đầu ở Thiên Đãng Sơn Mạch, ta chuyển thế chỉ là ngoài ý muốn, diễn thần cũng quyết định không thể ngờ tới. Nếu làm được, đại nhân đi nếm thử, tất nhiên sẽ có kết quả cửu tử nhất sinh. Linh Mục Địch vừa mới kích động đã hạ thấp, nói. Nên làm sao cho phải, lúc ngươi ở Vĩnh Sinh Chi Giới không phải nói có biện pháp sao? Hắn nói mang theo ý trách móc. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Là có biện pháp. Nhưng không nhất định được, đại nhân cũng chỉ là một đám hồn thể, hiện tại so với lúc ở Huyền Vũ Tinh Cung còn cường đại hơn nhiều, dựa vào là cái gì? Linh Mục Địch nói, tu luyện tinh quang hồn thể, tiểu ngã trợ giúp.
hắn sững sờ, lập tức nói. Ngươi nói Tiểu Ngã. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Có lẽ hắn có thể làm. Hắn phất phất tay, cho mọi người tiếp tục tu luyện. Thủy Tiên thấy hắn phải đi, trong nội tâm quính lên, vội vàng kéo tay hắn. Vân Tiêu ca ca. Ánh mắt mang theo ủy khuất. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Như thế nào? Trong mắt Thủy Tiên có bọt nước đảo quanh, buồn bã nói. Ta đột nhiên nhớ phụ thân. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, vuốt ve mái tóc của nàng, an ủi. Ta cũng có ý đi Hải Chi Xâm Lâm đây, nhưng còn không phải hiện tại. Thủy Tiên đại hỉ, nhảy dựng lên, vội hỏi. Vậy lúc nào? Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, nói. Sẽ không rất xa, ngươi trước theo mọi người cùng nhau tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá võ đạo giam cầm, như vậy lại trở về, Hải Hoàng đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Ân, Thủy Tiên trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói. Ta nhất định sẽ sớm đuổi theo hóa tu. Người vụng về như hắn cũng đã bước vào thần cảnh, ta càng không thể chậm hơn hắn được. Hóa tu ở bên cạnh mặt đen lại, hắn ngậm miệng không nói câu nào. Thủy Tiên muội muội, ta đảm đương bồi luyện với ngươi, có ta hỗ trợ, khẳng định sẽ tiến bộ nhanh hơn. Phi Nghê đi tới kéo tay Thủy Tiên, bộ dáng thập phần nhiệt tình. Tốt, Thủy Tiên có hảo cảm với nàng thật lớn, ngày đó tại Thiên Lĩnh Long Gia, nàng bị Phi Nghê hống xoay quanh. Hai người lập tức vô cùng cao hứng tiến vào trong hư vô tu luyện. Thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, hắn và Linh Mục Địch cùng nhau tiến vào giới thần bi. Dưới phương Thốn Sơn, trong hang động có một linh hồn lúc sáng lúc tối, tùy thời có khả năng dập tắt. Trác cùng Sán ngồi xếp bằng bên ngoài trận pháp, lặng lặng thủ hộ nơi này. Hai người cảm nhận được khí tức Lý Vân Tiêu, lúc này Sán trách móc. Người cuối cùng đã đến, vì sao lâu như thế? Sán mặt âm trầm, Trác càng tức giận ra mặt. Lý Vân Tiêu ôm quyền cười khổ nói. Hai vị đại nhân bớt giận, thật sự là bế quan quên thời gian, cho nên có chút chậm trễ, hai vị thứ tội. Sán lạnh lùng nói. Đừng nói xin lỗi với ta, chúng ta không muốn nghe. Chỉ cần ngươi chữa tốt cho Lâm đại nhân, mọi chuyện không làm gì cả. Đúng đúng, nếu là chị không được, xin lỗi cũng vô dụng. Trác phụ hỏa. Lý Vân Tiêu nhìn linh hồn của Lâm, nội tâm hơi than thở, sau đó vung tay lên, lập tức truyền tống tới chỗ Tiểu Ngã đang tu luyện. Tiểu Ngã vốn đang tu luyện, hắn bị không gian kéo đi thì giật mình. Thời điểm trông thấy Lý Vân Tiêu thì giật mình, hắn chạy trốn như con thỏ. Lý Vân Tiêu thò tay một chảo, lập tức chụp Tiểu Ngã vào trong tay giống như mang theo bao đồ vật gì đó, Linh Mục Địch nhíu mày nhìn theo. Hắn cùng tu luyện với Tiểu Ngã. Dù sao đối phương là thần thụ xưa nhất trong thiên địa, vẫn vô cùng tôn kính. Vì cái gì vừa thấy ta thì bỏ chạy, ngươi chột dạ. Lý Vân Tiêu chỉ vào Tiểu Ngã, thứ nhất là hung dư ra oai phủ đầu. Tiểu Ngã sợ tới mức liên tục khoát tay, kinh hoàng nói. Không, ta không sợ. Không sợ thì sao lại sợ tới mức này? Lý Vân Tiêu nhìn mắt của hắn, giống như nhìn thấu tâm tư trong đó. Gương mặt Tiểu Ngã đỏ bừng. Không biết trả lời thế nào. Linh Mục Địch nhìn không được, ho khan hai tiếng, nói. Lý Vân Tiêu, người nói cũng như chưa nói, hắn chột dạ mà thôi. Đúng thế, ta chột dạ. Tiểu Ngã sững sờ, lập tức trở nên trấn định, bộ dáng của nó hiện tại là một tiểu hài 12 tuổi, yên tĩnh một chút mới nói. Lý Vân Tiêu, người tới tìm ta có chuyện gì? Ta cũng không chọc ngươi cái gì, tại sao phải sợ? Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái, lạnh lùng nói. Ngươi chột dạ cái gì ta làm sao biết, ta cũng không phải con giun trong bụng ngươi. Tiểu Ngã mở to mắt, tức giận nói. Là ngươi làm ta sợ. Lý Vân Tiêu vươn tay, đòi hỏi nói. Không với ngươi nói nhảm, cầm chút Thái Nhất Huyền Khí ra đây. Thái Nhất Huyền Khí. Linh Mục Địch và ba người đều cả kinh, mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ tự nhiên biết rõ đây là thứ gì. Chỉ cần có Thái Nhất Huyền Khí, cứu Lâm có nắm chắc thật lớn. Phốc, Tiểu Ngã phun mấy lít máu tại chỗ, thất thanh nói. Ngươi nói cái gì? Hắn giật giật lỗ tai của mình, cả kinh kêu lên. Ta không có nghe sai chứ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chớ giả vờ trước mặt ta, hôm nay không cầm Thái Nhất Huyền Khí ra, ta sẽ luyện hóa ngươi, dù thế nào cũng luyện ra một tia. Ngươi, ngươi lưu manh này, vô lại. Tiểu Ngã nổi trận lôi đình, giận dữ hét.
ta và ngươi đã sớm thanh toán xong cả rồi, đừng nói ta không có thái nhất huyền khí, cho dù có, vì sao phải cho ngươi? Lý Vân Tiêu nắm bàn tay lại, xách hắn lên, nói. Ngươi ở trong giới thần bi ta bình an tu luyện lâu như thế, chút tiền thuê nhà vẫn phải trả đấy. Tiểu ta tức giận nói. Cho dù là tiền thuê nhà, cũng không đáng thái nhất huyền khí, thật sự cho rằng phá bia này khó lường lắm sao? Nói thực, ta không thèm. Lý Vân Tiêu một tay cầm đầu hắn, cười thầm. Thèm hay không tương lai nói sau, trước giao tiền thuê nhà những năm này đi. Hắn một tay bấm niệm pháp quyết, sơn hà đỉnh bay ra khỏi tay, thoáng cái cách không bay lên cao, hào quang chiếu sáng khắp nơi. Tiểu ta cả kinh, nói. Ngươi muốn điều gì? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không có gì, ta nhớ ngươi đã từng nói qua, chính ngươi hấp thu một tia thái nhất huyền khí, ta thả ngươi vào trong đỉnh này luyện hóa, ít nhất có thể luyện ra một chút, chắc chắn sẽ có. Ngươi! Tiểu ngã sợ tới mức mặt tái nhợt, vội vàng nói. Ngươi không thể làm vậy với ta. Một tia thái nhất huyền khí kia ta đã sớm luyện hóa sạch sẽ, cho dù luyện ta ra bã cũng không có. À, vậy sao? Luyện xong mới biết, Lý Vân Tiêu không quan tâm hắn cầu khẩn, trực tiếp ném tiểu ngã vào trong sơn hà đỉnh, một đạo ấn quyết đánh vào trong, ầm ầm một tiếng nắp đỉnh mở ra, ném hắn vào trong. Ngươi không phải người à? Súc sinh, mau thả ta đi ra ngoài. Tiểu ngã dốc sức liều mạng gõ vách đỉnh, Lý Vân Tiêu thở ơ, không ngừng đánh các loại ấn quyết vào trong đỉnh, hơn nữa dùng tân quý ly diễm đốt cháy. Sơn hà đỉnh vận chuyển, tràn ra ngũ quang thập sắc. Rốt cuộc linh mục địch nhịn không được, nói. Lý Vân Tiêu, như vậy không tốt lắm đâu. Lý Vân Tiêu nói. Không có gì không tốt, tên này khẳng định còn có thái nhất huyền khí, chỉ là chết không thừa nhận. Linh mục địch sững sờ nói. Nếu như hắn thật không có thì sao? Chẳng lẽ không phải bị ngươi luyện hóa? Lý Vân Tiêu cười hắc hắc, nói. Vậy là hắn không may. Luyện hóa nhất định luyện ra một ít bảo bối, ta và ngươi ăn vào. Hơn phân nửa sẽ cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Tiểu ngã ở trong đỉnh vô cùng sợ hãi, nghe được hai người đối thoại, triệt để sụp đổ, khóc giống lên. Mau thả ta đi ra, ta thành thật khai báo, trên người của ta còn có nửa tia yêu thái nhất huyền khí, không có một tia, ta nguyện ý cống hiến ra toàn bộ. Linh mục địch cùng hai gã yêu tộc đều đại hỉ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Quả nhiên không thành thật một chút nào cả, nửa tia đủ cái gì? Chờ ta luyện hóa ngươi xong thì vừa đủ. Ngươi không phải là người, ta thật sự chỉ còn nửa tia, muốn ngưng tụ ra nửa tia khác, không có mấy trăm vạn năm là không thể nào. Tiểu ngã khóc giống trong đỉnh, bộ đáng thương đến cực điểm. Như vậy sao, ta tạm tin ngươi một lần. Lý Vân Tiêu một chưởng vỗ vào sơn hà đỉnh, lập tức nắp đỉnh bay lên, tiểu ngã bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, khóc cực kỳ bi thương. Tốt, đừng khóc, nghe lời. Lý Vân Tiêu bắt đầu an ủi hắn, Côn Ngô thần thụ mặc dù còn sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng linh trí mới lớn lên. Cho nên hắn cũng phải đỏ mặt, bắt đầu xảo trá nửa tia thái nhất huyền khí cuối cùng của Côn Ngô thần thụ. Tiểu ngã vô cùng khuất nhục, ngậm lấy nước mắt, kéo một chút thái nhất huyền khí trong người ra, chậm rãi rót vào trong linh hồn lâm. Sau đó giống như thời gian dài vô tận, phần thù hận này tiểu ngã chôn trong đáy lòng, theo thời gian trôi qua nó càng lúc càng mờ nhạt. Cuối cùng nó làm cho mình quên đi, chỉ còn lại cảm giác mông lung nằm ở đó, rốn như vũ trụ mênh mông, rốt cuộc Lý Vân Tiêu tìm không thấy. Vào lúc này nội tâm tiểu ngã vô cùng thù hận, đây là thái nhất huyền khí trấn quý, vừa mới tiến một nửa đã chui vào trong người lâm. Gương mặt tiểu ngã tái nhợt, dưới làn da có thể thấy được kinh mạch đang lan tràn ra, trong mắt mang theo thù hận. Ha ha, không tệ, thật biết điều. Lý Vân Tiêu tán thưởng vỗ vỗ trán của hắn. Oa oa, tiểu ngã rốt cục nhịn không được khóc lớn lên. Lý Vân Tiêu cảm thấy quá ổn, chẳng muốn an ủi, vung tay truyền tống hắn rời đi. Hào quang linh hồn lâm kia một sợi thái nhất huyền khí rót vào đã biến nhỏ lại, cũng không biết có phải ảo giác hay không, mấy người khác cảm thấy linh hồn lâm càng ngày càng có linh tính. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Có một chút thái nhất huyền khí này đủ tạm thời bảo vệ hồn lâm đại nhân bất diệt, ta lại dùng quá diễn thần quyết tẩm bổ nàng hồn quang. Đãi sau khi tỉnh lại liền có thể cùng mục địch đại nhân giống như, bình thường, tu luyện cái kia ánh sao luyện hồn thuật, dùng ánh sao chi năng duy trì xuống dưới. Quá tốt! Sán và Trác đều kích động không thôi, bái tạ nói. Ân tình của Vân Tiêu đại nhân,
suốt đời khó quên. Về sau phàm là có chuyện gì cần huynh đệ chúng ta làm, cứ mở miệng, không cần khách khí. Lý Vân Tiêu nói, hai vị khách khí, Lâm đại nhân cũng vì cứu mọi người mới như thế này, ta nên làm thế. Kế tiếp, Lý Vân Tiêu lại thi triển đại diễn thần quyết trong Phương Thốn Sơn. Quyển sách ma ha cổ tự hiện ra, kim quang huy hoàng, quy tắc chi lực vận chuyển hàng lâm, dung nhập vào trong quang cầu. Sắc mặt linh mục địch nghiêm túc nhìn qua Lý Vân Tiêu bấm niệm pháp quyết, không ngừng minh xác sở học của mình, cũng được ích lợi không nhỏ. Qua mấy canh giờ sau, Lý Vân Tiêu cùng Trác, Sán hai gã yêu tộc đi ra khỏi giới thần bi, hơn nữa còn gọi mạch theo, cùng nhau đi thành Viêm Vũ. Khu vực dành cho tu luyện đang xây dựng, chân thân bốn người vừa hiện ra, ba gã yêu tộc đều có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì. Những kiến trúc này chẳng khác gì hàng nhái thành Tân Duyên, nhưng mà ngoại hình và cách cục hơi sửa đổi lại. Ánh mắt Lý Vân Tiêu nhìn quét qua, lại bay tới một mật thất, ba gã yêu tộc lập tức hiểu ý, bọn họ bao quanh mật thất này. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Cố Thanh Thanh, đường xa đến đây, cũng không chào hỏi thành chủ ta đây. Chúng ta dù sao có giao tình không tệ, cũng không cần khách khí như thế. Mạch ba người nghe xong, lập tức hiểu được, bọn họ khóa không gian nơi đây, bất kỳ vật gì cũng không thể xuất nhập. Hi hi, đây không phải sợ quấy rầy ngươi sao? Gia nghiệp lớn như thế này, khẳng định hao tâm tổn trí. Cho nên ta xấu hổ tìm ngươi đấy. Trong mật thất có tiếng nói Cố Thanh Thanh truyền ra, nàng cũng biết trốn không được, kiên trì đẩy cửa mật thất đi ra. Một bộ váy dài màu cam, thần sắc tươi cười, trông thấy bốn người, lập tức nội tâm trầm xuống, nhưng trên mặt thần sắc không đổi, không có chút ba động nào cả. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta thật sự bận rộn, cho nên không có thời gian nói chuyện tào lao với ngươi. Lấy thiên vận tạo hóa đan ra đi. Cố Thanh Thanh híp mắt cười nói. Đan dược ta ăn rồi, ngươi không thấy thực lực của ta tăng tiến rất nhiều hay sao? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Ngươi cũng là người thông minh, thật sự không trung thực hay sao? Cố Thanh Thanh giận dữ nói. Vì sao ngươi không tin tưởng ta? Tín nhiệm cơ bản giữa người với người đâu? Ta thực răn rồi, a, à, nàng còn há to mồm, bộ dáng mặc cho ngươi kiểm tra. Lý Vân Tiêu vung tay lên, nói. Bắt lại đánh một trận. Sau đó ném vào trong Sơn Hà Đỉnh, tăng thêm 3.000 tài liệu cùng luyện hóa, sẽ luyện ra đan dược. Cố Thanh Thanh cảm nhận được yêu khí từ ba mặt áp tới, sắc mặt đại biến, tức giận nói. Lý Vân Tiêu, người điên sao? Lý Vân Tiêu không nói lời nào, lạnh lùng nhìn qua nàng, đồng thời chính mình lấy kiếm thương trảm hồng ra, hóa thành kiếm giới, ngăn cản Cố Thanh Thanh đào tẩu. Đừng đánh đừng đánh! Cố Thanh Thanh kêu to lên, ba tên cường giả hư cực thần cảnh. Hơn nữa còn có Lý Vân Tiêu, cho dù nàng có bổn sự thông thiên cũng không thoát được, lập tức chịu thua, kêu lên. Đan dược ở trên người ta, người thật đánh thì ta sẽ ăn nó ngay. Lý Vân Tiêu khoát khoát tay, bảo ba người dừng lại, nói. Chưa thấy quan tài không đổ lệ, Cố Thanh Thanh đại nhân cũng thích bị người ta xem thường mà. Ngươi, Cố Thanh Thanh tức giận không nói ra lời, hung dữ chừng Lý Vân Tiêu, đồng thời nội tâm rất khiếp sợ. Không ngờ lại nhiều ra hai tên thủ hạ hư cực kẻ nha, hơn nữa dường như rất nghe lời hắn. Cố Thanh Thanh tức giận nói. Thiên vận tạo hóa đan cho ngươi, ngươi dẫn thập phương quy tắc ở nơi cường đại nhất tu luyện. Ta vừa bế quan không bao lâu đã bị ngươi đánh gãy, phải đền bù. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đi phủ thành chủ bảo Tô Liên Y an bài cho ngươi một chỗ tu luyện tốt hơn, nơi tốt nhất, ngươi chưa đủ tư cách. Ngươi. Sắc mặt Cố Thanh Thanh biến hóa. Trong nội tâm có phần khó chịu, biết rõ chính mình đột nhiên đoạt đan rời đi, làm cho Lý Vân Tiêu bài xích nàng thành người ngoài, mặc dù có chút ủy khuất, nhưng biết rõ mình tự làm tự chịu. Đan cho ngươi, địa phương ta tự tìm, Cố Thanh Thanh tức giận không thôi, ném đan dược ra. Lý Vân Tiêu kiểm tra xong, xác nhận không sai mới thở ra một hơi, thần thức tập trung Cố Thanh Thanh được giải trừ, nói. Thật có lỗi, trong vòng ngàn dặm nơi đây đều tính là cấm địa thành Viêm Vũ. Bất luận kẻ nào cũng không được tùy ý đi lại. Ta muốn đi động, các ngươi ai có thể quản ta? Cố Thanh Thanh giận dữ, trực tiếp hóa thành ánh sáng màu xanh, bay vài vòng trên không trung thành Viêm Vũ, càng bay tới nơi phong ấn. Mạch nói, có quản hay không? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, nói. Do nàng đi thôi, chỉ cần nàng không làm ẩu là giúp thành Viêm Vũ đại ân rồi.
ba vị trở về tu luyện đi, ta còn có việc muốn đi xử lý. Sán cùng Trác nói. Thập phương quy tắc đối với hai chúng ta không có tác dụng gì, chúng ta nên quay về giới thần bi chiếu cố Lâm đại nhân thôi. Lý Vân Tiêu thu hai người vào trong thần bia, mạch tiếp tục tu luyện trong nơi phong ấn, từ khi Lâm truyền thụ hắn phạm yêu thánh công đến nay, tất cả tâm tư của hắn đều đặt vào đây, vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng nội tâm của hắn gấp không chờ được. Lý Vân Tiêu vốn cũng muốn thông qua bắt Cố Thanh Thanh dò xét thực lực của mạch, lại không thể ngờ Cố Thanh Thanh trực tiếp chịu thua. Thấy mạch rời đi, thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên, bay vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ hiện tại xây lớn hơn trước mấy lần, vóc dáng trước kia đã thay thế hoàn toàn, biến thành hùng vĩ hơn không ít. Hơn nữa chấp pháp đội, thương hội, hậu cần, phòng thủ thành thị đều có đủ, còn đang ganh đua hoàn thành sự vụ trong thành. Lý Vân Tiêu vừa bước vào trong, lập tức thần thức tỏa ra, truyền âm ra ngoài, Tô Liên Y chạy tới, xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện võ quyết như thế nào rồi? Lý Vân Tiêu đi thẳng vào vấn đề. Đã truyền bá ra ngoài, phản ứng thật lớn, người chạy tới càng ngày càng nhiều. Còn hạn chế võ giả vào thành, ta đang suy nghĩ có phải nên đặt vị trí tổ chức võ quyết tại thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc hay không? Tô Liên Y nói suy nghĩ của mình ra. Lý Vân Tiêu nói. Chuyện này thật phiền toái, ngươi và Linh Nhi thương nghị đi, chấp pháp đội phải tạo dựng lên trước, để tránh nhân số quá nhiều tạo thành dung chuyển cực lớn. Tô Liên Y cười nói. Minh chủ yên tâm, những chuyện này ta đã cân nhắc, thời gian quyết định vào 5 ngày sau. 5 ngày sau sao, tốt. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Việc này vừa xong, thành lập kết cấu thành Viêm Vũ và Thiên Võ Minh cơ bản xây dựng xong. Ngươi và Linh Nhi tận lực thả việc trong tay ra, chuyên tâm tu luyện, dù sao thực lực bản thân mới là căn cơ tất cả. Vâng. Tô Liên Y khom người đáp. Nàng vào lúc này cảm thấy lúc trước lựa chọn ăn cả ngã về không đi theo Lý Vân Tiêu là quyết định chính xác nhất đời này, thậm chí còn tốt hơn đảm nhiệm các chủ thiên nhất các. Lý Vân Tiêu khoát khoát tay, nói. Người đi đi, ta đi Vạn Tinh Cốc. Tô Liên Y nghe vậy nhíu mày, nói. Thiên Tinh Tử vẫn do dự với chuyện gia nhập liên minh, có lẽ là tại hạ không đủ tư cách, mời không được. Nếu như minh chủ đi tới đó, chắc chắn mã đáo thành công. Lý Vân Tiêu cười nói. Ban đầu khi ở Tây Vực, ta cùng với Thiên Tinh Tử xem như minh hữu kể vai chiến đấu, đồng sanh cộng tử, hy vọng có thể nói động hắn, có thời gian 5 ngày, vừa vặn đi một chuyến tới Tây Vực. Rất nhanh, thành Viêm Vũ khởi động truyền tống trận vượt qua vực. Cho tới nay vẫn không liên hệ với Tây Vực, cho nên chỉ có thể đi thương đạo của Kim Tiền Bang, trước truyền tống tới chủ thành Tây Vực, lại thi triển độn thuật bay tới Vạn Tinh Cốc. Dùng thực lực của hắn hiện tại, chỉ 3 giờ là tới nơi. Thành Viêm Vũ Lý Vân Tiêu đặc biệt đến bái kiến lão hữu, không biết lão hữu có trong cốc hay không. Giọng nói vang lên như nước, người trong cốc nghe rõ ràng. Tên tuổi của Lý Vân Tiêu hiện tại như mặt trời ban trưa, trừ những lão quái vật bế quan nhiều năm ra, sợ rằng không người không biết. Thiên Tinh Tử vẫn ở trong cốc, không dám lãnh đạm. Chỉ thấy trong sơn cốc có kim quang hiện ra, bay thẳng lên trời cao, chính là Thiên Tinh Tử đã lâu không gặp. Hắn lóe lên xuất hiện bên cạnh Lý Vân Tiêu, ôm quyền cười to nói. Ha ha, Vân Tiêu hảo hữu. Vốn hắn muốn xưng hô Vân Tiêu lão đệ, nhưng xem lại, thực lực Lý Vân Tiêu thâm bất khả chắc, nội tâm của hắn chấn động mãnh liệt, lập tức linh cơ đổi giọng gọi là lão hữu. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão ca tử vẫn khỏe chứ? Nghe thấy Lý Vân gọi hắn lão ca, Thiên Tinh Tử lúc này mới yên tâm hô. Vân Tiêu lão đệ. Người bây giờ xem như một bước lên trời, thành danh thiên hạ đều biết, ngay cả lão ca cũng phải nhìn lên. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lão ca quá khiêm tốn, ta chỉ thành lập liên minh mà thôi, cũng có nhiều bằng hữu bốn phương hãnh diện, nhao nhao gia nhập vào, lúc này mới có Thiên Võ Minh hiện tại. Không biết lão ca có cho mặt mũi này hay không? Thiên Tinh Tử thầm hô lợi hại, hắn tự nhiên hiểu ý đồ của Lý Vân Tiêu đến đây, chưa nói hai câu liền trực tiếp kéo vào chính đề. Hơn nữa còn nói gia nhập liên minh hay không thành cho hắn mặt mũi hay không, nếu là mình đáp không vào liên minh, đó là không cho hắn mặt mũi, bây giờ đúng là khó trả lời. Lý Vân Tiêu cũng mỉm cười nhìn qua hắn, bộ dáng kiên nhẫn chờ đợi. Ha ha, vào trong rồi nói. Thiên Tinh Tử vỗ tay Lý Vân Tiêu, cười nói. Lão đệ khó có được đến Vạn Tinh Cốc một lần, bên ngoài cũng không phải là nơi đàm luận. Đến, ta mời lão đệ vào cốc du ngoạn.
hai huynh đệ chúng ta hảo hảo trò chuyện. Không chờ Lý Vân Tiêu trả lời, hắn kéo Lý Vân Tiêu đi vào trong cốc. Trong cốc là thế ngoại đào nguyên, phong quang tú lệ, lâm lộc sâu u, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, tu trúc kiều tùng, có thác nước, có động vật. Dựa qua ba tuần, Thiên Tinh Tử đột nhiên nói. Lão đệ cảm thấy vạn tinh cốc của ta như thế nào? Lý Vân Tiêu khen. Thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh nhân gian. Hắc hắc, Thiên Tinh Tử cười nói. Nếu lão đệ sống trong cốc này, không tranh quyền thế, tiêu diêu tự tại, có nguyện đi ra ngoài tham dự phân tranh thiên hạ, kế hoạch, mưu lược vĩ đại thống trị hay không? Lý Vân Tiêu biết rõ ý của hắn, mỉm cười, nói. Nếu lão ca vô tâm, vì sao lại diệt phệ hồn tông? Tuy nói tiêu diệt phệ hồn tông dễ như trở bàn tay, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, khẳng định cũng tử thương không ít đệ tử. Đã không có tâm tranh bá, không có mưu lược vĩ đại, vì sao không yêu quý tính mạng đệ tử chứ? Thiên Tinh Tử nói. Phệ hồn tông thì khác, hai phái ân oán đã lâu, một núi khó hơn nữa cho hai hổ, ta không diệt nó sớm muộn sẽ diệt ta. Bên cạnh giường có người, sao có thể ngủ say, huống chi lại là môn phái nguy hiểm như vậy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Lão ca nói có lý, tiểu đệ suy nghĩ cũng cảm thấy lo lắng, 10 vạn năm trước ma chủ đế vượt giới đến đây, quét ngang cả thiên võ giới, tàn sát thiên hạ, không người có thể địch. Cuối cùng thiên hạ đồng tâm, liên thủ phong ấn hắn lại, lúc này mới đổi lấy 10 vạn năm không tranh quyền thế, tiêu diêu tự tại. Hôm nay ma giới chính là Tây vực phệ hồn tông, bên cạnh giường có người, sao có thể ngủ say, huống chi người này còn muốn giết ngươi. Nội tâm Thiên Tinh Tử phiền muộn không thôi, Lý Vân Tiêu vài câu đã dẫn chủ đề trở về, hơn nữa trực tiếp cầm chuyện của mình làm ví dụ, bản thân mình chăm miệng cũng khó trả lời. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Lão ca đã có tâm càn quét phệ hồn tông, có khí phách muốn vạn tinh cốc tiêu diêu tự tại, cũng nên có khí khái càn quét ma giới, làm cho cả thiên võ giới an hưởng thái bình thịnh thế mới đúng. Thiên Tinh Tử dầu dĩ không vui, nội tâm một vạn không muốn đáp ứng, nhưng không nói qua đối phương. Chỉ buồn bực nói. Lão đệ lời ấy có lý, nhưng lão ca tuổi tác đã cao, không còn võ dũng năm đó nữa. Thứ hai chuyện đứng đầu đối kháng dị tộc, có lẽ nên cho thánh vực cùng hóa thần hải đi quan tâm đi, lão đệ không cần làm phiền, tăng thêm phiền não. Hừ, thánh vực cùng hóa thần hải còn đáng tin sao? Ngày đó trận chiến Ngũ Hà Sơn, lão ca tự mình trải qua rồi. Tính tình thánh vực như thế nào, lão ca rất rõ ràng. Về phần hóa thần hải lại cấu kết với ma giới, đã trở thành u ác tính của thiên hạ. Lý Vân Tiêu ngoài mạnh trong yếu nói ra. Hóa thần hải cấu kết với ma giới, đây là thật. Thiên Tinh Tử giật mình, mặc dù có nghe thấy, nhưng mà tin tức lộn xộn quá nhiều nên không thể xác thực. Tự nhiên là thật, việc này nhắc tới trùng hợp, ta lại biết tường tận. Lý Vân Tiêu lập tức nói chi tiết chuyện Lỗ Thông Tử cùng Bạc Vũ Kình một lần. Thậm chí còn nói tới ân oán nhất mạch bọn họ, nó sắp không phải bí mật gì, sẽ bị công bố ra ngoài. Thiên Tinh Tử nghe xong trợn mắt há hốc mồm, cả kinh nói. Như thế nói đến, hóa thần hải không thể thành đứng đầu nhân tộc, ngược lại còn là tiên phong của ma tộc. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra hàn quang, gật đầu nói. Đúng là như thế, cho nên ta không gạt lão ca, bước tiếp theo của ta chính là dẫn người tiêu diệt Lỗ Thông Tử. Nhổ toàn bộ thế lực tà ác của hắn trong hóa thần hải. Thiên Tinh Tử kinh hãi nói. Ngươi muốn tiến công hóa thần hải. Lý Vân Tiêu gật gật đầu, nói. Có kế hoạch này, nhưng tất cả phải đợi sau khi thiên võ minh thành lập xong. Hôm nay vị trí minh chủ còn treo, ít nhất phải chờ sau võ quyết 4 ngày nữa, khi tuyển ra minh chủ sẽ là lúc bố cục tấn công hóa thần hải. Thiên Tinh Tử âm trầm, hô hấp trở nên trầm trọng, nói. Xem ra thiên hạ thật sự loạn rồi. Đâu chỉ là loạn. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Mà là nghiêng trời lệch đất. Ta nói cho lão ca nghe một việc. Thập phương quy tắc khởi nguồn từ thành Viêm Vũ. Nó đã tái hiện thiên địa. Mà ta đã tận khả năng phong ấn thập phương quy tắc. Trì hoãn thời gian nó khuếch tán ra. Trước khi ma kiếp chớ mù ứt. Muốn chính thức bước vào thần cảnh. Chỉ có thể gia nhập thiên võ minh mà thôi. Ngoài ra không có phương pháp khác. Toàn thân Thiên Tinh Tử chấn động. Việc này cũng là cân nhắc hàng đầu của hắn, nếu không đã sớm cự tuyệt. Chính là sợ làm hỏng quan hệ với thiên võ minh sẽ ngăn cản tài nguyên thành thần của bọn họ. Nhưng tuyệt đối không thể ngờ thiên võ minh càng làm tuyệt như thế, độc bá thập phương quy tắc, không kháng ma thì không thành thần.
Thiên Tinh Tử cực kỳ bất mãn, trầm giọng nói. Lão đệ đừng trách làm ca ca nhiều lời, thập phương quy tắc chính là vật sở hữu của mọi người trong thiên võ giới, thiên võ minh dường như không có tư cách phong tỏa nó. Ha ha! Lý Vân Tiêu thản nhiên cười nói. Xác thực không có tư cách, nhưng trên đời này có cái gì gọi là tư cách sao? Không đúng, đúng chính là thực lực, có thực lực là được. Thiên Tinh Tử nói. Lão đệ nói lời này không thông rồi, một khi phong tỏa quy tắc chi lực, người sẽ đối nghịch với người trong thiên hạ. Thiên võ minh mặc dù mạnh hơn nữa cũng không thể ngăn lửa giận của thiên hạ. Lão đệ muốn dẫn lửa thiêu thân hay sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Tự thiêu cũng tốt, không tự thiêu cũng được. Tóm lại muốn thành thần phải cùng thiên võ minh đối kháng ma kiếp. Dùng thực lực thiên võ minh hiện tại, mặc dù đối kháng thiên hạ, đối kháng 10 năm 20 năm cũng được. Nếu cuối cùng không đỡ nổi, đơn giản, ta sẽ nổ tung nơi sinh ra quy tắc, ai cũng đừng mong được. Thiên Tinh Tử há to mồm, hắn không hiểu tình huống trong đó, cũng không biết có thật nổ tung hay không, chỉ cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngượng ngùng nói. Lão đệ chơi chiêu này quá độc rồi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Dù sao không vượt qua ma kiếp, mọi người cũng xong đời. Thiên Tinh Tử lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Gia nhập thiên võ minh có chỗ tốt và nghĩa vụ gì? Hắn đã bị nói động, hoặc nói là bị dọa động. Ha ha, lão ca quả nhiên là người thông minh, chỗ tốt có rất nhiều, chúng ta từ từ nói chuyện. Về phần nghĩa vụ, tự nhiên là đối kháng ma kiếp, hơn nữa nghe theo lệnh minh chủ. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói, biết rõ chuyện không sai biệt lắm, đã có thể thành. Hai người sau đó tâm tình đại thế thiên hạ, thế lực khắp nơi, cùng với vận mệnh tương lai, Thiên Tinh Tử sau đó cũng đáp ứng gia nhập thiên võ minh. Sau khi đáp ứng, trong lòng cũng nóng lên, muốn lập tức đi thành Viêm Vũ tìm hiểu thập phương quy tắc. Lý Vân Tiêu nói, mọi thành viên thiên võ giới đều có tư cách tranh đoạt vị trí minh chủ, lão ca cũng có thể đại triển thân thủ, đoạt được ngôi đầu. Thiên Tinh Tử khoát tay nói, lão đệ cũng đừng cầm ta ra đùa giỡn, lão ca với chút thủ đoạn này, đi ra tìm mất mặt. Ta nên im lặng tìm nơi tu luyện bước vào thần cảnh thì tốt hơn, kéo dài tuổi thọ là được. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Chỉ cần có thể vượt qua ma kiếp, tất cả mọi người có thể kéo dài tuổi thọ, nếu không mặc dù có tuổi thọ ngàn năm cũng sẽ kết thúc trong thảm đạm mà thôi. Thiên Tinh Tử hơi có chút kinh ngạc, hắn chỉ biết Lý Vân Tiêu thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư siêu quần, không thể ngờ còn đảm đương và trách nhiệm như vậy, nội tâm của hắn cũng nóng bừng. Lão đệ yên tâm, nếu ta đã quyết định gia nhập, chuyện kháng ma này ta sẽ tận lực, sẽ không qua loa. Thiên Tinh Tử nghiêm mặt nói ra, hắn cũng biết đang mang trọng đại, mà lại là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, sẽ không đùa giỡn. Lý Vân Tiêu đại hỉ nói, vậy đa tạ lão ca. Thiên Tinh Tử nói, người phái một ít người tới, xây dựng thông đạo cố định giữa Vạn Tinh Cốc cùng thành Viêm Vũ. Tốt nhất Vạn Tinh Cốc nên liên hệ với mấy đại phái Bắc Phực. Như vậy có thể chiếu ứng thật tốt. Ta cũng có ý đó. Lý Vân Tiêu cười nói, hai người ăn nhịp với nhau. Lập tức Vạn Tinh Cốc cũng không xỉ diện, tuyển một đám võ đế đi ra, cùng hắn đi về thành Viêm Vũ tu luyện. Về phần chuyện xây dựng thông đạo hắn ném cho Phó Tông Chủ. Vạn Tinh Cốc không tham gia Lang Hoàn Thiên, trận chiến Ngũ Hà Sơn và chém giết Phệ Hồn Tông đã chết tổn thương thảm trọng, hiện tại trừ Thiên Tinh Tử thực lực siêu tuyệt ra. Đệ tử trong môn phái đứt gãy khủng khiếp, tinh anh mất đi 7-8 phần. Đây là nguyên nhân chủ yếu Vạn Tinh Cốc không muốn gia nhập thiên võ minh, hy vọng tốn vài chục năm sẽ khôi phục sinh khí trong tông môn. Nhưng thiên võ minh đã lũng đoạn thập phương quy tắc, đoạn tuyệt con đường thành thần của hắn. Lại có ma kiếp phía trước, sợ rằng khó mà vượt qua được, còn không bằng chủ động xuất thế, nghênh đón các loại khiêu chiến, có lẽ càng làm cho Vạn Tinh Cốc mau chóng lớn mạnh. Trở lại thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu bảo Tô Liên Y an bài tốt cho người Vạn Tinh Cốc, đồng thời mang tin tức Vạn Tinh Cốc gia nhập liên minh truyền ra ngoài. Lần này oanh động không thua gì thiên võ minh thành lập. Kể từ đó, Tây, Nam hai vực đã triệt để tính vào trong thiên võ minh, một siêu cấp cự minh độc chiếm hai vực, hơn nữa còn xâm nhập Bắc vực, thực lực cùng danh tiếng vượt qua hai đại thánh địa. Lúc này mọi người mới ý thức được thiên hạ sắp biến hóa, nếu nói là thánh vực cùng hóa thần hải vẫn là thánh địa. Như vậy thiên võ minh không thể nghi ngờ đã trở thành siêu cấp thánh địa. Siêu cấp thánh địa sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói.
chờ một ngày có thể đối kháng với Huyền Ly đảo, có lẽ có thể đảm đương bốn chữ, siêu cấp thánh địa. Mấy ngày sau, cuộc chiến minh chủ cũng diễn ra ở thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc. Cường giả trong thiên hạ ngàn dặm xa xôi tới đây, tụ tập ở thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc. Nếu là mấy năm trước, những người này nằm mơ cũng không nghĩ ra chính mình sẽ có ngày đi vào Nam Vực, đi tới vực bị vứt bỏ này. Thời điểm phát hiện linh khí của Hỏa Ô Đế Quốc không dưới ba vực khác đều khiếp sợ không thôi. Càng tin tưởng vào truyền thuyết thập phương quy tắc vài phần. Rất nhiều người mượn cơ hội này tới gần thành Viêm Vũ, càng thêm khiếp sợ phát hiện, càng đến gần thành Viêm Vũ thiên địa linh khí càng dày đặc, không dưới bảy đại tông môn. Thời điểm vào thành đã bị trận pháp cường đại ngăn cản, làm cho bọn họ sụp đổ là, người chấp pháp ở cửa thành đều là cường giả ngoài võ đế. Cái gì, tu vị ngoài võ đế mới có thể vào thành Viêm Vũ tu luyện, hơn nữa cần phải gia nhập thiên võ minh. Điên, toàn bộ điên rồi. Lý Vân Tiêu hắn biết rõ chính mình đang làm cái gì không? Hắn biến thành Viêm Vũ thành thiên hạ đệ nhất tu luyện thánh địa, đúng là điên. Hừ, trước kia đây là nơi chim không thèm ỉa, quỷ cầu bản gia cũng không đến, lại dám sĩ diện, không đến cũng được. Các loại phàn nàn, khinh thường, mỉa mai, thậm chí là khiếp sợ, hoài nghi các cảm xúc đan xen nhau. Nhưng mà chấp pháp đội không quan tâm bọn họ, chỉ cần không có ngỗ nghịch quy củ, cũng sẽ không ra tay. Chỉ ngăn cản mọi người ngoài thành Viêm Vũ. Cũng có một ít yêu cầu gia nhập thiên võ minh, tất bị đưa vào trong phòng đăng ký, căn cứ tu vị đẳng cấp sau đó nhận túi chữ vật, bên trong có đồ vật giá trị xa xỉ. Hơn nữa sau khi gia nhập thiên võ minh, tu vị mỗi đạt được tăng lên sẽ nhận được lễ vật của tổng minh, trên cơ bản đều là linh thạch và thiên tài địa bảo. Nghĩa vụ chính là nghe theo minh chủ hiệu lệnh, dùng nhiệm vụ kháng ma làm đầu, không được phản bội liên minh. Nếu như giữa đường muốn rời khỏi, phải trả toàn bộ vật nhận được, lại căn cứ tu vị tăng lên tương đương đổi thành nguyên thạch bù đắp lại. Điều kiện mặc dù có chút quái dị, nhưng mà cũng còn nói qua. Hơn nữa võ giả dưới võ đế gia nhập cũng có thể đi thiên lĩnh, vân mộng trạch hoặc là đao lĩnh kiếm phong tu luyện, lực hấp dẫn hơn xa thành Viêm Vũ, rất nhanh có không ít người gia nhập. Thủ đô Hỏa Ô Đế Quốc, trong một kiến trúc đã dỡ bỏ một nửa, tất cả mọi người đang di chuyển. Tô Liên Y quy hoạch khu vực này, tương lai nơi này chuyên tổ để võ giả tranh đấu. Trong thủ đô đông kín người, tất cả mọi người đang quan sát thế nào. Khúc Hồng Nhan, Phi Nghê, Trần Đoạn Thiên, Vạn Tinh Tử, tông chủ bốn đại tông môn đang trên không trung, khí thế kinh người, tất cả đang làm dáng. Còn có Tiền Sinh, Tô Liên Y cùng Đinh Linh Nhi là nguyên lão thương minh cũng xuất hiện trên bầu trời, tất cả đang tươi cười. Những cường giả đỉnh cấp trên đại lục vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, các tiếng nghị luận vang lên không dứt. Nhưng Lý Vân Tiêu vừa xuất hiện cũng không phóng thích khí thế, liền áp toàn bộ mọi người, ánh mắt mọi người tập trung vào hắn. Cả thủ đô an tĩnh lại, nhìn qua nam tử quật khởi nhanh như sao băng trên cao, trong nháy mắt đã đứng ở đỉnh phong của đại lục. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói: "Hoan nghênh chư vị đi vào Nam Vực." Hắn ngừng một chút, tiếp tục cười nói: "Vì cái gì ta nói Nam Vực, mà không phải thành Viêm Vũ?" Tất cả mọi người lâm vào trầm tư, nghị luận với nhau, đều lắc đầu không rõ. Ngay cả đám người Khúc Hồng Nhan cảm thấy hiếu kỳ, đều nhìn nhau, không rõ đáp án. Ngón tay Phi Nghê điểm nhẹ, nói: "Có phải hay bởi vì Nam Vực không có gì kỳ lạ bằng thành Viêm Vũ không?" Lý Vân Tiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn qua mọi người, lạnh nhạt nói: "Bởi vì kể từ hôm nay, cả Nam Vực sẽ là phạm vi thế lực của thành Viêm Vũ. Nói cho đúng hơn, thành Viêm Vũ độc chiếm một vực, mọi người hiểu chưa?" "Chi, cái gì, ta không nghe lầm chứ?" Các tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Lý Vân Tiêu nói: "Chư vị không có nghe lầm, ta nói lần nữa. Kể từ hôm nay, cả Nam Vực sẽ là phạm vi thế lực của thành Viêm Vũ. Mọi người ngàn vạn nên nhớ rõ ràng, đừng có vô ý mất mạng đấy." Cuồng vọng. Rốt cục có người nhìn không được, nổi giận nói: "Chuyện tông môn chiếm cứ một vực, từ xưa đến nay chưa từng nghe qua chuyện không hợp thói thường như vậy. Quả thực khinh người quá đáng." Đám đại lão thiên võ minh lúc này cười khổ, cảm thấy suy nghĩ này quá to gan và dọa người, mà hắn cũng dám nói, nhưng trong thiên hạ này cũng chỉ hắn dám nói mà thôi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói ra: "Bản thiếu gia là kẻ đầu tiên trong cổ kim xưa nay. Như thế nào? Vị bằng hữu kia có ý kiến?" Ánh mắt đảo qua đi,
nhìn chằm chằm vào tên nam tử kia, hạ tay xuống, nói. Đã có ý kiến, cứ đi ra hảo hảo nói chuyện. Nam tử kia biến sắc, dưới ánh mắt lợi hại của Lý Vân Tiêu đã sợ hãi câm như hến, làm sao dám bước ra, dốc sức liều mạng chui vào trong đám người. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, năm ngón tay nắm lại, lập tức không gian thay đổi, tên nam tử kia bị nhiếp qua, bị Lý Vân Tiêu bóp cổ. Không, không có ý kiến. Giơ hai tay, đồng ý. Nam tử kia cổ và mặt đỏ bừng, dốc sức liều mạng nói ra vài chữ này, sau đó giơ hai tay lên cao, kêu to. Tuyệt đối đồng ý. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ đầu hắn, nói. Nhân sinh trên đời, nói chuyện nhất định phải cẩn thận, xem ngươi giác ngộ sớm, lần này tha cho ngươi. Về sau nói chuyện nhất định phải thông qua đầu óc suy nghĩ, biết không? Nếu không đầu của ngươi dùng làm cái gì, không phải để suy nghĩ hay sao? Đúng, đúng đúng, Vân Tiêu đại nhân nói đúng. Tên nam tử kia cảm động đến rơi nước mắt, khom người nói cảm tạ, hắn nhanh chóng chui vào đám người, không dám nói gì nữa. Ánh mắt Lý Vân Tiêu lạnh lùng đảo qua, nói. Còn có vị bằng hữu nào cảm thấy không ổn, mời đứng ra đây bàn đi. Cả không gian hoàn toàn yên tĩnh, không ai đứng ra. Ai cũng hiểu rõ, lúc nào đứng ra kẻ đó là người hy sinh. Một tông môn chiếm một vực là chuyện hoang đường xưa nay chưa từng có, tất nhiên sẽ gây ra thiên nhà công phẫn, đến lúc đó sẽ có cao thủ thu thập thành viêm vũ, bọn họ cũng không cần phí tâm này. Lý Vân Tiêu lại cười nói. Nếu chư vị không có ý kiến, việc này định như vậy đi. Vân Tiêu thân là thành chủ thành viêm vũ, cảm ơn trước chư vị nể tình. Sắc mặt tất cả mọi người đều khó coi, không ai dám phản đối, nhưng tiếng hử không phục vẫn có. Một người ho khan hai cái, nói. Đừng nói những chuyện này là việc riêng của thành viêm vũ, chúng ta không tiện tham dự vào. Nên nói chính sự đi, rốt cuộc thiên võ minh ai là minh chủ. Đúng đúng, nên làm chính sự đi. Những người còn lại phụ họa, ai cũng không muốn nghe hắn nói chuyện tông môn chiếm một vực nữa, nội tâm cười lạnh, làm ra việc nghịch thiên như thế, cứ chờ người thiên hạ xử lý. Lý Vân Tiêu nói. Rất đơn giản. Vị trí minh chủ, người có năng lực thì làm. Phàm là thành viên thiên võ minh đều có thể tới khiêu chiến. Hắn bay lên cao, quan sát phía dưới, cất cao giọng nói. Lý Vân Tiêu ta đứng ở nơi này, chờ tất cả mọi người khiêu chiến. Ánh mắt của hắn quét qua, nhìn lên người Trần Đoạn Thiên, tràn đầy khiêu khích, nói. Chỉ cần có thể chiến đến cuối cùng chính là minh chủ thiên võ minh. Tiền sinh trêu đùa. Đoạn Thiên huynh. Cơ hội thi triển tài năng tới rồi đấy. Hừ. Trần Đoạn Thiên khinh thường nói chuyện với hắn, quay người hỏi Thiên Tinh Tử, nói. Lão ca, trong cả thiên võ minh này, dùng tư lịch và thực lực, bổn tông tôn sùng nhất chính là lão ca, vị trí minh chủ này nếu nói ta phục ai, đó nhất định là lão ca. Thiên Tinh Tử vuốt vuốt chòm râu, cười nhạt một tiếng, nói. Thiên võ minh thế như mặt trời ban trưa, lực áp hai đại thánh địa. Độc bá thiên hạ trong tầm tay. Một khi minh chủ có thể quân lâm thiên hạ, lưu danh muôn đời, đúng là hấp dẫn rất lớn, chỉ tiếc a. Ai, ta già rồi, không có hùng tâm tráng trí này. Trần Đoạn Thiên nói. Lão ca càng già càng dẻo dai, nói gì? Thiên Tinh Tử khoát tay chen ngang, nói. Lão đệ không cần nói thêm đâu, chỉ có thể nói là thời vận không đúng, thiên hạ này là của người trẻ tuổi, ta đã không có tâm tư tranh giành. Trần Đoạn Thiên gật gật đầu, cũng không tiện cưỡng cầu. Hắn đi về phía Lý Vân Tiêu, ánh mắt dần dần trở nên lợi hại, nói. Đã như vậy, bổn tông thả con tép, bắt con tôm, bêu xấu trước. Khí thế Trần Đoạn Thiên không ngừng tăng lên cao, không gian ẩn ẩn chấn động làm cho người ta kinh hãi, không ngừng lui ra phía sau. Tô Liên Y lập tức phân phó thủ hạ mở trận pháp, trong chốc lát có 6 cột sáng bay lên, bắn thẳng vào chân trời. Tầng mây quay cuồng, hào quang đầy màu sắc xuất hiện, kết giới rất mạnh tỏa ra khắp 4 phương 8 hướng. Tất cả võ giả đang xem cuộc chiến lui lại, dừng ở ngoài vạn trượng mới thôi. Trong không gian kết giới chỉ có Lý Vân Tiêu cùng Trần Đoạn Thiên hai người, đứng đối diện nhau. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Đoạn Thiên tông chủ quả nhiên phẩm đức cao thượng, biết rõ bêu xấu còn muốn đứng ra, không hổ là 7 đại tông chủ, mẫu mực thiên hạ. Trần Đoạn Thiên mặt không biểu tình nói ra. Hiện tại mọi người ưa thích che giấu, vì thiên võ minh tuyển ra một minh chủ chân chính, ta cũng chỉ tốt làm gương cho người khác.
Lý Vân Tiêu nói. Xem ra tinh thần hữu nghị của tông chủ đại nhân rất cao, thật cảm động. Ta nhất định phải thành toàn tâm ý tông chủ đại nhân, tận tâm tận lực đánh ra phong cách, đánh nước chảy hoa rơi, tuyệt không hạ thủ lưu tình. Trần Đoạn Thiên như một tiếng, nói. Bắt đầu đi. Hắn đánh vào hư không, ngàn vạn ánh sáng màu xanh hiện ra, hào quang ngưng kết thành một thanh kiếm mạnh mẽ. Lý Vân Tiêu cho hắn cảm giác còn mạnh hơn lúc ở Lang Hoàn Thiên rất nhiều, cho nên không dám khinh thường, bảo kiếm vừa xuất hiện đã đâm tới trước. Động thủ, dĩ nhiên là Trần Đoạn Thiên tông chủ xuất thủ trước, không thể nào. Người ngoài lúc nào ồn ào, không ngừng nghị luận nhau nhau. Mọi người cho rằng, Lý Vân Tiêu tuy là cổ phi dương chuyển thế, nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, tu vị dù thế nào cũng không có khả năng so sánh với bảy đại tông chủ. Trận chiến này tuy có đáng xem, nhưng mà Trần Đoạn Thiên sẽ thắng. Đa số người vẫn có tâm tư này, cho nên trông thấy Trần Đoạn Thiên xuống tay trước, không khỏi khiếp sợ, nói. Như vậy Lý Vân Tiêu mạnh tới mức Trần Đoạn Thiên kiêng kỵ như vậy, nhịn không được phải ra tay trước sao? Lý Vân Tiêu nâng tay phải lên, cả đầu cánh tay hóa thành màu vàng sau đó cong tay búng ra. Kim quang lóe lên, long cong một tiếng thật lớn, chỉ quang gạt thanh kiếm màu xanh ra trời kia ra một bên. Siêu siêu. Sắc mặt Trần Đoạn Thiên trầm xuống, kiếm thế quét ngang, như trường xà thổ tín, ở trên không trung hóa ra trăm đạo bóng dáng bao phủ Lý Vân Tiêu vào trong, làm cho người ta hoa mắt. Vô dụng. Lý Vân Tiêu cười cười, thiên biến vạn hóa cũng không làm được gì, hai ngón khép lại hóa kiếm đâm tới, dùng kiếm thế đơn giản, lấy bất biến ứng vạn biến. Đang, gờ. Tất cả bóng kiếm biến mất, bảo kiếm Trần Đoạn Thiên hoành trước người, lại bị hai ngón tay ngăn cản, không thể nhúc nhích. Vì sao mạnh như thế? Nội tâm Trần Đoạn Thiên vô cùng hoảng sợ, Lý Vân Tiêu vẫn tươi cười với tự tin không gì sánh nổi, giống như một tảng đá lớn áp lên ngực hắn. Chẳng lẽ, nội tâm Trần Đoạn Thiên sinh ra dự cảm không tốt, chỉ bằng lực ngón tay đã áp chế hắn, loại thực lực này không phải đồng cấp có thể làm được, chỉ có thể là trưởng thiên cảnh. Chi? Hắn hít khí lạnh, chỉ cảm thấy tay chân rét run. Hắn rốt cục hiểu vì sao Thiên Tinh Tử không chịu xuất hiện. Sợ rằng sớm nhìn ra thực lực của Lý Vân Tiêu hiện tại hơn phân nửa đã là trưởng thiên cảnh. Cảm giác vô lực sinh ra trong lòng, nhưng vạn chúng chú mục hắn không thể nhận thua, nếu không thanh danh quét rác. Đối với chuyện tranh giành minh chủ đã nản lòng thoái chí, hiện tại chỉ cầu thua không quá mất mặt. Kiếm Vũ Phong Huy. Trần Đoạn Thiên cắn răng một cái, hắn rót toàn bộ lực lượng vào thân kiếm, âm thanh quanh quẩn bầu trời. Lập tức bóng kiếm đầy trời giống như gió thu quét lá vàng, màn mưa bao phủ thiên địa. Trong kiếm ý này ít đi khí chất khắc nghiệt và lăng lệ, nhiều hơn lĩnh ngộ kiếm thế thuần túy. Người bên ngoài kết giới kinh hô, đều mở to mắt nhìn, nhìn trăm ngàn bóng kiếm vần quanh. Hắc hắc, Vạn Tinh Tử đột nhiên nhếch miệng cười cười, nói. Đáng thương Trần Đoạn Thiên nha, bị thanh danh mê mắt, lúc này nên nếm mùi đau khổ. Tiên sinh cũng thầm giật mình. Tuy hắn đoán được Trần Đoạn Thiên hơn phân nửa không phải đối thủ Lý Vân Tiêu, nhưng cũng không nghĩ tới bị áp chế lợi hại như vậy, vừa vào đã thi triển tất cả vốn liếng và tuyệt kỹ mạnh nhất. Đối mặt ngàn vạn bóng kiếm, Lý Vân Tiêu tính như xử nữ, trên người sinh ra lôi quang như áo giáp vờn quanh thân thể, tùy ý kiếm quang vờn quanh cũng không xé rách được. Sắc mặt Trần Đoạn Thiên càng ngày càng khó nhìn, Lý Vân Tiêu tất nhiên đã bước vào trưởng thiên cảnh, hơn nữa tuyệt không phải cường giả trưởng thiên cảnh bình thường. Nhưng Lý Vân Tiêu vẫn không ra tay, lẳng lặng đứng trong bóng kiếm, mặc cho Trần Đoạn Thiên nhiều biểu diễn một hồi, để tránh hắn bại quá thảm mất mặt. Dù sao Trần Đoạn Thiên là một trong bảy đại tông chủ, uy vọng cực cao. Hơn nữa hiện tại là minh hữu, làm người lưu một đường, tất cả mọi người dễ nhìn mặt nhau. Trần Đoạn Thiên cũng hiểu suy nghĩ của Lý Vân Tiêu, trong mắt mang theo cảm kích, vung vẩy bảo kiếm càng ra sức, muốn biểu diễn cho người ta xem. Kiếm ý thật mạnh. Kiếm Vũ Phong Huy, không thể tưởng được sinh thời có thể nhìn thấy Đoạn Thiên Tông chủ tự mình thi triển ra. Chiêu này đủ vượt cấp đánh bại đối thủ, Lý Vân Tiêu đã bị bóng kiếm bao lại, không lực hoàn thủ, chỉ sợ sẽ bại nhanh thôi. Thua dưới chiêu này cũng không tính mất mặt, dù sao tuổi hắn còn quá nhỏ. Chung quanh có tiếng nghị luận vang lên, đều là sợ hãi thán phục, nhưng cũng có chút mỉa mai, nói. Hừ, không có thực lực lúc trước cũng đừng giả trang bức. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu năng lực, trước mặt tông chủ bảy đại tông phái không có lực hoàn thủ, động cũng không dám động.
Đám người Khúc Hồng Nhan nghe chung quanh nghị luận thì cười yếu ớt. Rốt cục, Lý Vân Tiêu thấy Trần Đoạn Thiên phát huy không sai biệt lắm, nhân tiện nói. Đoạn Thiên tông chủ, ta sắp ra tay. Toàn thân Trần Đoạn Thiên run lên, cả kinh nói. Tốt, mong rằng. Lý Vân Tiêu cười ngắt lời nói. Yên tâm đi. Đột nhiên sắc mặt biến thành dữ tợn, toàn thân gân xanh bạo phát, vô số chiến vân hiện ra. Trần Đoạn Thiên, người quả nhiên đủ mạnh. Vậy mà bức ta thi triển át chủ bài mạnh nhất, siêu cấp đại lôi đạn. Hắn giả vờ tức giận, ngưng tụ lôi điện thành hình chứng quanh người, hiệu quả thị giác kinh người. Đó là cái gì, lôi điện khủng bố như thế, trời ơi! Người bên ngoài kết giới mở to mắt, nhìn lôi đình xuyên thấu qua kết giới, bọn họ cảm thấy lôi đình quá mạnh, sắc mặt đại biến, nói. Lôi đình khủng bố như thế, sẽ không lật bàn đấy chứ? Trần Đoạn Thiên cũng là ăn cả kinh. Nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy lôi đình hình chứng hiệu quả thị giác kinh người, kỳ thực không có bao nhiêu uy lực, biết rõ Lý Vân Tiêu đang cố lộng huyền hư, cho hắn bậc thang, mang lòng cảm kích. Siêu cấp đại lôi đạn, bạo cho ta. Ầm ầm. Lôi quang lóe lên, thôn phệ hia người vào trong, tất cả mọi người là cảm thấy con mắt đau xót, cả kết giới bị hào quang lôi điện bao phủ. Lý Vân Tiêu, cảm ơn ngươi. Ha ha, mọi người về sau chính là người một nhà, khách khí. Ha ha, cảm ơn, về sau Đao Kiếm Tông sẽ nghe lệnh minh chủ. Trần Đoạn Thiên cảm động đến rơi nước mắt, triệt để phục. Sau khi ánh sáng sắp biến mất, hắn đánh một quyền vào ngực mình sau đó bay ra ngoài, trong miệng kêu lên. Lý Vân Tiêu, ngươi, quả nhiên lợi hại. Liền chết ngất, sau đó rơi xuống đất. Lập tức có thân ảnh nhảy vào trong kết giới, dùng một cổ lực lượng tiếp thân thể Trần Đoạn Thiên. Thua như vậy. Trần Đoạn Thiên một trong bảy đại tông chủ thua trong tay Lý Vân Tiêu. Kết cục này làm người ta giật mình, dường như không thể tiếp nhận kết cục Trần Đoạn Thiên bị thua, kinh ngạc tới ngây người. Lý Vân Tiêu vỗ vỗ tay, ôm quyền nói. Đoạn Thiên tông chủ quả nhiên danh bất hư truyền, thiếu chút nữa thắng ta rồi. Sau khi cho Trần Đoạn Thiên đủ mặt mũi, ánh mắt của hắn nhìn qua đám người, nói. Còn có ai muốn tranh giành vị chú minh chủ với ta không? Trong thiên võ minh tự nhiên không có ai tranh đoạt, tuồng vui này đơn giản chỉ hai tiết mục, một là triệt để hàng phục Đao Kiếm Tông, làm cho hắn quy tâm, không dám có hai ý. Hai là cầm Trần Đoạn Thiên làm đá kê chân, dựng nên uy vọng Lý Vân Tiêu trước mặt mọi người. Hai điểm này trên cơ bản đã đạt thành, đám người Khúc Hồng Nhan mỉm cười gật đầu, tranh giành minh chủ cơ bản đã chấm dứt. Đột nhiên một âm thanh thật to vang lên, từ xa mà đến gần, kéo thật dài. Một đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung, nói. Bổn cô nương tranh với ngươi một hồi. Cố Thanh Thanh. Người thiên võ minh biến sắc, giật mình nhìn qua. Lý Vân Tiêu âm trầm, khiển trách. Ngươi tới náo nhiệt làm gì? Cố Thanh Thanh mân mê miệng, khẽ nói. Như thế nào, không cho phép ta tham gia sao? Không phải nói tất cả người thiên võ minh đều có thể ứng chiến sao? Vì sao hết lần này tới lần khác ta không được? Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi là người thiên võ minh sao? Cố Thanh Thanh cười nói. Ta chính là người Thần Tiêu Cung, tự nhiên cũng chính là người thiên võ minh. Lý Vân Tiêu và Khúc Hồng Nhan đều sửng sốt, nàng nói không sai, như vậy tính ra, Cố Thanh Thanh đúng là người thiên võ minh. Cô gái nhỏ này là ai, chưa bao giờ thấy qua a? Cao thủ ẩn giấu của Thần Tiêu Cung sao? Cung chủ Thần Tiêu Cung đã không tranh giành. Nàng tranh giành cái gì, có thể tranh giành thắng sao? Cho dù tranh giành thắng, chẳng phải áp trên tông chủ. Cố Thanh Thanh đi ra, đám trưởng lão Thần Tiêu Cung đã sớm nghe qua chuyện của nàng, chỉ làm như không thấy, hiện tại có cảm giác vui sướng và kích động. Uy vọng Cố Thanh Thanh rất cao, trong thiên võ giới cũng đã lưu danh thiên cổ, càng đừng nói trong Thần Tiêu Cung, hoàn toàn là nhân vật giống như thần tiên. Khúc Hồng Nhan nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Hơn nữa Cố Thanh Thanh thực lực không tầm thường, Lý Vân Tiêu chưa chắc chiến thắng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói. Bắt đầu từ Ngũ Hà Sơn, ngươi không ngừng gây phiền toái cho ta, xem ra phải dạy dỗ ngươi rồi. Sát khí khổng lồ bộc phát trên người Lý Vân Tiêu, hóa thành gió lốc trùng kích qua. Cố Thanh Thanh biến sắc, cả kinh nói. Thực lực ngươi, thân thể Lý Vân Tiêu quán thông, tu vị trưởng thiên, tăng thêm một thân huyền khí thần thông. Muốn thắng Cố Thanh Thanh nắm chắc thật lớn. Miễn cho nàng về sau thường xuyên nháo sự, đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt,
khó lòng phòng bị, thời điểm này đánh nàng thật đau một trận, để cho nàng biết nên lựa chọn thế nào. Cố Thanh Thanh cả kinh nói. Người bước vào trưởng thiên cảnh. Sắc mặt nàng biến hóa, không ngừng lui ra sau vài bước, tránh né sát khí kia, vội nói. Trước đừng động thủ. Người nói đừng động thủ thì đừng động thủ, mặt mũi ta ở đâu. Trong mắt Lý Vân Tiêu sinh ra lãnh mang, lập tức rời ra sau lưng, một kiếm hoành quét ngang. Trên thân kiếm hoa lửa bay lên, trực tiếp thiêu đốt trời cao, hô. Cố Thanh Thanh trong tình thế cấp bách, vội vàng nghiêng người né tránh, lại phát hiện không gian bị lực lượng mạnh mẽ giam cầm. Một cái băng gấm trên vai nàng bị đốt thành cho tàn, vạt áo cũng bị cháy đen. Đợi một chút, ta cũng không muốn tranh vị trí minh chủ với ngươi. Cố Thanh Thanh lùi ra phía sau, hóa thành trăm đạo tàn ảnh né đi. Lý Vân Tiêu chậm rãi thu kiếm lại, nói. Ngứa ra cố ý muốn bị đánh đúng không? Cố Thanh Thanh thu toàn bộ tàn ảnh, cười hì hì, nói. Làm minh chủ quá mệt mỏi, ta không thích hợp, ta tới tranh đoạt phó minh chủ. Phó minh chủ cũng bằng vào thực lực thượng vị, mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Không đúng. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Phó minh chủ là do bản thiếu gia chỉ định, ta nói ngươi là ngươi làm, ta nói ngươi không phải ngươi cũng không phải. Vốn phó minh chủ do mọi người đề cử hay võ quyết cũng không thành vấn đề, nhưng Cố Thanh Thanh náo như thế, nội tâm Lý Vân Tiêu sẽ kiêng kỵ. Nếu tương lai cao thủ gia nhập thiên võ minh càng nhiều, xuất hiện một ít cường giả hư cực thần cảnh, ví dụ như Mạch, cũng muốn tranh đoạt vị trí phó minh chủ thì nhức đầu. Cho nên tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, một câu đã ôm toàn bộ quyền hành vào tay, mặc dù là phó minh chủ cũng do hắn chỉ định. Như vậy sẽ đoạn tuyệt khả năng hỗn loạn ngày sau. Ngươi chuyên quyền độc đoán, ta không phục. Cố Thanh Thanh kêu lên. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Phàm là người thiên võ minh phải lấy nhiệm vụ kháng ma làm đầu, phải nghe theo minh chủ hiệu lệnh. Hiện tại bản thiếu gia là minh chủ, ta nói chuyện là quy định. Nếu ngươi không phục, ta sẽ dùng minh quy trị ngươi. Minh quy là cái gì? Cố Thanh Thanh nhíu mày. Đám người Tô Liên Y bọn thầm nghĩ không tốt, liên minh vừa mới thành lập, chỉ có một ít quy tắc và cơ cấu đơn giản, cũng không có quy định kỹ càng. Tuy người gia nhập liên minh phải nghe theo minh chủ hiệu lệnh, nhưng không nói sẽ trừng phạt thế nào. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Minh chủ có quyền sửa chữa minh quy, ta hiện tại ban bố đầu tiên, phàm là người phản kháng, xem tình tiết mà định ra, tình tiết nghiêm trọng, minh chủ có quyền xử tử. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Cố Thanh Thanh, ngay cả đám người thiên tinh tử cùng tiền sinh cũng biến sắc, minh quy này có tính biến đổi thật lớn, cái gọi là xem tình tiết mà định ra, chuyện ẩn ở bên trong rất lớn. Người vây quanh càng xôn xao, bởi như vậy, Lý Vân Tiêu trên cơ bản nắm quyền toàn bộ tông môn gia nhập. Cố Thanh Thanh cũng khiếp sợ, Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, nói. Ngươi bây giờ kháng lệnh, tình tiết nghiêm trọng, ta cũng không giết ngươi, đánh ngươi 100 đại bản. Đôi má Cố Thanh Thanh đỏ bừng, tức giận nói. Lưu manh, hèn mọn bỉ ổi. Nàng là một người con gái, bị đánh 100 đại bản còn hơn xa chém 100 đao. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi thân là người thiên võ minh, phạm thượng mắng ta, còn không nên đánh sao? Bắt nàng lại. Ra lệnh một tiếng, đám người linh mục địch lập tức ra tay, mấy đạo thân ảnh vây quanh Cố Thanh Thanh. Đám trưởng lão thần tiêu cung đều há hốc mồm, chỉ thấy minh chủ giơ kiếm ra. Nhị chỉ hàn cả kinh nói. Cung chủ. Khúc Hồng Nhan bình tĩnh nói ra. Không có quy củ sao thành vuông tròn, Cố Thanh Thanh tuy là tiền bối thần tiêu cung, sao có đặc quyền chứ? Nói xong, liền xuất hiện bên cạnh Cố Thanh Thanh, giơ kiếm chỉ vào nàng. Đám trưởng lão thần tiêu cung đều ngạc nhiên, đứng tại chỗ không biết nên làm thế nào. Đám người hoa thường trầm tư một chút, cũng đi qua. Lập tức bầu trời có cường giả tụ tập vây quanh Cố Thanh Thanh, có chạy đằng trời. Kỳ thật Cố Thanh Thanh bản tính cũng không xấu, chỉ là không thích khuôn mẫu, không bị quản thúc. Nếu không cũng sẽ không cự tuyệt Huyền Ly đảo mời, mấy ngàn năm qua lẻ loi một mình ngủ say trong vĩnh sinh chi giới. Lý Vân Tiêu chuyện bé xé ra to mục đích là ra oai phủ đầu với nàng, chính là để nàng biết rõ nặng nhẹ đúng mực. Khúc Hồng Nhan trầm giọng nói. Tiền bối, tuy ngươi là tiền bối thần tiêu cung, nhưng cũng là đệ tử thần tiêu cung, không nghe bổn cung hiệu lệnh, cũng không nghe minh chủ hiệu lệnh, không khỏi quá không có quy củ, quá không có trách nhiệm.
nếu như Phi Dương trục xuất ngươi khỏi Thiên Võ Minh, bổn cung chỉ có thể trục xuất ngươi khỏi Thần Tiêu Cung. Sắc mặt Cố Thanh Thanh trắng bệch, tức giận nói. Ngươi dám? Thiên Võ Minh nàng không sao cả, nhưng Thần Tiêu Cung chính là nhà nàng, tuy cố nhân không còn, nhưng tình cảm sâu đậm và vinh quang sao có thể bỏ qua. Khúc Hồng Nhan nói. Ta chính là cung chủ Thần Tiêu Cung, vì sao không dám? Có gì mà không dám, đây là chuyện nên làm, tiền bối cũng là tổ tiên cung chủ, có lẽ minh bạch. Tổ tiên cung chủ, Cố Thanh Thanh. Đám người ở xa xa kinh hãi, lập tức biết rõ cô gái trước mặt là ai, tất cả đều khiếp sợ tột đỉnh. Dĩ nhiên là Cố Thanh Thanh phong ấn yêu tộc tại Ngũ Hà Sơn, trời ạ, nàng đi ra khỏi Vĩnh Sinh Chi Giới sao? Trong Vĩnh Sinh Chi Giới phong ấn rất nhiều tuyệt đại cường giả, thì ra là sự thật. Thiên Võ Minh dám đánh cả Cố Thanh Thanh, bọn họ điên rồi, có thể đánh thắng sao? Tiếng xôn xao vang lên, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tất cả đều hưng phấn nhìn qua. Cố Thanh Thanh mặt âm trầm, thật lâu sau mới lên tiếng nói. Được rồi, lần này là ta không đúng. Với thực lực và uy vọng bổn cô nương, chẳng lẽ không làm phó minh chủ được sao? Vừa nói ra lời này, người chung quanh nổ tung, biến sắc liên tục. Không thể nào, Cố Thanh Thanh đại nhân vậy mà. Xin lỗi. Là chịu thua sao? Năm đó đại nhân vấn đỉnh thiên hạ, trấn áp yêu tộc dưới Ngũ Hà Sơn, nhân vật tuyệt thế như vậy biết sợ Thiên Võ Minh. Nàng thật sự là Cố Thanh Thanh sao? Không phải diễn kịch chứ? Chung quanh nghị luận không dứt, nhưng mọi người liên quan lại làm ngơ. Thân là cường giả tuyệt đỉnh, luôn luôn có đủ loại tin đồn, có tốt có xấu, có thực sự giả, không cần tận lực đi nghe làm gì, cũng không có tinh lực cãi vả lại, Phong Đạm Vân khinh đối mặt với nhiều người nghị luận. Lý Vân Tiêu nói, được hay không được là quyết định, không phải do ngươi nói. Cố Thanh Thanh tức giận nói, tốt, ngươi nói tính toán, ta đi. Lý Vân Tiêu phất tay, nói, trước tiên áp Cố Thanh Thanh xuống dưới, sau khi chuyện hôm nay chấm dứt sẽ xử trí. Sắc mặt Cố Thanh Thanh trắng bệch, nàng biết dù phản kháng cũng chỉ tự rước lấy nhục. Nếu thật sự bị Lý Vân Tiêu bắt lại, đánh mông trước mặt mọi người, nàng không còn mặt mũi sống tiếp. Ở trước mắt bao người, Cố Thanh Thanh bị Lý Vân Tiêu phong huyệt đạo trên người, bị võ giả mang đi. Để chư vị bị chê cười, thật sự là Thiên Võ Minh vừa thành lập không lâu, có ít người còn chưa quen quy củ. Nhưng cho dù người phương nào, chỉ cần phạm minh quy sẽ không dễ dàng tha thứ. Lý Vân Tiêu quát lớn. Mọi người đều câm như hến, đặc biệt là người Thiên Võ Minh, sắc mặt cũng không phải quá tốt. Ngay cả cường giả tuyệt thế cũng dám đánh, minh chủ này cũng quá nghịch thiên rồi. Linh Mục Địch lại gật đầu, trong mắt mang theo tán thưởng. Vào lúc ma kiếp hàng lâm cần lãnh đạo cứng rắn mới có thể thống nhất một lòng. Lý Vân Tiêu lại nói. Võ quyết hôm nay. Nếu không có người nào khiêu chiến, vị trí minh chủ này sẽ do ta làm. Trải qua chuyện Trần Đoạn Thiên cùng Cố Thanh Thanh, ai dám khiêu chiến hắn chứ? Vốn chỉ áp chế một mình Trần Đoạn Thiên chấp mê bất ngộ, đám người Tô Liên Y cố ý mang chuyện náo đại, lập uy cho Lý Vân Tiêu. Chuyện Cố Thanh Thanh hoàn toàn là ngoài ý muốn, thực sự chuyển họa thành phúc, càng làm cho uy tín Lý Vân Tiêu tăng nhiều. Tất cả mọi người kiềm chế cảm xúc phức tạp trong lòng, bắt đầu thay đổi bộ mặt tươi cười. Nhao nhao chúc mừng. Ha ha, chúc mừng Vân Tiêu thành chủ, trèo lên đỉnh thiên hạ. Thành chủ đại nhân trẻ tuổi anh hùng, quả thật là cổ kim chưa từng có. Lý Vân Tiêu mỉm cười, ôm quyền thở dài nói. Đa tạ chư vị nâng đỡ, đa tạ chư vị hãnh diện. Thiên Võ Minh vừa mới thành lập, thực lực còn yếu, muốn dừng chân còn phải nhờ chư vị chiếu cố nhiều hơn, đồng thời cũng hoan nghênh chư vị gia nhập. Tất cả mọi người mặt đầy hắc tuyến. Ngay cả Cố Thanh Thanh cũng dám đánh, trực tiếp chân áp, còn thực lực nhỏ yếu, giả vờ này quá lớn rồi. Ha ha, dễ nói, hy vọng sau này Thiên Võ Minh cũng chiếu cố chúng ta nhiều hơn. Mọi người nhao nhao biểu đạt tâm ý, Lý Vân Tiêu khách sáo trang bức, bọn họ lại nói thật, Thiên Võ Minh cường đại đã phá vỡ nhận thức của bọn họ, hoàn toàn muốn được chiếu cố. Ha ha, không bằng tất cả mọi người gia nhập Thiên Võ Minh đi, bản thiếu gia nhất định sẽ toàn lực chiếu cố. Lý Vân Tiêu nháy mắt, mặt mũi đầy chân thành. Ách, cái này. Chúng ta sẽ suy nghĩ. Đúng đúng, sẽ suy nghĩ. Tất cả mọi người xấu hổ cười rộ lên, tuy Thiên Võ Minh cường đại làm cho bọn họ khiếp sợ, nhưng khi gia nhập liên minh, không thể nghi ngờ chẳng khác nào bị Thiên Võ Minh chiếm đoạt.
Lý Vân Tiêu cười nói. Không có vội hay không, chư vị chậm rãi cân nhắc. Đặc biệt là sau khi đến Cửu Thiên Võ Đế, phải biết rằng cả đại lục nơi có thể thành thần cũng chỉ có Thành Viêm Vũ mà thôi. À, mọi người đều kinh, vội vàng hỏi. Việc này chúng ta đã nghe đồn rất nhiều, không biết trong đó tình hình cụ thể như thế nào. Lý Vân Tiêu nói. Việc này ta cho Tô Liên Y đại nhân trò chuyện với các vị, mọi người có bất cứ nghi vấn nào có thể hỏi hắn. Lý Vân Tiêu giao đám đông cho Tô Liên Y, chính mình thì là thoát thân ra ngoài, mang theo đám người Khúc Hồng Nhan quay về Thành Viêm Vũ. Vừa tới cửa thành liền thủ thành chào đón, nói. Bái kiến thành chủ, Đinh Linh Nhi đại nhân cho mời. Lý Vân Tiêu nói. Tất cả mọi chuyện đã giao cho Tô Liên Y cùng Linh Nhi xử lý, hiện tại có việc gặp ta, hơn phân nửa là chuyện khó xử. Chư vị theo ta vào đi, vừa vặn cũng định ra quy củ cho liên minh. Mọi người không dị nghị, lập tức cùng nhau đi vào phủ thành chủ. Đinh Linh Nhi đang chiêu đãi khách nhân, mọi người cảm thấy kỳ quái, không biết là người nào mà cần nàng tự mình chiêu đãi, đi qua xem xét, vừa mừng vừa sợ, chính là người thánh vực. Ha ha, Vân Tiêu công tử, từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ? Không đợi Đinh Linh Nhi nói chuyện, lão giả mặc áo bạc cười ha hả, hai mắt tinh mang chớp động, nhìn qua Lý Vân Tiêu, không ngừng lộ ra vẻ kinh hãi, nói. Ngươi, tu vị ngươi. Lý Vân Tiêu cũng cười nói. Thì ra là Thiên Chiếu Tử đại nhân, còn có Cao Hàn huynh. Người đến chính là Thiên Chiếu Tử nhất mạch, Viên Cao Hàn, Mạc Hoa Nguyên, và một ít thuật luyện sư của Thánh Vực, có 20-30 người, nhưng Lý Vân Tiêu nhận ra chỉ có 3 thầy trò bọn họ. Đám người Khúc Hồng Nhan cùng Thiên Tinh Tử đi lên chào hỏi, song phương khách khí một phen, lúc này mới phân biệt ngồi vào vị trí của mình. Viên Cao Hàn cũng kinh nghi bất định nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Tu vị ngươi, chẳng lẽ, đã bước vào thuật thần chi cảnh? Lời vừa nói ra, tất cả người thánh vực đều khiếp sợ khó tin nhìn qua. Thiên Chiếu Tử trầm giọng nói. Ngay cả lão phu cũng không phát hiện ra tu vị thuật đạo của Vân Tiêu công tử, nội liếm còn trên cả ngả đại sư, thiên hạ hôm nay chỉ có thuật thần như thế. Xem ra Thành Viêm Vũ có thập phương quy tắc, thật sự là thánh địa thành thần. Thuật thần. 20-30 vị thuật luyện sư nhìn qua Lý Vân Tiêu với ánh mắt biến hóa thật lớn, từ khiếp sợ biến thành tôn kính không gì sánh nổi, không dưới Thiên Chiếu Tử. Lý Vân Tiêu bước vào thuật thần hoàn toàn là thần diễn lưu lại, không quan hệ tới thập phương quy tắc, nhưng hắn tự nhiên cũng lười được giải thích cái gì, cười nói. Dùng tu vị của Thiên Chiếu Tử đại nhân cùng Cao Hàn huynh, chỉ cần ở lại Thành Viêm Vũ, không bao lâu sẽ bước vào thần cảnh. 20-30 người kia thần sắc kích động, bắt đầu lén trao đổi với nhau. Thiên Chiếu Tử nói. Vân Tiêu công tử có ý muốn lưu chúng ta lại, nhưng mới rồi Linh Nhi cô nương có nói, phải gia nhập Thiên Võ Minh mới có thể hưởng thụ tài nguyên Thành Viêm Vũ. Đinh Linh Nhi vội nói. Đây là quy củ của Thiên Võ Minh, tiểu nữ tử không dám vi phạm, Vân Tiêu đại ca thân là minh chủ, còn có chư vị trưởng môn ở đây, có lẽ có thể bàn ra kết quả thỏa mãn. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân còn muốn lưu ở thánh vực. Thiên Chiếu Tử mặt lộ vẻ khó xử, dường như không muốn trả lời, ngược lại hỏi. Thực muốn gia nhập Thiên Võ Minh mới có thể hưởng thụ tài nguyên sao? Không thể dàn xếp sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười cười, nói. Thiên Chiếu Tử đại nhân thuật đạo vô song, được người thiên hạ kính ngưỡng, đương nhiên có thể, nhưng mà quy củ là quy củ, nếu vô cớ phá hư, sợ rằng kẻ dưới không phục. Thiên Chiếu Tử nhíu mày. Dường như không vui. Viên Cao Hàn vội hỏi. Lý Vân Tiêu ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng, ở chung nhiều năm với ngươi như vậy, ngươi là kẻ lòng tham không đáy, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ta còn không rõ ràng sao. Ngươi nói rõ đi, cần điều kiện gì? Ha ha, Cao Hàn huynh nói lời này thật tổn thương tình cảm, ta là người như vậy sao? Lý Vân Tiêu chừng hắn liếc. Viên Cao Hàn khoát khoát tay tay, nói. Đừng nói nhiều. Người càng như vậy ta càng sợ, nói thẳng điều kiện ra đi. Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh nói như vậy làm nội tâm ta băng giá, chư vị hay là xin mời, Thành Viêm Vũ cái này miếu nhỏ cho không dưới chư vị đại tài. Ngươi! Viên Cao Hàn phiền muộn đến cực điểm, tức giận nói. Trong tay ngươi nắm giữ tài nguyên thập phương quy tắc, biết rõ chúng ta chắc chắn sẽ không đi, bảng giá do ngươi mở, ngươi nói đi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Đừng nói như con buông thế chứ, quá tổn thương tình cảm của nhau.
xem mặt mũi Thiên Chiếu Tử đại nhân, ta sẽ phá lệ một lần, sẽ cho các vị tiến vào thành Viêm Vũ không có điều kiện gì khác. Thiên Chiếu Tử đại hỉ, ôm quyền nói, đa tạ Vân Tiêu công tử. Viên Cao Hàn Hồ Nghi nói, chỉ đơn giản như vậy, không có điều kiện bổ sung. Lý Vân Tiêu không vui nói, Cao Hàn huynh ba lần nghi vấn thành ý của ta là có ý gì? Viên Cao Hàn khẽ nói, bởi vì ta quá hiểu ngươi, cho nên cảm thấy kỳ quái. Tính toán, xem như ta không đúng. Nghĩ đến có thể ở thành Viêm Vũ tìm hiểu thập phương quy tắc, hắn cũng cảm thấy tâm tình bành trướng, hắn cách thuật thần còn kém một đường. Đến thành Viêm Vũ đã hai ngày, đã sớm phát hiện nơi này không đúng, tầng ngăn cách kia càng ngày càng mỏng, tùy thời cũng có thể đột phá. Hiện tại cho dù Lý Vân Tiêu muốn toàn bộ tài sản của hắn, hắn cũng không do dự. Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi, Cao Hàn huynh còn nhớ luyện chế thần luyện thiết không? Thần luyện thiết, đương nhiên nhớ rõ, như thế nào? Thân thể Viên Cao Hàn khẽ động, ánh mắt nhìn qua Linh Mục Địch, lộ ra thần sắc cảm kích. Từ sở học của Linh Mục Địch hắn được lợi cực lớn, đặc biệt là lần tham dự luyện chế thần luyện thiết, trực tiếp giúp thuật đạo của hắn đạt tới đỉnh phong. Lý Vân Tiêu nói, hôm nay thành Viêm Vũ có được rất nhiều tài nguyên, ta ý định sản xuất nhiều thần luyện thiết. Mọi người ở đây không ngừng động dung, thần luyện thiết vốn là thứ hiếm có, nhưng khi Viên Cao Hàn cùng Lý Vân Tiêu tham dự luyện chế qua, thế nhân đều biết. Nga cả Linh Mục Địch cũng có cảm giác chấn kinh, nói. Người muốn dùng rất nhiều thần luyện thiết luyện chế chủ huyền khí. Ninh Linh Nhi cũng phi thường giật mình, nói. Thần luyện thiết cần nguyên liệu quý trọng, đặc biệt là vĩnh hằng chi mộc, huyền thiên huyết ngọc, cực thiên băng tinh, Vân Tiêu đại ca tìm kiếm không dễ. Làm sao có thể sản xuất nhiều được chứ? Lý Vân Tiêu nói, huyền thiên huyết ngọc chính là máu chân linh, lúc trước bắt La Thanh Vân lấy máu mới đạt được, nhưng nếu muốn sản xuất nhiều, một mình hắn không đủ máu, huống hồ máu huyết mất đi quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu vị, chỉ có thể tìm kiếm vật thay thế, điểm ấy nội tâm ta đã có châm trước. Cực thiên băng tinh có không ít, đủ dùng một hồi, cho dù không có cũng có thể tìm phong yếu ly hối đoái một ít. Chính thức khan hiếm chính là vĩnh hằng chi mộc. Linh Mục Địch cảm khái nói, thật sự là thương hải tang điền, năm đó vĩnh hằng chi mộc tuy chân quý, nhưng tùy tiện có thể tìm được. Thiên Chiếu Tử trầm ngâm nói, vĩnh hằng chi mộc chính là địa tâm chi thiết, trong tay của ta còn có một ít, nhưng mà không đủ luyện nhiều thần luyện thiết. Dưới mặt đất Thiên Vũ Đại Lục khẳng định không tồn tại, chỉ ở trong địa tâm mới có. Tiền Sinh nói, tìm hiểu địa tâm chi thiết giao cho lão hủ, loại chuyện này ta làm rất thích hợp. Ninh Linh Nhi cười nói. Đúng vậy, kể từ bây giờ tuyên bố tin tức, dùng giá gấp 10 thu địa tâm chi thiết, đồng thời treo thưởng cao thu mua vật phẩm có địa tâm chi thiết, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Đột nhiên Viên Cao Hàn kêu lên. Tốt cho Lý Vân Tiêu, còn nói không cần điều kiện, lưu chúng ta lại, hơn phân nửa là luyện thần luyện thiết. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh thật sự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, luyện chế thần luyện thiết, chư vị có tham dự hay không? Ta quyết không bắt buộc. Tham dự, đương nhiên muốn tham dự. Thiên Chiếu Tử nói khẳng định, đám thuật luyện sư còn lại cũng tỏ ý tham gia. Lúc trước Viên Cao Hàn tham gia luyện chế thần luyện thiết, bắt đầu giảng bài thuật đạo trong thánh vực cũng nói ra một ít tâm đắc trong đó. Làm cho Thiên Chiếu Tử và rất nhiều thuật luyện sư hâm mộ không dứt. Thậm chí Thiên Chiếu Tử cũng thử đi luyện, cho nên mới chủ động thu thập ba loại tài liệu, lúc này mới chữ hàng một ít vĩnh hằng chi mộc. Hiện tại có điều kiện tốt như thế, với thuật luyện sư mà nói, đây là hấp dẫn chí mạng khó mà ngăn cản được. Thiên Chiếu Tử nói, có Vân Tiêu công tử cùng Mục Địch đại nhân chỉ điểm chúng ta luyện chế thần luyện thiết, muôn vàn khó khăn cũng sẽ vượt qua. Chúng ta mặc dù không phải người Thiên Võ Minh, chắc chắn sẽ dốc toàn lực phụ trợ Thiên Võ Minh. Lý Vân Tiêu đại hỉ, có những người này tham gia, kết hợp với thương hội cung cấp tài nguyên, hậu cần của liên minh sẽ được bảo đảm. Linh Mục Địch nói, ta có không ít luyện phương thập giai, cũng có thể không ràng buộc lấy ra cho các vị tham khảo. Chỉ tạm thời chế tạo huyền khí, võ giả muốn luyện hóa sợ rằng nửa khắc khó làm được, huống chi là dùng thần luyện thép những nguyên liệu thập giai làm chủ tài liệu chế tạo thần binh lợi khí. Thiên Chiếu Tử gật đầu nói, Mục Địch đại nhân lo lắng không phải không có lý, xem ra huyền khí cần phải cải biến, có thể giúp võ giả mau chóng luyện hóa. Lý Vân Tiêu khoát khoát tay, nói, chư vị nghĩ nhiều, ta luyện chế thần luyện thiết thực sự không phải là vì huyền khí, mà là muốn chế tạo đại lượng khôi lỗi.
chế tạo khôi lỗi. Tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt linh mục địch bắn ra tinh quang, nghĩ tới cái gì đó. Viên Cao Hàn cũng đã gặp hồ lô tiểu kim cương của Lý Vân Tiêu, lâm vào trầm tư. Thiên Chiếu Tử nói, khôi lỗi thuật mặc dù cũng thuộc về thuật đạo, nhưng mà chúng ta không có sở trường này. Lý Vân Tiêu nói, đối với chuyện này ta ngẫu nhiên nghiên cứu xâm nhập, thập phần có ý tứ, dùng bản lĩnh của các vị đại sư, không mất bao nhiêu thời gian sẽ hiểu được. Hơn nữa Thành Viêm Vũ còn có đệ tử mấy khôi lỗi thế gia, đều có tạo nghệ không nhỏ. Ngoài ra, ta còn phái người đi hải ngoại tìm người Mục gia, hy vọng có thể được họ trợ giúp. Mục gia. Thiên Chiếu Tử chấn động, gật đầu nói. Lão Phu cũng nghe qua, Mục gia cơ quan khôi lỗi thuật thiên hạ vô song, có thể gặp được là may mắn trong đời. Nếu Minh Chủ cố ý phát triển phương diện này, chúng ta tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hắn đổi xưng hô Lý Vân Tiêu từ Vân Tiêu công tử biến thành Minh Chủ, cũng thể hiện tâm tính biến hóa, dù chưa gia nhập Thiên Võ Minh, nhưng mà đối với Lý Vân Tiêu vẫn vô cùng kính trọng. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói, tương lai Thiên Võ Minh còn dựa vào chư vị đại sư. Phải thế, phải thế. Tất cả thuật luyện sư vô cùng hưng phấn, trên mặt sinh ra dị sắc, vô cùng hưng phấn với tiền đồ tương lai. Lý Vân Tiêu nói, vừa vặn Thiên Chiếu Tử đại nhân và Cao Hàn huynh ở đây, ta đang định cùng chư vị trưởng môn nghiên cứu thành lập cơ cấu của Thiên Võ Minh, trong đó sẽ có một chi thuật đạo, hy vọng hai vị cũng có thể tham dự. Thiên Chiếu Tử nói, chúng ta là người ngoài, dường như không tiện tham dự. Nhưng Minh Chủ tương mời, chối từ là vô lễ, sư đồ chúng ta sẽ dự thính. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế rất tốt. Kế tiếp, đám người Lý Vân Tiêu trao đổi mấy canh giờ, định ra các loại quy củ và kết cấu tổ chức của Thiên Võ Minh, cả Thiên Võ Minh xem như chính thức thành lập. Sau Lý Vân Tiêu làm Minh Chủ, thiết lập ba vị Phó Minh Chủ, theo thứ tự là đệ nhất Phó Minh Chủ Linh Mục Địch, thời điểm Lý Vân Tiêu không có mặt sẽ thay thế quản lý các sự vụ lớn nhỏ trong liên minh. Đệ nhì Phó Minh Chủ Khúc Hồng Nhan, trưởng quản cân đối hợp tác của các môn phái, mọi việc thương nghị. Đệ tam Phó Minh Chủ Đinh Linh Nhi, trưởng quản công tác hậu cần của cả Thiên Võ Minh. Tuy ba vị Phó Minh tất cả đều là người Lý Vân Tiêu, nhưng Thành Viêm Vũ giờ phút này như mặt trời ban trưa, ba vị Phó Minh cũng có thực lực, địa vị siêu quần, mọi người không có ý kiến. Mặc dù là người Kim Tiền Bang khi nghe bị Đinh Linh Nhi quản hạt, chỉ nhíu mày chứ không bất mãn. Tiền sinh cũng là lão hồ ly xử sự khôn khéo, Thành Viêm Vũ hiện tại thế lớn, phản đối vô hiệu, chỉ có thể thuận thế mà làm, lại có thể bo bo giữ mình. Mà Đinh Linh Nhi trưởng quản Thiên Nguyên Thương Hội nhiều năm, là người lãnh đạo kiến thiết Thành Viêm Vũ, cho tới nay cũng hợp tác vui sướng, cũng không xảy ra chuyện không vui gì. Sau ba Phó Minh là trưởng môn các phái, vứt bỏ cách nhìn môn phái lớn nhỏ, đối xử như nhau. Trước mắt môn phái lớn nhỏ gia nhập Thiên Võ Minh cũng có hơn 20, tất cả trưởng môn địa vị tuy sai lệch quá nhiều, nhưng trong Thiên Võ Minh đều là độc nhất vô nhị. Ngoài ra còn thiết lập chức trưởng lão, địa vị giống trưởng môn, chỉ nghe theo bốn vị minh chủ điều lệnh, không bị trưởng môn quản hạt. Hơn nữa dưới bốn minh chủ còn phỏng theo thánh vực thiết lập bốn bộ, thần vệ, giám sát, thuật luyện cùng phòng thủ thành thị, bốn bộ này phân biệt do các phái đưa người vào, một khi tiến vào bốn bộ, lợi dụng thân phận Thiên Võ Minh làm chủ, không tiếp nhận môn phái điều khiển. Bốn bộ phân biệt do Bắc Quyến Nam, Tô Liên Y, Viên Cao Hàn cùng Cẩm Sơn đảm nhiệm. Các môn các phái phải căn cứ vào thực lực lớn nhỏ, điều khiển tỷ lệ nhân viên vào bốn bộ. Đối với chuyện này các phái đồng không ý kiến. Chỉ có Viên Cao Hàn nghe vậy, chấn động, vội nói. Ta cũng không phải là người Thiên Võ Minh, sao có thể gánh chức bộ trưởng này được, nên mời người Cao Minh khác đi. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, vậy ngươi xem như bộ trưởng tạm thời. Chờ ngày ngươi chính thức gia nhập Thiên Võ Minh lại chuyển chính thức, hoặc là tìm người thích hợp thay thế. Cái này. Viên Cao Hàn há hốc mồm, liên tục từ chối. Thiên Chiếu Tử thấy Lý Vân Tiêu bắt đầu mất hứng, vội vàng ngăn cản Viên Cao Hàn, nói. Nếu Minh Chủ đã nói, ngươi đảm nhiệm một thời gian ngắn đi, tương lai như thế nào nói sau. Viên Cao Hàn phiền muộn không thôi, hắn hiện tại là linh tư trưởng thánh vực, tuy đã sớm nản lòng thoái chí, thậm chí chỉ là hư chức, nhưng kiêm nhiệm hai chức cũng không có gì cả. Nhưng nếu Thiên Chiếu Tử đã nói, hắn không thể từ chối, chỉ đáp ứng. Lý Vân Tiêu nói, liên minh thành lập vừa thành lập, nhân tài thiếu thốn, tài nguyên khan hiếm. Mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực,
mang Thiên Võ Minh phát dương quang đại, chuẩn bị sẵn sàng đối phó ma kiếp. Vâng. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, đồng thanh đáp. Lý Vân Tiêu nói. Mỗi bộ sẽ có quyền hạn độc lập của mình, có thể tự chế định quy củ. Chức giám sát, phụ trách chấp pháp, hành hình, tình báo các loại. Về phần thần vệ, tên như ý nghĩa, nhất định phải đột phá võ đạo giam cầm, bước vào thần cảnh mới có thể gia nhập. Thần vệ cũng sẽ thành lực lượng trung kiên đối chiến ma kiếp hàng lâm thiên võ giới. Bắc Quyến Nam vào lúc này sau trận chiến phong ma vẫn không ngừng khôi phục thân thể, cũng chưa biết việc này. Linh Mục Địch nói, việc này ta sẽ báo cho hắn biết, hơn nữa cũng sẽ đôn đốc. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, ta cũng yên tâm, về phần chức trưởng lão, vị trí đệ nhất ta mời Thiên Chiếu Tử đại nhân, không biết đại nhân định như thế nào. Thiên Chiếu Tử cười cười, nói, trưởng lão không dám nhận, ta làm trưởng lão danh dự đi. Như vậy cũng không xung đột thân phận thánh vực của ta. Lý Vân Tiêu nói. Như thế cũng tốt. Đột nhiên Thiên Chiếu Tử nói ra. Thiên Võ Minh thành lập, tất nhiên sẽ sinh ra xung đột với thánh vực. Minh chủ không hỏi tình huống thánh vực từ ta sao? Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Thánh vực đã là mặt trời sắp lặn. Hiện tại đại nhân và chư vị đại sư trốn đi, chẳng khác gì hoàng hôn khuất núi, không hỏi cũng được. Nên đến sẽ đến. Chúng ta làm tốt chuyện của mình là được. Còn nữa, mặc dù là thánh vực, ít nhất cũng có lực lượng thượng tần của thiên võ giới, là trụ cột đối kháng ma kiếp, nếu không sinh ra xung đột thì ta sẽ tận lực lẫn tránh, nhưng nếu bọn họ không biết điều, thiên võ minh tự nhiên cũng không sợ. Thiên Chiếu Tử cảm khái không thôi, thở dài nói. Minh chủ lòng dạ như biển, khó trách có thể hải nạp bách xuyên, thiên hạ triều bái. Xem ra ta đến thiên võ minh là đúng rồi. Các trưởng môn cũng mừng thầm trong bụng, trước kia gia nhập Thiên Võ Minh đều có thành phần đánh cược, hiện tại khi cường giả tụ tập, ngay cả Thiên Chiếu Tử cũng gia nhập thì cảm thấy mỹ mãn. Thiên Tinh Tử đột nhiên nói ra, trừ Thiên Chiếu Tử đại sư ra, không biết trưởng lão còn có người nào. Lý Vân Tiêu nói, trong nội tâm của ta có vài vị, nhưng mà không rõ suy nghĩ của bọn họ thế nào, tạm thời không đề cập tới. Sau này ta sẽ rời khỏi thành Viêm Vũ một thời gian ngắn. Tất cả sự vật sẽ do Mục Địch đại nhân phụ trách, đặc biệt là tổ tiến bốn bộ phải nhanh lên. Linh Mục Địch nói, yên tâm đi, ta sẽ tận lực điều phối tốt, kính xin trưởng môn các phái điều khiển cường giả đến thành Viêm Vũ phong phú bốn bộ. Về phần thần vệ, tuy chỉ thu nạp cường giả thần cảnh, nhưng dù sao quá mức thưa thớt, ta đề nghị dưới thần vệ nên thiết lập kim, ngân, thiết tam vệ, phân biệt do các cường giả khác nhau gia nhập vào. Lý Vân Tiêu nhớ tới Thiên Thủy Quốc Trấn Quốc thần vệ, dường như có cảm giác trôi qua mấy đời. Cũng không biết bây giờ Trần Nguyệt cùng Tần Như Tuyết như thế nào, nhưng mà khoảng cách quá xa, khó cùng xuất hiện, chỉ có thể hoài niệm mà thôi. Tất cả do Mục Địch đại nhân tự hành định đoạt. Hội nghị chấm dứt, mọi người giải tán đi làm việc của mình. Lý Vân Tiêu đang muốn ly khai, lại bị Viên Cao Hàn kéo lại, nói. Như thế nào, Cao Hàn huynh còn có việc. Viên Cao Hàn cảm khái, nói. Không thể ngờ ngươi thật sự có thể đi tới bước này, thật sự khiến người ta cảm khái ngàn vạn. Những năm gần đây không có phí công giúp ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Cao Hàn huynh cũng xuất lực không nhỏ. Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Ta kém xa ngươi, thánh vực giờ phút này đang tổ chức thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội, ngươi không có hứng thú sao? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Ngươi không phải muốn ta tham gia đấy chứ? Viên Cao Hàn nói. Tự nhiên không phải, luận võ đại hội cũng hấp dẫn rất nhiều võ giả, vì tranh đoạt bài danh trước 100, dùng tiến vào ngọc thư các tu luyện thần thông tuyệt kỹ, những người này đã bị thánh vực sẽ mời chào bọn họ, sẽ trở thành lực lượng không thể bỏ qua. Lý Vân Tiêu muốn xuống, nói. Ngươi muốn ta kéo lực lượng này đến thiên võ minh sao? Viên Cao Hàn liếc hắn một cái, gật đầu nói. Đúng vậy. Nhưng hành động này độ khó thật lớn, suy nghĩ chu toàn mới tốt. Lý Vân Tiêu cười cười, nói. Ha ha, Cao Hàn huynh, thành Viêm Vũ xưa đâu bằng nay, không giống ngày xưa, Viên Cao Hàn cau mày nói. Ta đây biết rõ, lời này là ý gì? Lý Vân Tiêu nói. Cao Hàn huynh đừng quên, thành Viêm Vũ chỉ cần lũng đoạn tài nguyên thập phương quy tắc, chẳng khác nào bóp cổ thiên hạ. Tất cả người muốn thành thần phải tới đây, hoặc là phục tùng quy thuận. Hoặc là trả giá thật nhiều đổi danh ngạch, lại muốn tự mình giết ra một con đường. Thánh vực bất kể làm thế nào,
từ cấp độ đã không thể sánh bằng Thiên Võ Minh, ta nói ngươi hiểu chưa? Viên Cao Hàn sững sờ một hồi, cái hiểu cái không, lâm vào trầm tư. Lý Vân Tiêu nói thẳng ra. Ý của ta là, Thánh Vực cùng Thiên Võ Minh đã không cùng cấp độ. Nói tự phụ một chút, ta không xem Thánh Vực trở thành đối thủ. Toàn thân Viên Cao Hàn chấn động, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ. Dù sao Thánh Vực thống ngự thiên hạ nhiều năm, cường giả vô số, mà bản thân hắn cũng là cục trưởng Thánh Vực, bản thân cũng có vinh dự và kiêu ngạo. Lý Vân Tiêu nói lời này là đánh nát kiêu ngạo của hắn, dường như cảnh tỉnh, dội gáo nước lạnh vào người, đột nhiên hiểu ra nhiều việc. Từ bố trí trong lúc hợp, cho dù là từ vũ lực hay là tài nguyên, Thiên Võ Minh xác thực đã không dưới Thánh Vực. Hơn nữa Lý Vân Tiêu đã nói, bóp cổ cường giả thiên hạ, muốn trở thành thần, chỉ có con đường đi tới thành Viêm Vũ. Ngẫm lại cũng đổ mồ hôi lạnh, Viên Cao Hàn càng xem trọng Lý Vân Tiêu hơn không ít, nội tâm vừa mừng vừa sợ. Lý Vân Tiêu nói, nhưng mà Thánh Vực này, ta sẽ đi xem, không quan hệ tới thiên hạ đệ nhất luận võ đại hội, mà là có chuyện lạ. Viên Cao Hàn cả kinh nói, cần ta đi cùng ngươi không? Lý Vân Tiêu vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, ngươi nên chuyên tâm làm chuyện của ngươi đi, Thiên Võ Minh hiện tại thiếu nhất là thuật luyện sư, huyền khí cùng đan dược lỗ hổng quá lớn, mặc dù có Tinh Nguyệt Trai cùng Kim Tiền Thương Hội trợ giúp, cũng khó bổ sung lỗ thủng. Mấy đại thương hội sinh ý chủ yếu hướng vào võ giả cấp thấp, mà chúng ta khiếm khuyết là huyền khí và đan dược cao cấp. Viên Cao Hàn gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi, chức bộ trưởng này ta sẽ tiếp, nhất định sẽ ra sức, người yên tâm đi. Ân, đúng rồi, Khâu Mục Kiệt người này đúng là bất thế thiên tài, nhưng lại là thanh kiếm hai lưỡi. Dùng tốt sẽ có lợi, một khi dùng không tốt sẽ tổn thương chính mình, người dùng nhiều tâm tư nhìn chằm chằm vào hắn đi. Vân Tiêu dặn dò. Viên Cao Hàn gật đầu nói, ta hiểu. Hai người bàn xong, Lý Vân Tiêu liền cáo từ mọi người, phiêu nhiên mà đi. Bởi vì Linh Mục Địch kiêm nhiệm chức trọng, cho nên chỉ cần Phi Nghê cùng Lạc Vân Thường và Cá Sấu, cùng với Sán và Chắc hai vị cường giả hư cực thần cảnh đi cùng, thiên hạ này hắn cơ bản đã đi ngang. Cố Thanh Thanh bị nhốt trong nơi phong ấn, cho nàng tự hành tu luyện, cũng tránh khỏi nàng gây chuyện, hơn nữa có mạch nhìn chằm chằm vào. Mấy canh giờ sau, trong cấm địa Thiên Châu Môn, trong động quật truyền thừa quang minh lưu ly thân, hai đạo quang mang bay vào trong, hóa thành bộ dáng Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường. Trên vách tường có ngàn vạn minh châu khảm vào, trở nên lờ mờ không thôi. Lý Vân Tiêu đi chậm trong động, mỗi khi đi đều nhẹ nhàng, Lạc Vân Thường nhắm mắt theo sau, sợ quấy rầy hắn. Thì ra là ở đây. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kêu một tiếng, tinh quang trong mắt lóe lên. Hai ngón khép lại hóa kiếm đâm vào vách động. Thành động có vô số đá vụn rơi ầm ầm, bị ngón tay của hắn cắt nát. Lúc này tất cả minh châu trong động sáng lên, tỏa ra hào quang sáng ngời, trong động sáng như ban ngày. Hai tay Lý Vân Tiêu hóa kiếm cắm xuống đất, một kết giới hiện ra. Hóa ra hơn 10 thanh kiếm quấn quanh hai người. Trên vách tường bắn ra mấy vạn đạo công kích. Phanh, phanh, phanh. Kiếm giới bị uốn cong. Trước mặt hai người mơ hồ, quang ảnh giao thoa qua lại. Lạc Vân Thường cả kinh nói. Vì sao những này Minh Châu lại chủ động công kích, chẳng lẽ đều có linh tính? Lý Vân Tiêu nói. Hạt châu không linh người có linh. Long cong. Kiếm thương chảm hồng vung lên, tia sáng trắng lóe đâm thẳng ra ngoài, tất cả Minh Châu bị kiếm quang đánh rơi xuống. Kiếm quang đâm vào vách động, thuận thế dâm xuống. Ầm ầm. Vô số đá vụn sụp đổ. Cả hang động lắc lư, vách núi tách ra hai bên, trong đó lại có động thiên khác, là không gian không lớn không nhỏ. Trong đó không có gì, vô cùng đơn sơ, đã có một người ngồi xếp bằng ở trung ương, đầu tóc rối bù, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt sáng ngời đặc biệt khiến người ta chú ý, nhưng chứa ý e ngại và khiếp sợ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người nọ, nói. Hiểu Phong Tàn đại nhân. Toàn thân Hiểu Phong Tàn run lên. Đột nhiên mở miệng, nói. Ngươi gọi ta là cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Hiểu Phong Tàn, ngươi là Nam Vực Chi Vương Hiểu Phong Tàn. Hiểu Phong Tàn. Hiểu Phong Tàn thì thào tự nói mấy lần, lắc đầu, nói. Ta không phải Hiểu Phong Tàn. Ngươi tên là gì? Lý Vân Tiêu kỳ quái hỏi một câu, hắn có thể khẳng định người trước mặt chính là Nam Vực Vương Hiểu Phong Tàn, chỉ là trí nhớ thiếu thốn, chắc do trọng thương năm xưa.
Hiểu Phong tàn nói. Ta đặt tên cho mình là Bàn Nghị. Bàn Nghị, được rồi, người thích gọi thế nào cũng được, nhưng trong mắt bản thiếu gia, người chính là Hiểu Phong Tàn. Lý Vân Tiêu ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối năm đó ban thưởng đồng thể truyền thừa. Bàn Nghị nói. Ta nhớ ra ngươi, là người thứ trong mấy ngàn năm qua đạt được truyền thừa. Thứ tư. Lý Vân Tiêu ăn cả kinh, nói. Nhiều như vậy, còn có hai người nào? Bàn Nghị nói. Đều chết, gần đây có một người Tân Như Ngọc cũng bị ngươi giết chết. Lý Vân Tiêu nói. Tân Như Ngọc chết đúng tội, tiền bối sẽ không trách tội ta chứ. Ta siêu hồn phách của hắn, biết rõ tiền bối và hắn tuy không phải thầy trò, thực sự có công truyền đạo thụ nghệ. Bàn Nghị lắc đầu, nói. Người có sống có chết, chỉ là chuyện tầm thường, bọn họ không giống ta, có thọ nguyên gần như vô cùng. Thọ nguyên vô cùng. Lý Vân Tiêu sững sờ, lập tức cả kinh nói. Chẳng lẽ tiền bối đã tu luyện tới chí thánh thể giới vương? Bàn Nghị lắc đầu nói. Kém xa, ta còn không có tu luyện thân thể cao tới mức như chủ nhân. Nghe vậy, Lý Vân Tiêu càng chấn động, nói. Ngươi, thân hình chủ nhân lúc trước, ngươi không phải Hiểu Phong Tàn, ngươi là... Bàn Nghị cười hắc hắc nói. Ta là Bàn Nghị, không phải đã nói sao? Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, ta chỉ động gặp chỉ có 10 người, ngươi là người đầu tiên nhận ra tên của thân thể này. Ta cũng rất tò mò, nguyên chủ nhân thân thể này là ai? Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường sinh ra chấn động to lớn, Bàn Nghị trước mặt ánh mắt thanh minh, không giống si ngốc hay mất trí nhớ. Chẳng lẽ hắn nói là thực? Hai người nhìn nhau, đều nghi hoặc không nhỏ. Bàn Nghị nói, ta là thân thể bất hủ này sinh ra giới linh. Lý Vân Tiêu hai người lập tức hiểu ra, tuy có thể lý giải, giật mình còn hơn lúc trước. Nói như thế, Hiểu Phong Tàn đại nhân thực đã chết. Lý Vân Tiêu kinh ngạc hỏi thăm, mặc dù chưa bao giờ tiếp xúc qua Hiểu Tàn Phong, nhưng mình được hắn truyền thừa thần thể, cho tới nay được ích lợi không nhỏ, nội tâm vẫn cảm kích. Vốn định gặp mặt cảm tạ, nhưng bây giờ xem ra không được. Bàn Nghị gật đầu nói, thực đã chết, nhưng thân thể này thập phần cường hãn. Nó gần như bất hủ, không thua thiên tài địa bảo phổ thông, hơn nữa trong động vật có lực lượng ngàn vạn minh châu mới có thể trong năm tháng dài đằng đẵng sinh ra ta. Ta cũng mới chậm rãi hiểu tình huống trong nơi này. Lý Vân Tiêu nói, chẳng lẽ trong thân thể Hiểu Tàn Phong tiền bối không có lưu lại trí nhớ lẻ tẻ? Minh châu trong động quật này là do ai tạo ra? Bàn Nghị trầm ngâm xuống, nói, ta trước kia cho rằng là người khác bố trí, sau này mới dần dần hiểu ra. Có lẽ Hiểu Phong Tàn sau khi chết, không thể tự hành hóa đi, quang minh lưu ly thân sụp đổ cho nên diễn hóa ra dị tượng ngàn vạn minh châu, chẳng biết tại sao không có tán đi, lại bảo tồn như thế này. Bởi vì ta phát hiện thân hình này sinh ra cảm ứng với động quật rất mạnh, giống như là nhất thể. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Ta hủy động quật này, thật có lỗi. Bàn Nghị lắc đầu cười nói. Không sao, lực lượng ngàn vạn minh châu đã sớm suy yếu không được. Mà ta không cần dựa vào chúng tu luyện. Nhưng mà ngươi phá vách tường làm ta chấn kinh, ta còn tưởng rằng ngươi là người xấu. Lý Vân Tiêu nói, ngươi bây giờ biết ta là người tốt. Bàn Nghị nói, từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy được, ít nhất nội tâm của ngươi bằng phẳng, không giống đám người lúc trước ta gặp phải, trong ánh mắt mang theo đục ngầu cùng lập lòe, chứng minh nội tâm không tinh khiết, mà tâm linh ngươi trong sáng, cho dù là người xấu cũng là xấu thuần túy. Lý Vân Tiêu nói, đa tạ khích lệ. Lạc Vân Thường nhìn không được che miệng cười. Bàn Nghị nói, trong mấy người đạt được truyền thừa quang minh lưu ly thân thì ngươi lợi hại nhất, cũng sắp vượt qua ta. Nội tâm Lý Vân Tiêu khẽ động, nói, hẳn các hạ đạt tới hư quang cảnh. Hư quang cảnh, là phân chia cường độ thân thể sao? Bàn Nghị tò mò, nói, ta chỉ biết thu vị có phân chia, nhưng mà những người ta gặp được quá yếu. Ta và bọn họ khác nhau quá xa. Ngươi là người mạnh nhất ta nhìn thấy. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Thân thể sau khi bước vào thần cảnh sẽ phân chia thành sơ khai, dung thông, hư quang, pháp thân bốn cảnh, trên bốn cảnh này là bất diệt thánh thể. Ta hiện tại chỉ là dung thông mà thôi. Dung thông sao? Bàn Nghị trầm ngâm một hồi, nói. Nói như vậy ta đã là hư quang cảnh, vốn ta cho rằng mình rất mạnh. Không thể ngờ phía trên còn có pháp thần và thánh thể, xem ra là ta nông cạn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Trên đời này có lẽ không có thánh thể tồn tại,
mà pháp thần chỉ có một người đạt tới. Các hạ thân thể mạnh mẽ, bài trừ một ít lão quái vật có khả năng lánh đời, đương thời ít nhất có thể tiến vào top 5. Top 5, xem ra không gian phát triển của ta thật lớn. Bàn Nghị cảm khái, nói. Ta truyền thụ Tân Như Ngọc thần thông, là hy vọng hắn có thể trên con đường tu luyện này, nhìn xem có thể giúp ta tiến thêm một bước hay không. Sớm biết như vậy, ta không dừng ở hang động này làm gì, đi ra ngoài quan sát thế giới. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, 10 vạn năm qua không có thần cảnh nào tồn tại trên thế giới, nếu Bàn Nghị đi ra ngoài, hắn sẽ là cường giả tuyệt thế, nói không chừng hiện tại cũng đi vĩnh sinh chi giới. Hắn nói, nếu các hạ không chê, có thể đi cùng ta. Ta cam đoan các hạ có thể nhìn thấy các tồn tại cường đại, như vậy sẽ có trợ giúp lớn khi các hạ đột phá hư quang cảnh. Bộ dáng Bàn Nghị đã động lòng nhưng vẫn do dự chần chừ. Tất cả cảm xúc lộ rõ trên mặt, Bàn Nghị như tất cả đồ vật hóa linh khác, không dành xã hội tính người, không có nhiều tâm kế khôn ngoan, chỉ có nỗi sợ hãi và lòng e ngại đối với bên ngoài. Lý Vân Tiêu liếm môi cười gian. Các hạ yên tâm, ta không hề có ý hại người. Cộng thêm với thực lực của các hạ thì trong thiên hạ hiếm có ai hại được các hạ. Bàn Nghị gật đầu nói. Được, ta chỉ định du lịch tìm cách đột phá, sẽ không tham gia vào các loại ân oán gút mắt giữa nhân loại các ngươi. Lý Vân Tiêu mừng hết lớn, cười gật đầu lia. Những việc này tùy ý các hạ, ta không muốn ép buộc cũng không thể làm được. Lý Vân Tiêu thầm buồn cười, chỉ cần làm theo lời hắn. Nếu gặp cường địch thì dù ngươi không muốn ra tay chưa chắc đối phương sẽ tha cho ngươi. Lý Vân Tiêu đề nghị Bàn Nghị vào giới thần bi, có vẻ Bàn Nghị rất tò mò về thánh khí nhưng vẫn từ chối, chỉ đi theo sát bên Lý Vân Tiêu. Chuyện Nam Vực Vương đã giải quyết nhưng trong lòng Lý Vân Tiêu có chút hụt hẫng. Ngày xưa bốn vị siêu cường giả thống ngự bốn vực trong cuộc chiến phong ma chỉ có vị này giúp đỡ Lý Vân Tiêu nhiều nhất nhưng đã chết. Nhưng nói đi phải nói lại. Nếu Hiểu Phong Tàn không chết thì sẽ không xuất hiện đất truyền thừa, Lý Vân Tiêu sẽ không gặp được cơ duyên này. Có lẽ vô hình chung đều có số phân, tuy Hiểu Phong Tàn chết đi lại thành toàn Lý Vân Tiêu, cũng để lại Bàn Nghị. Ba người rất nhanh qua truyền tống trận đi Bắc Vực, đến chỗ Lam Tuyết Thánh Thành. Truyền tống đến chủ thành Bắc Vực, vì tránh cho người Thánh Vực phát hiện, Lạc Vân Thường tiến vào giới thần bi, Lý Vân Tiêu thì cùng Bàn Nghị biến thành độn quang bay đi. Truyền tống trận đi thông thánh vực giống như hóa thần hải, bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Vì tổ chức đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất nên đặt 10 điểm truyền tống tại Bắc Vực, vũ giả thông qua trắc nghiệm đều có thể đến đây. Mấy canh giờ sau hai người đi tới một thành truyền tống. Cực kỳ náo nhiệt, vừa vào trong thành liền cảm nhận không khí khác biệt. Trên đường ngựa xe như nước, toàn là vũ giả, đều thảo luận về đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất. Cao thủ mạnh nhất khu ta chắc chắn là Lư công tử rồi, trực tiếp cầm lệnh bài thăng cấp liền đi. Không hiếm người có thể trực tiếp cầm lệnh bài thăng cấp, nhưng làm quan trắc nghiệm biểu tình sợ hãi thì tới nay chỉ có một mình Lư công tử. Ai, nếu có thể tiến thêm một ải thì tốt biết mấy, nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh. Đừng mơ nữa, muốn xem cuộc chiến hoặc bản thân là vũ đế cao giai hoặc giàu nhất thiên hạ mua bằng nguyên thạch, và phải có thân phận lai lịch rõ ràng. Đời này ngươi và ta đừng có mơ. Đúng đúng, tốt nhất là nhanh chóng khiêng gạch, làm chậm sẽ bị đốc công tới đánh chúng ta. Hai vũ giả đê dai đẩy xe đẩy tay vừa đi đường vừa trò chuyện. Bọn họ đi đường hẻo lánh, tránh cho va chạm vũ giả lại gây rắc rối. Nhưng thần thức của Lý Vân Tiêu rộng lớn gần như nghe hết tiếng động nửa thành trì. Rắc rối rồi, quản lý nghiêm khắc như vậy. Bàn Nghị hỏi. Rắc rối gì? Thực lực của chúng ta đã vượt qua vũ đế cao giai. À đúng rồi, thân phận của ta không rõ ràng, e rằng không qua cửa được. Bàn Nghị lộ vẻ mặt ngượng nghịu, nhíu mày. Lý Vân Tiêu nhìn buồn cười nói. Như thế nào, ngươi muốn đi vào xem cuộc chiến? Bàn Nghị gật đầu nói. Đại hội tỷ võ thiên hạ đệ nhất, có thể kiến thức cường giả mạnh nhất trên đời này làm ta rất hưng phấn. Bàn Nghị hồi hộp siết chặt hai nắm tay. Lý Vân Tiêu buồn cười. Bàn Nghị hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn kiến thức một phen? Lý Vân Tiêu trầm ngâm, khóe môi cong lên. Muốn, đương nhiên là muốn, không thì ta đến đây làm gì? Trước tiên chúng ta phải tìm cách lẻn vào, thân phận đúng là khó làm thật. Ngoài thành cách mấy trăm dặm, một chiếc chiến hạm cửu giai chạy nhanh như bay đến. Chiến hạm tạo hình kỳ lạ, có ấn ký môn phái rõ ràng. Trong chiến hạm, một nam nhân trẻ tuổi đi vào,
vòng qua mấy hành lang gấp khúc, dừng lại trước một mật thất. Thanh niên gõ cửa. Phụ thân, sắp đến rồi. Cửa mật thất chậm rãi mở ra. Một nam nhân ngồi xếp bằng lơ lửng bên trong, vô số phù văn chìm nổi phập phình xung quanh. Nam nhân bắt ấn quyết, các phù văn chui vào người gã. Nam nhân mở mắt ra, bay ra mật thất. Còn bao lâu nữa? Thanh niên đáp ngay. Còn khoảng một tách trà. Nam nhân phất tay. Kêu mọi người hãy chuẩn bị đi, chiến hạm ngừng trước cửa thành, các ngươi chờ ta ở ngoài thành. Thanh niên hỏi. Phụ thân định đi bao lâu? Nam nhân nói. Không biết, ngắn thì hơn tháng, lâu thì nửa năm. Chờ xem tình huống vũ quyết này thế nào, hơn phân nửa thánh vực còn có chuyện khác. Thanh niên lại hỏi. Phụ thân đi một mình hay là? Nam nhân nói. Ta và Ngưỡng Mộc đi được rồi. Thanh niên nhăn nhó nói. Phụ thân, ta cũng muốn đi xem. Nam nhân liếc thanh niên. Ngươi muốn đi dự thi chứ gì? Thanh niên phồng lên can đảm, gật mạnh đầu. Đúng, tại sao ta không thể đi dự thi? Đại hội toàn là anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, dù không được thứ bậc tốt thì ta cũng không để bụng. Phụ thân sợ ta làm thiên ưng thần miếu mất mặt sao? Thanh niên càng nói càng kích động, sắc mặt vặn vẹo tức giận. Nam nhân thở dài thườn thượt. Nếu là trước kia thì chắc chắn phụ thân sẽ cho ngươi dự thi, bản thân phụ thân không chừng cũng tham gia. Nhưng bây giờ thì, ai? Tại sao? Thanh niên giật mình hỏi. Thì ra phụ thân có nỗi khổ riêng. Nam nhân giàu lo nhìn thanh niên. Lần này đi khó đoán tương lai ra sao, phụ thân phải hết sức thận trọng, không thể để thiên ưng thần miếu chôn vùi trong tay phụ thân. À! Thanh niên sợ hãi giật bắn người. Sao phụ thân nói vậy? Chẳng lẽ thánh vực định đối phó chúng ta? Nam nhân lắc đầu nói. Thánh vực muốn chiêu lãm chúng ta. Thanh niên ngây người. Nếu vậy thì đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Chứng minh chúng ta có sức nặng rất lớn trong mắt thánh vực, phụ thân nên vui vẻ mới đúng, nên là tương lai sáng lạn. Nam nhân khẽ thở dài. Ngươi không hiểu. Thanh niên nhăn mặt gật đầu nói. Đúng là hài nhi không hiểu thật, xin phụ thân giải thích thắc mắc cho. Nam nhân nhìn thanh niên. Thiên vũ minh nổi lên, quy tắc thập phương tái hiện nhân gian, những điều này chắc ngươi đã biết. Thanh niên gật đầu nói. Biết, nhưng thế thì sao? Nam nhân nói. Dựa theo tin tức mới nhất ta có được thì thiên vũ minh sắp phong ấn quy tắc thập phương quanh thành Viêm Vũ, không để nó khuếch tán. Tuy việc này hơi vượt mức nhưng nếu có thể thi triển trận pháp phong ấn ít nhất trong thời gian ngắn sẽ ngăn cản nó lan tràn nguyên thiên vũ giới.